Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 421. Mà bọn hắn xuất hiện, còn có luân hồi trận doanh các đệ tử xuất hiện, nhất thời ở toàn trường đưa tới không nhỏ xôn xao. Luân hồi trận doanh người, từ hư vô khu bên trong đi ra. Làm sao không gặp luân hồi chi chủ? Nên sẽ không, luân hồi chi chủ đã chết chứ? Rất nhiều thanh âm vang lên. Hư vô khu là khu vực nguy hiểm nhất, Kỷ Tư Thanh các nàng có thể yên ổn trở về, tự nhiên dụ cho người nhìn chăm chú. Chỉ là, không gặp Diệp thần, tại chỗ các khán giả, lại là kinh nghi bất định. Phụ trách chủ trì kết toán, là chính phái lãnh tụ Trùng Dương chân nhân. Tinh Nhiên, Diệp thần người đâu? Trùng Dương chân nhân vậy rất là tò mò, hướng Phạm Tinh Nhiên hỏi nói. Phạm Tinh Nhiên hì hì cười một tiếng, nói, sư phụ, Diệp đại ca hắn rất mau trở về tới, người trước chủ trì kết toán đi. Nghe được Phạm Tinh Nhiên mà nói, toàn trường người xem lại là một hồi xôn xao. Như thế xem ra, Diệp thần đúng là không có chết. Vậy Diệp thần, có cơ hội đoạt quốc sao? Hiện ở trên trời kim bảng hạng, xếp ở trước mặt mấy vị, đều là phổ thông tán tu. Lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, Luân Hồi Trận Doanh, Vạn Khư Trận Doanh, Kiếm Môn Trận Doanh, chém giết lẫn nhau thảm thiết, cuối cùng nhưng thật giống như phải tiện nghi người khác. Trùng Dương chân nhân sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía toàn trường người dự thi, nói, như vậy, bây giờ tiến hành sau cùng kết toán, xin tất cả người dự thi, đem cầm tử hoàng thần hỏa, toàn bộ lấy ra. Tiếng nói rơi xuống, một cái người dự thi, chính là rối rít cầm trong tay tử hoàng thần hỏa, toàn bộ sử dụng. Nhất thời, từng đạo ngọn lửa, một đóa đóa hỏa liên, một đoàn đoàn thánh hỏa, lững lờ ở trên quảng trường, đậm đà mùi lửa hơi thở đang lan tràn, trong không khí tràn ngập một chút vô cùng lo lắng mùi vị. Luân hồi trận doanh bên này, Phạm Tinh Nhiên và Thiên Tinh Cung các đệ tử, đem mình tử hoàng thần hỏa, toàn bộ cầm ra, nhưng không hề tham dự kết toán, mà là toàn bộ cho Kỷ Tư Thanh. Trước đây, Phạm Tinh Nhiên trọng thương, ở Trùng Dương chân nhân âm thầm dưới sự chỉ điểm, tìm được xích diễm tiên thảo chữa thương khôi phục. Vào lúc đó, nàng thật ra thì coi như là phá hư quy củ, không thích hợp lại tham gia thi đấu. Cho nên, hiện tại nàng cầm thần hỏa toàn bộ cho Kỷ Tư Thanh, mình coi như là lui thi đấu, không trái với quy củ. Trùng Dương chân nhân sờ một cái râu, âm thầm gật đầu. Kỷ Tư Thanh nói, Phạm tiểu thư, đa tạ. Phạm Tinh Nhiên cười nói, không có sao, Diệp đại ca đã cứu ta một lần, ta cũng nên trở về báo hắn. Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết nhìn nhau, cũng là đem trong tay mình tử hoàng thần hỏa, toàn bộ cho Kỷ Tư Thanh. Luân hồi trận doanh thu hoạch tử hoàng thần hỏa, số lượng có hạn, nếu như chia đều nói, vậy tất cả người có thể được chia, chỉ là rất ít một phần chia, căn bản không thể nào chen vào hạng. Chỉ có tập trung ở cùng nhau, mới có cướp lấy hạng có thể. Cho nên, Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết, đều đưa mình thần hỏa, cho Kỷ Tư Thanh, để cho nàng tranh đoạt hạng. Kỷ Tư Thanh thần hỏa trị số, nhất thời tiêu thăng đến 12.000, trực tiếp vượt qua trên bảng danh sách tất cả người, bước lên thứ nhất. Toàn trường người xem thấy vậy, nhất thời xôn xao. Rất nhiều tán tu những người dự thi, chính là lộ ra bất mãn thần sắc. Một cái tán tu võ giả chỉ Kỷ Tư Thanh, kêu lên, cái này không công bình, các ngươi làm sao có thể như vậy? Kỷ Tư Thanh lạnh nhạt nói, có cái gì không công bình, nếu như ngươi có thể tìm được người, cầm thần hỏa hiến tặng cho ngươi, vậy ngươi cũng có thể tranh đoạt thứ nhất. Tán tu kia võ giả cắn răng nghiến lợi, nhìn bốn phía, nhưng lại không có người bất kỳ, nguyện ý đem thần hỏa hiến tặng cho hắn. Trùng Dương chân nhân cũng là bình tĩnh nói, luân hồi trận doanh hành động này, cũng không có vi phạm quy củ. Thái thượng thế giới, cuối cùng là tàn khốc. Tán tu võ giả, đặc biệt khó khăn sinh tồn. Dựa hết vào mình một thân một mình, cơ hồ không thể nào cùng đứng đầu thế lực trận doanh đối kháng. Diệp thần luân hồi trận doanh, đoàn kết chặt chẽ, tự nhiên không phải phổ thông người dự thi, có thể khiêu chiến. Có tư cách khiêu chiến luân hồi trận doanh, chỉ có Vạn Khư cùng Kiếm Môn. Vạn Khư trận doanh bên này, cũng là đem tất cả tử hoàng thần hỏa, toàn bộ hội tụ đến Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bên người. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết do hai người nữ đệ tử dìu đỡ, sắc mặt trắng như tuyết. Da khô cằn, đặc biệt yếu ớt. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, nàng đã sắp chết. Hội tụ Vạn Khư tất cả thần hỏa, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thần hỏa trị số, nhưng là tăng vọt đến 15.000, trực tiếp vượt qua Kỷ Tư Thanh, thành là thứ nhất. Kỷ Tư Thanh thấy vậy,
sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì, luân hồi trận doanh cốt lõi nhất nhân vật, cũng không phải là nàng, mà là Diệp Thần. Trong quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, luân hồi trận doanh ở khu thứ 5 đi săn, lấy được đến phần lớn tử hoàng thần hỏa, thật ra thì đều giao vào Diệp Thần trong tay. Cùng Diệp Thần tới, Kỷ Tư Thanh tin tưởng, hạng nhất nhất định sẽ thuộc về Diệp Thần. Kiếm môn trận doanh bên này. Quy Trần ra hiện đầy chú ấn, đó là thi triển thiên ma đốt máu pháp sau cắn trả. Ở nơi này cổ cắn trả bị hành hạ, hắn khí huyết cũng là rơi vào khô cằn, bị thương rất nặng, đã không nhanh được. Hơn nữa, hắn ban đầu ăn cắp hoàng hôn người khổng lồ hắc ám tế phẩm, thật ra thì đã gặp cực kỳ nghiêm trọng thiên phạt, chỉ là một mực áp chế thôi, hôm nay là hoàn toàn không áp chế được. Ở hoàng hôn người khổng lồ thiên phạt, còn có thiên ma đốt máu pháp cắn trả đồng thời bị hành hạ, hắn có thể chống được hiện tại, đã coi như là kỳ tích. Kiếm môn các đệ tử, đem tất cả thần hỏa, toàn bộ giao cho hắn. Nhất thời, Quy Trần thần hỏa chỉ số, vậy hiện ra. Là 15.000. Lại và Vạn Khư thần điện ngang hàng, số lượng giống nhau như đúc. Thấy một màn này, toàn trường người xem một hồi xôn xao. Vạn Khư thần hỏa chỉ số, lại và kiếm môn như nhau, nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng hôm nay không trên đài cao, Vũ Hoàng cổ đế ha ha cười một tiếng, hướng Ma Tổ Vô Thiên xa xa cười nói. Ma Tổ Vô Thiên, xem ra thật là trùng hợp, các ngươi kiếm môn thần hỏa chỉ số, và ta Vạn Khư như nhau, vậy mọi người cũng không cần cãi, đặt song song thứ nhất như thế nào. Ma Tổ Vô Thiên lạnh nhạt nói, có thể, đặt song song thứ nhất, chúng ta hai nhà chia đều khen thưởng là được. Nghe hai người này nói, toàn trường người xem trong lòng bừng tỉnh. Lúc đầu Vũ Hoàng Cổ Đế, đã sớm và Ma Tổ Vô Thiên đạt thành hiệp nghị, muốn đặt song song thứ nhất, chia cắt khen thưởng. Hạng nhất phần thưởng bên trong, có một viên xích diễm tạo hóa đan, đó là giữa thiên hạ nhất thần diệu chữa thương đan dược. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần, đều là trọng thương ngã gục, phải dựa vào xích diễm tạo hóa đan chữa trị. Vậy xích diễm tạo hóa đan, dược lực dư thừa, chỉ cần có được, Vạn Khư kiếm môn hai nhà chia đều, một người một nửa. Cũng đủ để cho Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần, cải tử hồi sanh. Nếu như có thể bắt được hoàn chỉnh xích diễm tạo hóa đan, tự nhiên tốt nhất. Nhưng, bất kể là Vạn Khư, vẫn là kiếm môn, đều có điểm tâm lực quá mệt mỏi, hai bên cũng cần nghỉ ngơi, không có lại đấu nữa ý. Lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, chém giết chân thực quá mức thảm thiết, chắc trở chân thực quá nhiều. Có thể chia đều thứ nhất, đối hai nhà mà nói, dĩ nhiên là tối ưu lựa chọn. Tử Hoàng cung điện bên trong. Đạo Đức Thiên Tôn thấy một màn này, nhất thời nhướng mày một cái. Hắn không thích đừng người mưu hại hắn, nhưng hiện tại, Vạn Khư và kiếm môn đồng mưu, muốn đặt song song thứ nhất, cũng không coi là vi phạm quy củ. Trưởng giáo đại nhân, làm thế nào? Một bên Đa Bảo Thiên Quân, thấp giọng hỏi nói. Đặt song song thứ nhất, trước kia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Đạo Đức Thiên Tôn hừ một tiếng. Đột nhiên kêu lên, luân hồi chi chủ, hạng nhất thì phải thuộc về người ngoài, người còn không xuất hiện. Thanh âm này xa xa truyền ra, chấn động toàn trường. Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, còn có toàn trường các khán giả, đều là cả kinh, sau đó liền cảm thấy ở giữa thiên địa, bạo phong chấn đãng. Một đạo thanh niên bóng người, ở lăn lăn bạo phong chi bên trong, hạ xuống. Chính là Diệp Thần. Xin lỗi, không tính là quá muộn chứ. Diệp Thần cười một tiếng, ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, nhìn xem Quy Trần, lại nhìn xem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, cảm thấy trước đó chưa từng có thoải mái. Quy Trần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, đều là hình dạng khô cằn sắp chết hình dáng, nhưng Diệp Thần, nhưng là thần thái sáng láng, linh khí ngất trời, tự có một cổ trầm ổn khí thế uy nghiêm, như núi cao vậy sừng sững ở trong sân. Luân hồi chi chủ, quả nhiên không có chết. Thằng nhóc này, thật là có đại khí vận à. Hắn trên mình, thậm chí lóe lên một chút chân lý diệu pháp thần quang, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, thằng nhóc này đã bắt đầu lĩnh ngộ không không thời không chân lý? T, hắn dường như mới bách ra cảnh chứ. Vô số rung động ánh mắt, hội tụ ở Diệp Thần trên mình. Giờ khắc này Diệp Thần, khí thế cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn mơ hồ thấm ra một cổ siêu nhiên thế ngoại, chân lý diệu pháp ánh sáng, làm người ta kính sợ. Quy Trần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, nhìn Diệp Thần như vậy nhanh nhẹn trầm ổn hình dáng, nội tâm chỉ có tuyệt vọng.
Bọn họ biết, mình và Diệp Thần chênh lệch, lại tiến một bước kéo lớn. Luân hồi trận doanh bên này, rất nhiều đệ tử thấy Diệp Thần hạ xuống, một hồi hoan hô ủng hộ. Chỉ gặp từng đạo thần hỏa, từ Diệp Thần quanh thân nổi lên, hội tụ thành một phiến ngọn lửa đợt sóng. Hắn thần hỏa chỉ số, ước chừng đạt tới 18.000. Số này trị giá, đã vượt qua Quy Trần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Xem ra, hạng nhất là của ta. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn toàn trường. Vạn Khư trận doanh và Kiếm Môn trận doanh bên này, tất cả người đều là ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt đặc biệt khó khăn xem. Chẳng ai nghĩ tới, ở hư vô khu bên trong, Diệp Thần lại có thể lấy được như thế nhiều tử hoàng thần hỏa. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy không ổn, trầm giọng hướng Ma Tổ Vô Thiên quát lên, Ma Tổ Vô Thiên, hạng nhất tuyệt không thể nhường cho thằng nhóc này, ngươi cầm ngươi Kiếm Môn thần hỏa, toàn bộ cho ta. Ta Vạn Khư cầm hạng nhất, sau chuyện này phần thưởng ta phân ngươi một nửa. Ma Tổ Vô Thiên lạnh lùng nói, tại sao phải ta để cho ngươi? Các ngươi Vạn Khư, cầm thần hỏa nhường cho ta Kiếm Môn đoạt cúp không được sao? Phần thưởng ta cũng phân ngươi một nửa, đạo tâm thề, quyết không nuốt lời. Vũ Hoàng Cổ Đế cắn răng nghiến lợi, nói, ngươi Kiếm Môn căn cơ mỏng, không chịu nổi vô địch đại khí vận công đức, vẫn là nhường cho ta Vạn Khư thôi, ta đáp ứng ngươi. Sau này chúng ta ân oán xóa bỏ, ta Vạn Khư tuyệt lại nữa tổn thương Kiếm Môn. Ma Tổ Vô Thiên vui vẻ cười to, nói, người Vũ Hoàng Cổ Đế cam kết, chính là đánh giám. Hai người tranh nhau không dưới, cũng không ai chịu đem nhường. Thật ra thì, nếu như bọn họ chịu thành tâm hợp tác, hai bên thần hỏa hội tụ, chỉ số đủ để vượt qua Diệp Thần, cướp lấy hạng nhất. Nhưng, vô luận là Vạn Khư, vẫn là Kiếm Môn, bọn họ có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Tối đa chỉ là đặt song song thứ nhất, tuyệt không muốn nhìn thấy đối phương độc chiếm hạng nhất. Bởi vì, thái thượng công đức chiến hạng nhất, trừ mắt thường có thể thấy được phần thưởng bên ngoài, còn có công đức lớn khí vận khen thưởng. Công đức khí vận, hư không mờ mịt, nhưng là chân chân tránh tránh tồn tại. Diệp Thần chính là bởi vì có đại khí vận, mới có thể xông phá trùng trùng khốn khóa, cười đáp hiện tại. Không cần cãi vả nữa. Đạo đức thiên tôn bàn tay đè một cái. Ngăn lại Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên cãi vả. Hai người từ cầm thân phận, cũng là lại nữa lời nói, chỉ là trong ánh mắt đều mang cực đoan cừu hận cùng lửa giận. Ta tuyên bố, đang tiến hành thái thượng công đức chiến, hạng nhất là Luân Hồi Chi Chủ, Diệp Thần. Vạn Khư Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Kiếm Môn Quy Trần, đặt song song thứ hai. Hạng ba, Kỷ Tư Thanh. Đạo Đức Thiên Tôn tuyên bố sau cùng kết quả, thanh âm không lớn, nhưng tự có một cổ uy nghiêm. Làm người ta không dám kháng cự. Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên đều là tức giận dị thường, nhưng vậy không thể làm gì. Bọn họ cũng không ai chịu đem nhường, vậy hạng nhất dĩ nhiên là thuộc về Diệp Thần. Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên, hai người cừu hận sâu nặng, nếu không, bọn họ thật liên hiệp, hắn muốn đoạt cúp, liền khó hơn lên trời. Toàn trường các khán giả, nghe được cái này kết quả. Đều là một hồi xôn xao, có chút ra dự liệu. Luân hồi trận doanh bên này, chính là nhảy cẫng hoan hô, mừng như điên không dứt. Diệp Thần đoạt cúp, vậy thì đồng nghĩa với, có công đức lớn khí vận thêm thân, luân hồi trận doanh nội tình, tự nhiên cũng đem đổi được càng hùng hậu. Đa bảo, người giúp bọn họ tẩy rửa quán đỉnh. Đạo đức thiên tôn chỉ Quy Trần cùng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Đa bảo thiên quân cung kính nói, Đạo đức thiên tôn vừa nhìn về phía Trùng Dương chân nhân, nói, Trùng Dương, ngươi là Tư Thanh cô nương tẩy rửa quán đỉnh. Trùng Dương chân nhân nói, Cuối cùng, đạo đức thiên tôn ánh mắt, rơi vào Diệp Thần trên mình, ngoắc tay nói, Luân hồi chi chủ, ngươi lên tới, ta tự mình vì ngươi quán đỉnh, cũng ban cho ngươi đại khí vận công đức. Diệp Thần trong lòng vui mừng, lại lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói, đạo đức thiên tôn tiền bối, ta có là một muốn hướng ngươi bẩm báo. Đạo đức thiên tôn nói, chuyện gì? Diệp Thần lớn tiếng nói, năm đó tử thần giáo đoàn xâm lược, gây thành đại tai biến, là bởi vì là thế giới hiện thật có nội gián, là tử thần giáo đoàn dẫn đường. Tên nội gián này, chính là Vạn Khư Thần Điện Hồng Xuân Thu. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần chỉ hướng Vạn Khư Thần Điện bên kia, đứng ở Vũ Hoàng Cổ Đế bên cạnh Hồng Xuân Thu. Một hạt châu từ Diệp Thần trong tay sử dụng, phía trên lưu chuyển ra cổ xưa hình ảnh. Hạt châu này, là Trần Nam sớm trước giao cho Diệp Thần, phía trên khắc ấn năm đó,
Hồng Xuân Thu là tử thần giáo đoàn dẫn đường cảnh tượng. Hạt châu bên trong, hiện hiện ra Hồng Xuân Thu năm đó hình dáng, hướng về phía tử thần giáo đoàn người, khom người nịnh hót, mặt đầy trò hề. Toàn trường các khán giả, thấy một màn này, đều là đại chấn. Đạo Đức Thiên Tôn cũng là lớn kinh, tức giận nói, nội gián lại là vạn khư người. Hắn cái này chấn nộ diễn cảm, dĩ nhiên là ngụy trang. Thật ra thì, hắn sớm biết nội gián là ai, chỉ là vì che đậy thiên cơ chân lý, giả bộ hồ đồ thôi. Vạn khư thần điện bên kia, Huyền Thiên Kiêu, Dừng Khiếu Không, Tiêu Tinh Hà cùng Thiên Quân Lão Tổ, cũng là lớn kinh, theo bản năng cùng Hồng Xuân Thu kéo ra khoảng cách. Vũ Hoàng Cổ Đế lại là tức giận dị thường, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Xuân Thu, nói, Hồng Xuân Thu, người lúc nào đầu phục tử thần giáo đoàn. Hắn cái này chấn nộ diễn cảm, cũng không phải là ngụy trang, mà là chân chân chính chính tức giận. Vũ Hoàng Cổ Đế tương lai thân, chính là Đà Đế Cổ Thần, đối tử thần giáo đoàn, cũng là không có hảo cảm chút nào. Hồng Xuân Thu trợn mắt hốc mồm, gặp sự việc đã bại lộ, mồ hôi lạnh nhễ nhại, không nói một lời, biết giải thích rõ không có chút nào tác dụng. Vèo! Hắn xoay người cướp phá hư không, thì phải chạy ra ngoài. Ở ta mí mắt phía dưới, người cũng muốn trốn. Tiên Đế chém! Vũ Hoàng Cổ Đế tức giận, Tiên Đế hơi thở nổ, hóa thành một đạo thần mang, như đao kiếm vậy chém điên cuồng ra. Cái này đạo thần mang bên trong, thậm chí hội tụ không không thời không hơi thở, khủng bố ác liệt. Hồng Xuân Thu hoảng hốt, vội vàng nặn động thủ ấn. Thiên Châu biến. Chỉ gặp thiên địa linh khí dâng trào, hội tụ thành từng hạt tròn Thiên Châu, xuất hiện ở Hồng Xuân Thu chung quanh. Đây là Hồng Hoang Tám Cấm, Thiên Châu biến thần thông, có thể hội tụ thiên địa linh khí, hóa thành vô cùng Thiên Châu, vừa có thể lấy nổ giết người, cũng có thể bảo vệ tự thân. Suy rồi. Nhưng mà, Vũ Hoàng Cổ Đế Tiên Đế chém, mũi nhọn quá đáng sợ, từ trong hư không chém ngang mà qua, rất nhiều thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật khí thế. Hồng Xuân Thu quanh người từng hạt tròn Thiên Châu, nhất thời bị chém được bể tan tành, không có đưa đến chút nào phòng ngự tác dụng. Mắt gặp Vũ Hoàng Cổ Đế Tiên Đế mũi nhọn, thì phải chém chết đến trên mình, Hồng Xuân Thu kinh hoàng hoảng sợ, ra đầu tê dại. Sống chết trước mắt, hắn giang hai tay ra, như nhất tín đồ trung thành vậy, ngửa mặt lên trời kêu to. Ma nữ đại nhân, mời ban cho ta che chở. Thanh âm này rơi xuống, trong thoáng chốc, xa xôi thời không bên trong, truyền ra đồng tình đáp lại. Một hồi tiếng sấm to lớn, ở chân trời vang lên. Trên 9 tầng trời, gió nổi mây vần, từng tầng một mây đen bao phủ, cực hạn kiềm chế hơi thở tràn ngập. Chỉ gặp một cái nhỏ hết sức tái nhợt tay, hoành kéo một thanh kiếm. Từ trên trời trong tầng mây bổ ra, mang kinh khủng ả khí, hạ xuống đến mảnh thế giới này. Toàn trường tất cả người, cũng cảm nhận được liền một cổ đáng sợ ý chí, tràn đầy ác liệt sát phạt tàn nhẫn mùi vị. Đó là tử thần giáo đoàn thủ tịch hộ pháp, ma nữ ý chí. Ma nữ thực lực, cực kỳ mạnh mẽ, so hoàng hôn cự nhân mạnh hơn gấp vạn lần. Thực lực cường đại như vậy, để cho nàng chân thân, không cách nào hạ xuống đến thế giới hiện thật. Nhưng ở Hồng Xuân Thu kêu gọi hạ, ma nữ một chút ý chí, lại có thể hạ xuống. Tuy chỉ là một chút ý chí chập chờn, nhưng bộc phát ra ma khí cùng tử khí, nhưng là long trời lở đất, cuộn sạch hết thảy. Toàn bộ hỏa thần giới, nhất thời đều bị một phiến hắc ám khí tức bao phủ, vô số sấm sét gió bão chấn động, giống như ngày tận thế. Ở phương xa trên chiến trường, vốn là theo công đức chiến kết thúc, phần lớn hắc ám khí tức, đều bị dọn dẹp sạch, nhưng hiện tại, theo ma nữ ý chí hạ xuống, vô biên vô tận hắc ám khí tức, lần nữa ở trên chiến trường tàn phá. Toàn bộ thánh thành quảng trường, cũng là gặp phải hắc ám khí tức xâm lược, từng luồng hắc vụ nảy sinh ra, tất cả vặn vẹo quái vật, côn trùng, từ trong hắc vụ bò ra ngoài, công kích trên quảng trường người xem, tình cảnh một phiến hỗn loạn. Mau, chống đỡ hắc ám. Trùng Dương chân nhân kêu to, lập tức mang Tử Hoàng Tiên Cung các cường giả, chống đỡ hắc ám cùng quái vật. Mà bầu trời bên trong, ma nữ tái nhợt bàn tay, hoành kéo kiếm, từ thiên đánh xuống, nhưng là dễ dàng, liền đem Vũ Hoàng Cổ Đế Tiên Đế thần mang, trẻ được nghiền. Vũ Hoàng Cổ Đế bị phản chấn, lui về phía sau một bước, im lìm hừ một tiếng. Ma nữ đại nhân, tán tụng ngươi hạ xuống, mời ngươi biểu dương ngươi ân uy, tiêu diệt cái này phiến đục ngầu thế giới đi. Hồng Xuân Thu cảm nhận được ma nữ hơi thở,
ngạc nhiên mừng rỡ cuồng nhiệt, hô to lên, như vậy phong ma tín đồ. Trên bầu trời ma nữ bàn tay, hoành kiếm bổ, nhưng là đột nhiên khua kiếm hướng Diệp Thần bổ tới. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi kinh hãi, lại không nghĩ rằng ma nữ lại liền trực tiếp muốn giết hắn. Một kiếm này ma khí nổ, lạnh lùng rét lạnh, hàm chứa khí tức tử vong nồng nặc, cực kỳ khủng bố. Diệp Thần biết mình tuyệt không thể nào ngăn trở, một tiếng nổ, mở ra tự do rực, cấp tốc lui về phía sau. Ma nữ khua kiếm truy đuổi chém, nhưng là phụ cốt chi thư vậy, không chịu thả qua Diệp Thần. Không hồng thần kiếm, phá. Ngay tại lúc này, một đạo uống tiếng vang lên. Chỉ gặp một đạo thân ảnh già nua, từ trên trời hạ xuống, khua kiếm hướng ma nữ kiếm bổ tới. Lại là Diệp Thần ra ra, lá tà thần. Cùng lúc đó, bên kia chân trời, vậy có một đạo xinh đẹp nũng nịu bóng người thiếu nữ, bay đến tới, hai tay toát ra tiên đế thần quang, trong miệng ngâm sướng từ bi thần chú. Lấy từ bi chân lý, đãng nghịch hắc ám. Chính là võ giao. Giao. Võ giao phóng thích ra từ bi ánh sáng, rơi vào vậy ma nữ kiếm phía trên. Ma nữ kiếm, còn có nàng tái nhợt bàn tay, gặp phải từ bi hơi thở cọ rửa, nhất thời hắc ám vũ khí bốc hơi lên, phát ra suy suy thanh âm. Lá tà thần không hồng thần kiếm, cũng là chém xuống, tranh đích một tiếng, cùng ma nữ song kiếm giao phong. Ma nữ kiếm, khí tượng bể tan tành. Vậy chỉ tái nhợt bàn tay, cũng là dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Đầy trời hắc ám khí tức, chậm rãi tản đi, những cái kia hắc ám quái vật vậy lùi về trong hư không, thiên địa khôi phục thanh lãng. Toàn trường các khán giả, ngơ ngác nhìn lá tà thần và võ giao bóng người. Lá tà thần và võ giao, đều là tiên đế cấp cường giả, có thể nói là luân hồi trận doanh thành viên nòng cốt. Hai bọn họ người hạ xuống, nhưng là trực tiếp đánh tan ma nữ khí tượng. Đáng chết! Hồng Xuân Thu thấy vậy, tức giận dị thường, nhưng cũng không dám lưu lại, vội vàng thừa dịp loạn tránh nhập trong hư không, vậy biến mất không thấy. Diệp Thần ca ca! Võ giao đáp xuống, chạy như bay đến Diệp Thần bên người, lao vào trong ngực hắn, con ngươi long lanh. Huyễn nhiên muốn khóc, ngẩng đầu nhìn hắn nói, ngươi không có sao chứ? Diệp Thần sờ một cái võ giao tóc, tâm thần hơi định, nói ta không có sao, võ giao muội muội, ngươi làm sao tới? Võ giao nói, Nhâm Phi phàm tiền bối nói, có thể sẽ có tầng thứ cao hơn lực lượng hạ xuống, kêu ta và ra ra tới đây bảo vệ ngươi. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, cười nói, các ngươi tới đúng dịp, đúng rồi, Nhâm tiền bối chưa có tới sao? Võ giao nói, không biết. Diệp Thần con ngươi híp lại, chẳng lẽ bàn cờ này, có cái gì đổi cục? Ma nữ ý chí hạ xuống, thật là có chút đáng sợ, thật may lá tà thần và võ giao, tới kịp thời, Diệp Thần không có bị thương tổn. Toàn trường các khán giả, cũng là chưa tỉnh hồn. Tử thần giáo đoàn khủng bố, bọn họ coi như là thấy được. Tử hoàng thiên cung bên này, đạo đức thiên tôn sắc mặt, thì là đặc biệt khó khăn xem. Bàn tay khớp xương rắc rắc sát vang dội. Cái này phiến hỏa thần giới, dẫu sao là tử hoàng tiên cung địa bàn, tử thần giáo đoàn không kiêng kỵ như vậy hạ xuống, nói rõ không đem hắn đặt ở bên trong mắt. Hoặc là nói, tử thần giáo đoàn muốn buộc hắn ra tay. Phụ thân, đệ nhị yêu cơ đứng ở đạo đức thiên tôn bên người, không biết nói cái gì cho phải. Đạo đức thiên tôn hít sâu một hơi, gương mặt khôi phục lại bình tĩnh cùng lãnh đạm, hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, đa tạ các ngươi luân hồi trận doanh trợ lực, nếu không hôm nay hắc ám rối loạn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần chắp tay nói, kháng ngự hắc ám, người người có trách nhiệm. Đạo đức thiên tôn gật gật đầu nói, ngươi tới đi, ta vì ngươi tẩy rửa quán đỉnh. Vừa nói, đạo đức thiên tôn xé ra liền một cái vết nứt không gian, xoay người đi vào. Võ giao, ra ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Thần dặn dò một câu. Sau đó liền phi thân lên, vậy đi theo đạo đức thiên tôn, tiến vào vậy cái vết nứt không gian. Phía dưới các khán giả, chính là chố mắt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ tới, ở Thái Thượng Công Đức Chiến cuối cùng, lại có thể sẽ sanh ra biến cố lớn như vậy. Ngày xưa 10 đại thiên quân lão tổ một trong, Hồng gia lão tổ Hồng Xuân Thu, lại là nội gián, thậm chí có thể triệu hoán ma nữ ý chí hạ xuống. Một khi tử thần giáo đoàn, lần nữa ổ ạt xâm lượt mà nói. Đối thế giới hiện thật người mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn đáng sợ. Nếu như tử thần giáo đoàn lại vào xâm nhập, cũng không chỉ là xâm nhập hỏa thần giới như thế đơn giản, thế giới bên ngoài,
vậy ắt phải chịu ảnh hưởng. Trong truyền thuyết ma nữ, khủng bố như vậy, một khi chân thân hạ xuống, ai có thể ngăn cản? Ma nữ lại là Tẩy Nhan tiên tử. Thật là không tưởng tượng nổi. Võ tổ Hồng Nhan chi kỷ, lại rơi vào hắc ám. Truyền thuyết kia ở giữa võ tổ, nên sẽ không vậy rơi vào bóng tối chứ. Từng đạo lộ ra sợ hãi tiếng nghị luận vang lên, ma nữ ý chí hạ xuống, kích động thiên cơ, tất cả mọi người đều cảm nhận được liền sau lưng nhân quả. Tử thần giáo đoàn thủ tịch hộ pháp ma nữ, chính là ngày xưa Tẩy Nhan tiên tử. Mà Tẩy Nhan tiên tử, lại cùng võ tổ có liên quan. Tất cả người, đều cảm thấy dòng nước ngầm mãnh liệt, thiên biến sắp tới. Rất nhiều các cường giả, lục tục rời đi hỏa thần giới, bọn họ cần phải trở về riêng mình tông môn đi, là sắp đến hắc ám rối loạn, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần xuyên qua vết nứt không gian sau đó, chính là đi tới một tòa khói mù lượn lờ tiên sơn trên. Chỗ tòa này tiên sơn, lại là Tử Hoàng Tiên Cung trấn phái thần khí, Tử Hoàng Tiên Sơn. Diệp Thần tò mò quan sát chung quanh hết thảy, chỉ gặp chỗ tòa này Tử Hoàng Tiên Sơn, trôi lơ lửng ở cửu trọng thiên bên trên, bốn chu vân sương mù lượn lờ, không thấy được thiên địa vũ trụ. Trên núi tiên cầm bay lượn, tiên thú bôn tẩu, ngược lại cũng là một phiến tường hòa khí tượng. Tiên Sơn đỉnh, có một ngôi thạch đình. Đạo Đức Thiên Tôn đang ngồi ở thạch đình bên trong. Ra Diệp Thần dự liệu, ở Đạo Đức Thiên Tôn đối diện, còn ngồi một người. Lại là Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm cũng tới, không khỏi được ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Thằng nhóc, chúc mừng ngươi đoạt cúp. Nhâm Phi Phàm mặt mỉm cười, vậy nhìn Diệp Thần, một bên cầm lên thạch đình trên bàn bình trà. Cho mình rót một ly trà, cũng cho Đạo Đức Thiên Tôn rót một ly. Đạo Đức Thiên Tôn thở dài một cái, nói, Nhâm huynh, ngày hôm nay nhờ có ngươi ra tay, nếu không ma nữ tàn phá, thật không biết như thế nào thu chàng. Nhâm Phi Phàm cười nói, trước ta kêu ngươi cầm ra sạch sẽ tim tuyết liên, thành tựu phần thưởng, thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngày hôm nay, ta dẫn người đánh lui ma nữ, coi như là còn hết. Đạo Đức Thiên Tôn ngũ quan hơi vặn vẹo một tí. Nhâm Phi Phàm ân huệ, vô cùng là chân quý, thời khắc mấu chốt, có thể phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng cái này bút ân huệ nhân quả, nhanh như vậy liền bị trả lại hết, Đạo Đức Thiên Tôn cũng là khá có chút buồn bực. À, Đạo Đức Thiên Tôn thở dài một cái, lắc đầu một cái, tuy có chút buồn bực, nhưng vậy không thể làm gì. Vô địch khen thưởng, đều ở nơi này. Đạo Đức Thiên Tôn vung tay lên, một phiến thần quang trào hiện ra. Thần quang bên trong có vô số thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch hiện lên. Vô địch khen thưởng, cực kỳ phong phú, phần thưởng chừng trên trăm kiện nhiều, làm người ta hoa cả mắt. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, liền gặp cái này bầy la liệt phần thưởng bên trong, nhất dụ cho người nhìn chăm chú, là một viên màu đỏ đan dược. Viên này màu đỏ đan dược, phía trên khắc ấn ngọn lửa phù văn, từng tia tinh thuần đậm đà hơi thở, không ngừng tản ra. Diệp Thần viễn xa ngửi dược khí. Liền cảm thấy tâm thần sảng khoái, cả người thoải mái. Hắn biết, đó chính là xích diễm tạo hóa đan. Quá tốt, thiên nữ tỷ tỷ được cứu rồi. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, bàn tay cách không một chảo, liền đem vậy xích diễm tạo hóa đan, nắm trong tay. Viên này xích diễm tạo hóa đan, là dùng mồi lửa năng lượng cốt lõi, chế tạo mà thành, đặc biệt chân quý, có nghịch thiên hiệu quả chữa thương, coi như là một chút cho cốt, đạt được xích diễm tạo hóa đan bồi bổ. Cũng có thể khôi phục hình người. Có viên này xích diễm tạo hóa đan, thiên nữ liền được cứu rồi, thương thế nhất định có thể hết bệnh. Trừ xích diễm tạo hóa đan bên ngoài, những cái kia phần thưởng bên trong, linh khí nhất đậm đà, chính là một đóa màu trắng như tuyết hoa sen. Đó chính là sạch sẽ tim tuyết liên, là một loại đặc biệt hiếm thấy thần vật, có cực kỳ cường đại lọc sạch hiệu quả. Vạn cổ tới nay, Đạo Đức Thiên Tôn đều là dùng sạch sẽ tim tuyết liên. Tới lọc sạch mồi lửa tích tụ lệ khí, để cho mồi lửa giữ tinh khiết. Cái này đóa sạch sẽ tim tuyết liên, là hắn ở Nhâm Phi Phàm dưới sự yêu cầu, mới bỏ được lấy ra, thành tựu vô địch phần thưởng. Có sạch sẽ tim tuyết liên mà nói, liền có thể xua tan ma đế hồn trồng ảnh hưởng. Diệp Thần đang muốn cầm sạch sẽ tim tuyết liên, nhưng Nhâm Phi Phàm đã cầm trong tay. Thằng nhóc, ta hồi đi giải cứu ma đế, người ở lại Đạo Đức Thiên Tôn bên người. Nhâm Phi Phàm cầm tuyết liên, cười nói. Diệp Thần vui vẻ nói, được. Có Nhâm Phi Phàm ra tay, muốn đến ma đế cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu.
Nhâm Phi Phàm vừa nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn, nói, Đạo Đức Thiên Tôn, vậy mấy ngày kế tiếp, xin ngươi hãy chiếu cố nhiều hơn thằng nhóc này, tốt nhất có thể chỉ điểm một tí hắn tu vi. Đạo Đức Thiên Tôn ha ha cười một tiếng, nói, luân hồi thần uy thông trời, ngược lại cũng không cần ta chỉ điểm. Nhâm Phi Phàm nghe được Đạo Đức Thiên Tôn tựa hồ trong lời nói có hàm ý, không khỏi được khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì nhiều, quay đầu hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, vậy ta trở về, cái này phần thưởng hạng nhất bên trong, trừ xích diễm tạo hóa đan và sạch sẽ tim tuyết liên bên ngoài, còn có một viên chín văn thăng linh đan, giá trị vậy là đặc biệt chân quý, đối ngươi có trọng dụng. Nhâm Phi Phàm cong ngón tay bắn ra, rất nhiều phần thưởng bên trong, một viên đan dược bắn đi ra. Viên đan dược này, phía trên liền chín con rồng hoa văn vậy văn lạc, dược khí bàng bạc. Diệp Thần vừa thấy, cũng biết viên thuốc viên này hiệu dụng. Chín văn thăng linh đan, viên đan dược này, sau khi uống, có thể để cho bách gia cảnh võ giả, không điều kiện tấn thăng một cấp. Diệp Thần trước mắt tu vi, là bách gia cảnh tầng thứ 8, nói cách khác, hắn nếu như uống chín văn thăng linh đan mà nói, có thể trực tiếp thăng cấp đến tầng thứ 9. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Như vậy dựa vào đan dược tấn thăng, căn cơ hơi thở có thể không yên. Nhưng, Diệp Thần là hạng nhất, có đại khí vận công đức thêm thân, hơn nữa còn có thể tiếp nhận tử hoàng thần hỏa quán đỉnh tẩy rửa, hắn căn cơ, tất nhiên có thể củng cố lại, sẽ không có chút nào hư phù nguy hiểm. Chín văn thăng linh đan, nếu là ta tấn thăng đến bách gia cảnh tầng thứ 9, vậy khoảng cách phi thăng thiên quân, há chẳng phải là chỉ có một bước xa. Diệp Thần tim đập bịch bịch đứng lên, bách gia cảnh sau đó, chính là trời huyền cảnh. Từ bách gia cảnh đến thiên huyền cảnh, cần phi thăng độ kiếp. Vượt qua kiếp nạn, đó chính là một bước lên trời, trở thành thiên quân. Bách gia cảnh mạnh hơn nữa, cũng chỉ là hạ vị người. Nhưng thiên huyền cảnh, nhưng là chân chính thiên quân thượng vị giả, nắm giữ thái thượng phép tắc lực lượng. Diệp Thần mơ tưởng để cầu, chính là muốn trở thành là thượng vị giả. Đây là hắn một mực theo đuổi. Diệp Thần cầm chín văn thăng linh đan, liền muốn uống vào. Nhưng, trong sâu thẳm, hắn nhớ lại một cái ước định. Là thiên nữ và hắn ước định. Thiên nữ nói qua, cùng hắn tấn thăng thiên huyền cảnh sau đó, nàng thì sẽ chính thức và Diệp Thần quyết tử chiến một trận. Tuy nói thiên nữ trung tình Diệp Thần, hai người cũng là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng, thiên nữ đạo tâm ác liệt, nàng tuyệt sẽ không bị tơ tình trói buộc. Nàng coi như sâu yêu Diệp Thần, cũng sẽ không bị tình yêu làm mờ đầu óc. Nàng cũng muốn chứng đạo không không, chạm đến chân lý đỉnh. Muốn chứng đạo phi thăng không không, cực kỳ khó khăn, cho dù là thiên nữ, dựa hết vào mình, vậy không thể nào làm được. Nàng chỉ có giết chết Diệp Thần, giết luân hồi chứng đạo, mới có phi thăng có thể. Diệp Thần nghĩ đến tấn thăng thiên huyền cảnh sau đó, muốn cùng thiên nữ quyết chiến, không khỏi được khắp cả người phát rét. Trong tay nắm chín văn thăng linh đan, nhưng là làm sao vậy ăn không vô nữa. Luân hồi chi chủ, viên đan dược này, trước chớ vội uống, ta vì ngươi tẩy rửa quán đỉnh, đánh tốt căn cơ, ngươi lại uống không muộn. Đạo Đức Thiên Tôn nói. Diệp Thần kêu. Nhâm Phi Phàm nói, thằng nhóc, tự thu xếp ổn thỏa. Xoay người tránh nhập trong hư không, trực tiếp rời đi. Ở Nhâm Phi Phàm sau khi rời đi, Đạo Đức Thiên Tôn vẫy vẫy tay. Mang Diệp Thần, đi tới vách núi bên. Hai người ở vách núi bên, đón gió ngồi xếp bằng xuống. Tiếng gió hô hô, hai người đối lập nhau mà ngồi, đều là yên lặng. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt, đặc biệt phức tạp, nói, như ngươi mong muốn, ngươi mang đi thần hy thiên kiếm, hắc ám khí tức mất đi áp chế, mà nữ ý chí hạ xuống. Nếu như thần hy thiên kiếm còn ở, kiếm trận không có tan vỡ, mà nữ không thể nào hạ xuống. Hồng Xuân Thu ngày hôm nay hẳn cũng phải chết. Hắn giọng 10 phần bình tĩnh, nhưng Diệp Thần có thể nghe được, hắn giọng sau lưng ý trách cứ. Diệp Thần lạnh nhạt nói, ta vừa làm ra lựa chọn, liền sẽ không hối hận, Đạo Đức Thiên Tôn tiền bối, ngươi nếu thật muốn bảo vệ thực tế, ở ma nữ ý chí phủ xuống thời điểm, ngươi đến lượt phải ra tay trấn áp, cũng không cần ta luân hồi trận doanh người ra tay. Đạo Đức Thiên Tôn gương mặt hơi rung một tí, thở dài nói thôi, ngươi ta tới giữa. Xem ra không có gì để nói, ta sẽ dựa theo quy củ, vì ngươi tẩy rửa quán đỉnh, ban cho ngươi nên được công đức khí vận, nhưng ngươi muốn ta chỉ điểm tu hành, đó là tuyệt không khả năng. Diệp Thần nói, không sao. Đạo Đức Thiên Tôn tu vi thông trời, nếu như hắn chịu chỉ điểm nói,
đối Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là một tràng vận may lớn. Nhưng hắn không chịu chỉ điểm, đối Diệp Thần mà nói, cũng không có tổn thất quá lớn. Chỉ cần nên được đồ, có thể thuận lợi đạt được, Diệp Thần liền hài lòng. Thật may Đạo Đức Thiên Tôn, cũng không có tận lực gây khó khăn Diệp Thần, tất cả vô địch khen thưởng, đều là không giữ lại chút nào, ban cho Diệp Thần. Ở Đạo Đức Thiên Tôn tẩy rửa quán đỉnh hạ, từng luồng thần năng lượng hỏa, không ngừng bơm vào nhập Diệp Thần thân thể. Diệp Thần đan điền, kinh mạch, thân xác, đều là lấy được to lớn rèn luyện. Cùng lúc đó, một đạo kim quang, từ trên trời hạ xuống, bao phủ ở Diệp Thần trên mình. Kim quang linh khí dâng trào, hóa thành một cái khí vận kim long, ngửa mặt lên trời gầm thét, quanh quẩn không tiêu tan. Đây là Tử Hoàng Tiên Cung tích lũy đại công đức khí vận, Đạo Đức Thiên Tôn vậy bơm vào đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người thoải mái, lần này công đức chiến đoạt cúp, đối hắn mà nói, đơn giản là tạo hóa vô cùng, đột nhiên tăng mạnh. Ba ngày sau, Diệp Thần khí vận thêm thân, thần hỏa ngâm thân thể, võ đạo căn cơ đã dị thường vững chắc, hắn chính là không do dự nữa, uống viên kia chín văn thăng linh đan. Tuy nói tấn thăng đến thiên huyền cảnh sau đó, muốn cùng thiên nữ quyết chiến, Diệp Thần không hề muốn chiến, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đối mặt. Thiên nữ tỷ tỷ, ta sẽ đánh bại ngươi. Sau đó, đem ngươi thu là ta tiểu thiếp. Diệp Thần âm thầm nắm quyền, nội tâm cũng là ngầm hạ quyết tâm. Hiện tại hắn thực lực, coi như đối mặt vô lượng cảnh bên trong hậu kỳ cường giả, đều có thể đụng vừa đụng. Nếu như có thể tấn thăng đến thiên huyền cảnh mà nói, Diệp Thần đối chiến thiên nữ, chưa chắc không có khả năng chiến thắng. Có thể đánh bại thiên nữ sau đó, hắn khẳng định sẽ không động sát thủ, mà là đem nàng thu là tiểu thiếp. Nhưng, thiên nữ nếu là đánh thắng, Diệp Thần nhất định phải chết. Thiên nữ tuyệt đối biết ăn liền hắn, sống ăn sống như vậy, cướp đoạt tất cả luân hồi máu thịt cùng khí vận. Hai người tới giữa, quyết chiến ngày, đã đặc biệt đến gần. Oanh! Ở ăn vào chín văn thăng linh đan sau đó, Diệp Thần tu vi hơi thở, cũng là mãnh liệt tăng vọt, một lần hành động đột phá đến bách gia cảnh tầng thứ 9. Ở tấn thăng bách gia cảnh tầng thứ 9 sau đó, Diệp Thần mơ hồ, thật giống như ở trong đầu, thấy được một cánh cửa. Đó là thiên quân cửa. Đánh vỡ cánh cửa này hộ, liền có thể tấn thăng thiên huyền cảnh, trở thành thiên quân thượng vị giả. Diệp Thần thử nghiệm đánh vào môn hộ, nhưng cảm thấy đầu óc môn hộ, đặc biệt vững chắc, hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Cưỡng ép đánh vào dưới, đầu mình ngược lại có dũng khí biến dạng vậy đau đớn. Thiên huyền cảnh, cấp trên cảnh giới, quả nhiên khó khăn à. Ta muốn tấn thăng thiên huyền cảnh mà nói, sợ rằng so với chém hết trăm gia, vậy dễ dàng không đi nơi nào chứ. Diệp Thần trong lòng trầm xuống. Hắn võ đạo tích lũy, chân thực quá hùng hồn, hắn muốn độ kiếp phi thăng, trở thành thiên quân cấp trên nói, vậy so với người thường phải gian nan trăm lần. Thiên nữ tỷ tỷ, xem ra chúng ta tới giữa, ngắn hạn bên trong, vẫn là không có quyết chiến có thể. Diệp Thần trong lòng nghĩ như vậy, lắc đầu cười một tiếng. Luân hồi chi chủ, ngươi có thể đi. Bên kia vách núi bên bờ, Đạo Đức Thiên Tôn đón gió đứng, thấy Diệp Thần đã tấn thăng, chính là dùng thanh âm đạm mạc nói. Một miếng cửa truyền tống, cũng là ở Diệp Thần trước người hiện lên. Đạo Đức Thiên Tôn tiền bối, cáo từ. Diệp Thần không có nói gì nhiều, đúng mực, hướng Đạo Đức Thiên Tôn chắp tay tạm biệt, bước vào cửa truyền tống bên trong. Rào. Một giây kế tiếp, Diệp Thần liền bị truyền tống trở lại thánh thành trên quảng trường. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, đang đợi hắn, thấy hắn trở về, chính là tiến lên ôm chầm đoàn tụ. Diệp Thần vừa thấy, cũng không gặp Kỳ Tư Thanh, ra ra hắn và Võ Giao cũng không ở đây, nói Tư Thanh đâu. Còn có Võ Giao muội muội và ra ra ta. Hạ Nhược Tuyết nói, Tư Thanh muội tử bị Trùng Dương chân nhân mang đi, bảo là muốn tẩy rửa quán đỉnh, có thể cần nửa tháng thời gian. Gia Gia và Võ Giao đã về trước tinh nguyệt giới. Diệp Thần nói, phải không? Này, đứa nhỏ. Đây là, một đạo kiều mị câu hồn tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng thấy đệ nhị yêu cơ, ăn mặc một cái khai xoa lớn vô cùng màu đen váy đầm dài, bước liên tục nhẹ nhàng, thành thực đi tới. Ở đệ nhị yêu cơ sau lưng, là Phạm Tinh Nghiên và Chỉ Phi Huyết hai cô gái. Yêu cơ cô nương. Diệp Thần thấy đệ nhị yêu cơ tới, trong lòng đại hỉ, kêu lên, xích diễm tạo hóa đan ta đã bắt được, có thể cứu thiên nữ, chúng ta đi vạn hoa trang.
Thiên nữ trọng thương, còn ngủ yên ở vạn hoa trang hy vọng hoa rừng hoa bên trong. Đệ nhị yêu cơ cười khanh khách, nói, ngươi thật đúng là quan tâm ngươi thiên nữ tỷ tỷ, thiên quân phong thần bia rơi xuống, ngươi không muốn biết liền sao. Diệp thần nghe được đệ nhị yêu cơ mà nói, trong lòng rét một cái, mới chợt nhớ tới thiên quân phong thần bia. Ở Thái Thượng Công Đức Chiến bắt đầu trước, đệ nhị yêu cơ cũng đã nói, nếu như Diệp thần có thể đoạt cúp mà nói, nàng liền sẽ nói cho Diệp thần, thiên quân phong thần bia rơi xuống. Chỉ là, Diệp thần một mực quan tâm thiên nữ, lại là liền sự việc trọng yếu như vậy, đều quên hết. Thiên quân phong thần bia, giá trị không phải chuyện đùa, chính là đã từng 33 thiên thái thượng thần khí, xếp hạng thứ nhất tồn tại. Nhâm Phi Phàm và đảm nhiệm thiên nữ, có thể tu luyện tới ngày hôm nay cảnh giới này, hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu, ngay cả có thiên quân phong thần bia che chở. Nếu như có thể đạt được thiên quân phong thần bia mà nói, Diệp thần đối kháng vạn khư thần điện, đối kháng hắc ám, thì có lớn hơn chắc ăn. Ở trên thiên quân phong thần bia mặt, thậm chí còn có đã từng quang thần thiên tôn nguyên vẹn đạo thống. Diệp thần tu vi, đã là bách gia cảnh tầng thứ 9, tiếp theo chính là đánh vào thiên huyền cảnh. Mà thiên quân phong thần bia, không nghi ngờ chút nào, là hắn đánh vào thiên huyền cảnh trọng yếu pháp bảo. Chúng ta cứu người trước, lại tới nói thiên quân phong thần bia sự việc. Diệp thần nói, thiên quân phong thần bia trọng yếu, nhưng đối với Diệp thần mà nói, thiên nữ quan trọng hơn. Đệ nhị yêu cơ vũ cười quyến rũ nói, được rồi, người cùng ta tới. Vừa nói liền xé ra một cái vết nứt không gian. Sau đó, nàng lại hướng chỉ Phi Huyết và Phạm Tinh Nghiên nói, Phi Huyết, Tinh Nghiên, các ngươi ở lại chỗ này, hỗ trợ quét sạch hắc ám. Trước đây ma nữ ý chí hạ xuống, hỏa thần giới rơi vào hắc ám, bây giờ đi qua liền 3 ngày thời gian, hắc ám rối loạn đã lắng xuống, nhưng ở hỏa thần giới địa mạch các nơi, như cũ có mọi chỗ hắc ám khí tức lưu lại. Tử Hoàng Tiên cung người, đang dọn dẹp trước. Chỉ Phi Huyết và Phạm Tinh Nghiên kêu, ừ, đứa nhỏ, cùng để ta đi. Đệ nhị yêu cơ hướng Diệp thần ném một ánh mắt quyến rũ. Diệp thần thân thể theo bản năng run run một tí. Cười khổ lắc đầu một cái, sau đó hướng Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh nói, các người vậy ở lại chỗ này, cùng Tư Thanh sau khi trở lại, các người trước hết hồi tinh nguyệt giới, ta phải đi cứu thiên nữ. Hạ Nhược Tuyết nói, cẩn thận một chút. Ở nàng và Ngụy Dĩnh trong lòng, đã đón nhận thiên nữ. Nếu như thiên nữ cũng có thể trở thành Diệp thần người phụ nữ, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhưng, các nàng cũng biết, thiên nữ trước kia đào tạo Diệp thần, thật ra thì chính là nuôi heo. Hiện tại Diệp thần mau tấn thăng thiên huyền cảnh, một khi thành công tấn thăng, chỉ sợ thiên nữ muốn bắt hắn khai đao. Hôm nay thiên nữ trọng thương, nhất lý trí lựa chọn, chính là nhìn nàng chết, không nên đi cứu. Nhưng các nàng đều biết, Diệp thần không sẽ làm như vậy. Dẫu sao, thiên nữ bị này trọng thương, cũng là ban đầu vì cứu Diệp thần, cứng rắn chịu Vũ Hoàng Cổ Đế thiên tội một kiếm. Coi như không là tình, nhân quả tương báo. Diệp thần cũng không thể thấy chết mà không cứu. Diệp thần cùng hai cô gái tạm biệt, sau đó đi theo đệ nhị yêu cơ, bước vào vậy cái bên trong vết nứt không gian mặt. Xuyên qua vết nứt không gian sau đó, ra Diệp thần dự liệu, hắn cũng không thấy thiên nữ, mà là bị truyền đến một gian phòng con gái. Cái này khuê phòng, lộ vẻ lại chính là đệ nhị yêu cơ gian phòng, giường nhỏ trước trải thật dày thiên nga nhung. Yêu cơ cô nương. Diệp thần ngây ngẩn. Đang muốn nói gì, nhưng môi đã bị đệ nhị yêu cơ ngăn chặn. Diệp thần trong lòng không biết làm sao cùng cười khổ, nhưng cũng biết đệ nhị yêu cơ tính tình, vậy là vô cùng diêm dúa lòe loẹt hòa mỹ xinh đẹp. Nếu như cự tuyệt cùng nàng thân thiết nói, sợ rằng sẽ chọc cho nàng tức giận, đến lúc đó, nàng không chịu mang Diệp thần đi hôm nay nữ, vậy không chịu nói ra thiên quân phong thần bia rơi xuống, vậy thì phiền toái. Một hồi thân thiết sau này, đệ nhị yêu cơ cũng là hài lòng. Cười khanh khách. Diệp thần cả người một hồi lạnh lẽo, từ trên giường bò dậy, chỉ sợ mình không thể thoát thân. Đệ nhị yêu cơ cười nói, không cần như thế khẩn trương, ta biết đúng mực, lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Diệp thần cười khổ, không lời chống đỡ. Làm hắn may mắn phải, đệ nhị yêu cơ từ đầu đến cuối không có làm một bước cuối cùng. Nếu không, đệ nhị yêu cơ cảnh giới tu vi, vượt qua hắn quá nhiều, ắt phải sẽ ảnh hưởng một ít thứ. Bất quá tuyệt đẹp và thân phận ở thế giới hiện thật cực kỳ chân quý đệ nhị yêu cơ như vậy, hắn cũng không coi là thua thiệt.
thậm chí ở rất nhiều người trong mắt đã lớn được lợi. Thiên quân phong thần bia ở Hạo Thiên vực. Đệ nhị yêu cơ đột nhiên nói. Cái gì? Diệp Thần sửng sốt một tí, trong chốc lát không phản ứng kịp. Ta nói, thiên quân phong thần bia ở Hạo Thiên vực. Đệ nhị yêu cơ lặp lại lần nữa. Hạo Thiên vực. Diệp Thần nhướng mày một cái, cảm thấy Hạo Thiên vực cái địa danh này, tựa hồ có chút quen tai. Oanh! Thoáng chốc, Diệp Thần tỉnh ngộ lại. Đúng rồi, Hạo Thiên vực, là thần thích tụng đời điển. Chương 3, Vũ Hóa Phi Thăng văn chương chỗ. Trước đây, Tiểu Thanh nói tạm biệt Diệp Thần, lên đường đi tìm Vũ Hóa Phi Thăng văn chương. Vậy Vũ Hóa Phi Thăng văn chương, ngay tại Hạo Thiên vực bên trong. Ngươi nghe qua Hạo Thiên vực. Đệ nhị yêu cơ có chút kỳ quái. Thật giống như nghe qua, nhưng không quen thuộc. Diệp Thần đáp, nếu như thiên quân phong thần bia, ở Hạo Thiên vực mà nói, vậy nói không chừng hắn còn có thể gặp phải Tiểu Thanh. Bây giờ Tiểu Thanh, hẳn đã đi Hạo Thiên vực, tìm Vũ Hóa Phi Thăng văn chương. Người cái này đứa nhỏ, lại có thể cũng nghe qua Hạo Thiên vực. Đệ nhị yêu cơ hơi có chút ngạc nhiên, nói. Vậy Hạo Thiên vực, là một cái khá là địa phương thần bí, ta đi qua nhiều mặt điều tra, xài giá cực lớn, mới cuối cùng xác định, thiên quân phong thần bia ở Hạo Thiên vực bên trong. Vậy Hạo Thiên vực, vạn cổ tới nay, bị tổ thần vương thủ bảo vệ. Vị kia tổ thần vương, là chín thần thời đại cường giả, sau đó ở tranh bá bên trong bị thương, loãng xuất thế người tầm mắt. Tương truyền, tổ thần vương ở Hạo Thiên vực bên trong, thành lập tổ thần giáo, nhưng cho tới bây giờ không cùng người bất kỳ trao đổi, cũng không tìm tranh bá thái thượng thế giới. Năm đó, Nhâm gia lão tổ đảm nhiệm độc hành, không biết dùng thủ đoạn gì, lặng lẽ tiến vào Hạo Thiên vực, cũng đem thiên quân phong thần bia, bí mật chôn núp ở nơi đó. Bởi vì vậy Hạo Thiên vực, có tổ thần giáo bảo vệ cùng che giấu, ngoại nhân không cách nào tiến vào, thậm chí liền Hạo Thiên vực tồn tại, vậy tiên hữu người biết được. Cho nên, mấy chục ngàn năm qua, không người biết trong truyền thuyết thiên quân phong thần bia, thật ra thì ngay tại Hạo Thiên vực. Diệp Thần nghe xong đệ nhị yêu cơ một phen, tim đập, lâu như vậy, rốt cuộc có thiên quân phong thần bia đầu mối, ngay tại Hạo Thiên vực bên trong. Tình báo chân thực sao? Diệp Thần hỏi. Tự nhiên chân thực, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa gạt ngươi? Đệ nhị yêu cơ lườm một cái, hơi có chút sân ý nói. Diệp Thần lúng túng mang hộ liền mang hộ đầu, nói, xin lỗi. Ừ, vậy Hạo Thiên vực vị trí cụ thể, là ở nơi nào? Đệ nhị yêu cơ vung tay lên, ném cho Diệp Thần một phần bản đồ, nói, đây là Hạo Thiên vực bản đồ, phía trên ghi lại tọa độ, nhưng, vậy phiến Hạo Thiên vực, cho tới bây giờ không đúng người cởi mở. Diệp Thần nhận lấy bản đồ, mở ra vừa thấy, nhất thời vậy bắt được Hạo Thiên vực tọa độ. Nhưng, hắn vậy cảm nhận được liền một cổ lạnh lùng thiên cơ, vậy Hạo Thiên vực, truyền ra sanh nhân vật cận hơi thở. Đệ nhị yêu cơ nói không sai, cái địa phương kia, quả nhiên không đúng người mở cửa. Tiểu Thanh muội muội một mình đi Hạo Thiên vực, không biết có hay không gặp phải ngăn trở gây khó khăn. Diệp Thần trong lòng nhớ lại Tiểu Thanh, không biết Tiểu Thanh tình huống như thế nào. Bất quá, hắn cũng không có quá lo lắng. Dẫu sao, hắn ở trước khi đi, giao cho Tiểu Thanh một tấm kim trương phù. Nếu như Tiểu Thanh gặp phải nguy hiểm, chỉ cần xé nát vậy kim trương phù, Diệp Thần là có thể bắt được hơi thở, đi qua cứu nàng. Đệ nhị yêu cơ nói, tốt lắm, thiên quân phong thần bia rơi xuống, ta đã nói cho ngươi, nhưng có thể không thể tiến vào Hạo Thiên vực, liền xem ngươi vận khí và thực lực. Diệp Thần ừ một tiếng, nói đa tạ yêu cơ cô nương. Đệ nhị yêu cơ ngồi ở trên giường, dùng thiên nga nhung chăn che kín nửa bên trắng nõn thân thể, trực câu câu nhìn Diệp Thần, tư thái quyến rũ hết sức, nói, ngươi cũng đừng quên ta ân tình. Tương lai có thể đừng vứt bỏ ta, người muốn kết hôn ta. Diệp Thần ngớ ngẩn, có chút lắp bắp nói, cái này hả? Người muốn đổi ý? Không, không phải. Ta làm người tiểu thiếp, thì đã hài lòng, tới, hôn lại nhiệt một tí. À, ho. Diệp Thần đã gặp người phụ nữ, quả thực không thiếu. Nhưng xem đệ nhị yêu cơ, như vậy nhiệt tình, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cảm giác kia, chỉ có thể dùng hai chữ hình dạng. Kích thích. Qua hồi lâu, đệ nhị yêu cơ mới chịu thả qua Diệp Thần. Bên ngoài phòng, phiến cánh hoa mở. Nguyên lai nơi này chính là Vạn Hoa Trang. Ta mang ngươi đi gặp ngươi thiên nữ tỷ tỷ.
Đệ nhị yêu cơ kéo Diệp Thần tay, đi về phía trước. Ánh nắng chiều, đem hai người bóng người, kéo được thật dài. Trong sơn trang thị vệ những người làm, thấy hai người, đều là cung kính thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Đi tới nửa đường, Diệp Thần chợt thấy một cây đại thụ hạ, xuyên trước một người. Vậy đã không thể để cho người, chỉ có thể coi như là quái vật. Tay của người kia tay chân chân, đều bị chém nứt, cổ bị mang xích sắt vòng sắt khóa lại, buộc tại đại thụ hạ, hình dáng đặc biệt đáng thương. Diệp Thần cẩn thận vừa thấy, liền thấy người kia tướng mạo, có chút quen mắt. Lại là Thiên Cổ Thành thành chủ, Uất Trì Liệt. Ban đầu, Uất Trì Liệt cử hành vạn kiếm đại hội, Diệp Thần còn ở trong tay hắn, lấy được rồi vạn kiếm pháp bào. Bất quá, lúc đó Uất Trì Liệt, cùng Đa Bảo Thiên Quân cấu kết, không cho Diệp Thần sử dụng truyền tống trận, hại được Diệp Thần phải mạo hiểm đi hư lưu minh hải. Vào giờ phút này, Uất Trì Liệt hai tay hai chân đều bị chém nứt, hơn nữa xem con chó như nhau, bị khóa ở nơi này, bên cạnh còn có một thị vệ canh chừng hắn. Diệp Thần nhất thời ra đầu tê dại, sống lưng từng cơn lạnh lẽo. Đệ nhị yêu cơ trong mắt mang chút lạnh loáng nụ cười tàn nhẫn, kéo Diệp Thần tay, hai kiểu đồ chèn ép Diệp Thần cánh tay, rất là thân thiết, nói cái này Uất Trì Liệt, ngày đó dám gây khó khăn ngươi, ta đã để cho hắn trả giá thật lớn. Uất Trì Liệt thấy đệ nhị yêu cơ tới, chán bịch bịch dập đầu chạm đất mặt, trong miệng hu hu lên tiếng, lại hướng Diệp Thần dập đầu, tựa hồ là đang cầu xin tha, nhưng lại không nói ra lời. Hắn đầu lưỡi vậy sớm bị cắt đứt. Diệp Thần nói, trực tiếp giết hắn coi là. Uất Trì Liệt nghe nói như vậy, như nhặt được đại xá vậy, gật đầu liên tục. Hiển nhiên, hắn tình nguyện là chết, cũng không muốn lại bị hành hạ. Đệ nhị yêu cơ lãnh đạm nói, giết hắn làm gì? Hắn dám ghim ngươi, cũng không thể tiện nghi như vậy hắn, không gảy mài hắn mấy chục ngàn năm, người khác còn lấy là ta đệ nhị yêu cơ dễ khi dễ đây. Diệp Thần nhún vai một cái, nói, được rồi, tùy ngươi. Hắn cũng không phải cái gì nhân từ người, đối đãi kẻ địch, tự nhiên vậy thì sẽ không có cái gì mềm lòng. Đệ nhị yêu cơ cười nói, lúc này mới, chờ sau này chúng ta đánh thắng Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng phải như thế hành hạ hắn. Nói xong, nàng kéo Diệp Thần tay, tiếp tục hướng về phía trước đi. Uất Trì Liệt trong tròng mắt, thì tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi thần sắc, trong lòng chỉ có vô hạn hối hận. Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ, một đường đi tới trước. Rất nhanh đi tới Vạn Hoa Trang nội bộ trang viện. Ở nơi này phiến trang viện trên, có một phiến thuần trắng rừng hoa. Ở nắng chiều chiếu rọi xuống, một đóa đóa hy vọng hoa, hiện lên nhu hòa ánh sáng màu, làm người ta trong lòng yên lặng. Một cái tướng mạo tuyệt lệ cô gái, nằm ở rừng hoa trung ương, điềm tĩnh được giống như là trong truyền thuyết thụy mỹ nhân, chính là Đảm Nhiệm Thiên Nữ. Diệp Thần rốt cuộc gặp được Đảm Nhiệm Thiên Nữ, nội tâm một hồi kích động. Đệ nhị yêu cơ nói, tốt lắm, ngươi thiên nữ tỷ tỷ chính là chỗ này. Các ngươi từ từ đoàn tụ, ta trước phải hồi Tử Hoàng Tiên Cung, hắc ám rối loạn sắp tới, ta phụ thân tâm tình thật không tốt, ta cần phải đi về giúp hắn. Cái này phiến Vạn Hoa Trang, ngươi sau này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta người bên dưới, cũng sẽ nghe ngươi sai khiến. Diệp Thần trong lòng cảm kích, nói, đa tạ ngươi, yêu cơ cô nương. Đệ nhị yêu cơ nhưng là có chút dí dỏm chớp chớp mắt, cười một tiếng, ở Diệp Thần trên khuôn mặt hôn một cái, nói, không cần cảm ơn, thành tựu tiểu thiếp, hầu hạ phu quân là phải làm mà. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Diệp Thần nhìn nàng vậy thướt tha hình bóng, tâm thần cũng là từng cơn đong đưa. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, trăng tròn bay lên không. Ánh trăng chiếu ở rừng hoa bên trong, chiếu vào thiên nữ trên mình. Thiên nữ da thịt đều tựa như đổi được trong suốt vậy, có dũng khí mộng ảo đẹp. Ở hy vọng hoa vây quanh, thiên nữ tuy là trọng thương nhiều ngày, nhưng xinh đẹp cùng khí chất, cũng không có chịu ảnh hưởng, vẫn là trong trẻo lạnh lùng ung dung, thiên chi kiều nữ. Diệp Thần đi tới thiên nữ bên người, ngồi ở rừng hoa bên trong, nhẹ nhàng đem thiên nữ đỡ dậy, để cho đầu nàng tựa vào mình trên ngực. Khoảng cách gần tiếp xúc, Diệp Thần có thể ngửi được thiên nữ trên mình từng cơn thơm dịu. Thiên nữ tỷ tỷ, ta tới cứu ngươi. Diệp Thần móc ra xích diễm tạo hóa đan, cạy ra thiên nữ miệng môi, muốn này nàng uống vào. Nhưng, thiên nữ trọng thương nhiều ngày, đã sớm rơi vào hôn mê, viên đan dược này nhưng thì không cách nào để cho nàng ăn tiếp. Diệp Thần ngược lại cũng không hoảng, đem xích diễm tạo hóa đan chứa ở mình trong miệng, hòa tan thành một đoàn nước thuốc,
sau đó sẽ miệng đối miệng, này thiên nữ ăn vào. Xích diễm tạo hóa đan dược khí, bơm vào nhập thiên nữ trong cơ thể. Diệp thần đem thiên nữ mạch đập, nhất thời liền thấy, vậy từng luồng đỏ rực như lửa dược khí, tiến vào thiên nữ trong cơ thể sau đó, chính là nhanh chóng ở nàng trong kinh mạch, lưu động lực. Thiên nữ bị thương kinh mạch, ở đó dược khí bồi bổ hạ, nhanh chóng khôi phục. Yếu ớt khô héo đan điền, cũng là nhanh chóng khôi phục linh khí. Như vậy khôi phục hiệu quả, có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Xích diễm tạo hóa đan, không hổ là đệ nhất thiên hạ chữa thương thần đan, hiệu quả chân thực quá mạnh mẽ. Thiên nữ bị vũ hoàng cổ đế đả thương, trong cơ thể hiện đầy thiên tội cổ kiếm giết hại dấu vết, chỉ theo trước xích diễm tạo hóa đan dược lực tan ra, tất cả thiên tội giết hại, đều là tiêu trừ đi. Thiên nữ rên một tiếng, lông mi thật dài run rẩy, mở mắt ra, tỉnh lại. Diệp thần gặp nàng sắc mặt đỏ thắm, hô hấp đều đặn, trên thân thể ẩn nhiên còn quấn một tầng thần nữ vậy trói lọi, cũng biết nàng thương thế đã hoàn toàn khôi phục, trong lòng đại hỉ, kêu lên, thiên nữ tỷ tỷ. Thiên nữ sơ sơ tỉnh lại, ánh mắt mê ly, kinh ngạc nhìn Diệp thần, giơ tay lên khẽ vuốt ve Diệp thần mặt, nhẹ giọng nói, Diệp thần, là ngươi sao? Diệp thần nói, thiên nữ tỷ tỷ, là ta. Hắn một tay nắm thiên nữ mảnh khảnh bàn tay, một cái tay khác ôm trước nàng mềm mại eo, cúi đầu hôn một tí nàng anh đào vậy đỏ non môi. Lúc đó trăng sáng ở trên trời, rừng hoa trên đất, ánh trăng cùng cánh hoa, bóng đêm cùng gió mát, cấu trúc thành một bức như mộng như ảo hình ảnh. Thiên nữ bị Diệp thần như thế vừa hôn, càng cảm thấy thân trong mộng, nàng si ngốc nhìn Diệp thần ánh mắt, thiên cơ động minh, nhất thời biết được đã từng phát sinh hết thảy. Đứa nhỏ, người cực khổ. Thiên nữ nắm Diệp thần tay, biết nàng hôn mê trong khoảng thời gian này, Diệp thần trải qua rất nhiều trắc trở, nhiều lần thậm chí thiếu chút nữa chết. Thật may, Diệp thần khí vận mạnh mẽ, cuối cùng vẫn cười đến cuối cùng, cũng thuận lợi bắt được xích diễm tạo hóa đan, trở về chữa thương cho nàng. Diệp thần nừ một tiếng, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là ôm thật chặt thiên nữ. Thiên nữ nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Diệp thần nói, cái gì? Thiên nữ nói, ta trước khi hôn mê, kêu ngươi đi tìm ta sư phụ ngàn nhện thiên quân, muốn gọi nàng ban cho ngươi cơ duyên, nhưng không nghĩ tới, sư phụ ta đối ngươi hiểu sai sâu như vậy, không những bất truyền ngươi cơ duyên, ngược lại muốn giết ngươi. Diệp thần nói, không có sao, ngươi xem ta không còn thật tốt sao, thiên nữ tỷ tỷ, ngươi không cần tự trách. Tuy nói ngàn nhện thiên quân nguyện thiếu người, không có truyền cho Diệp thần bất kỳ cơ duyên, chỉ mong thiếu người trượng phu Diêm Hành Thiên. Nhưng là cho Diệp thần không thiếu chỗ tốt, để cho hắn thu được ích lợi không cạn. Thiên nữ sờ Diệp thần gò má, ôn nhu nói, lại hôn hôn ta. Lúc này nàng, ở Diệp thần trước mặt, cũng không phải là cái gì cao cao tại thượng tiên đế thiên nữ, mà là một cái rơi vào bể tình thiếu nữ. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu, liền ôm trước thiên nữ hôn lên, hai tay ở trên người nàng vuốt ve. Thiên nữ chỉ cảm thấy cả người xương phát tô, si ngốc nhìn Diệp thần ánh mắt. Nói, nếu như có thể, ta thật không muốn giết ngươi. Nàng giọng là ôn nhu lưu luyến, nhưng trong lời nói lộ ra ý, nhưng tràn ngập lạnh lùng sát ý. Diệp thần trong lòng run lên, nói cái gì? Thiên nữ rúc vào Diệp thần trong lồng ngực, ngước mắt nhìn mặt hắn, nói, ngươi tiến bộ thần tốc, đã đến bách gia cảnh tầng thứ 9, khoảng cách phi thăng thiên huyền cảnh cũng không xa. Còn nhớ ước định của chúng ta sao? Chờ ngươi tấn thăng thiên huyền cảnh. Chính là chúng ta quyết chiến ngày, đến lúc đó, ta sẽ đích thân giết ngươi, chiếm đoạt ngươi huyết nhục, mượn ngươi luân hồi khí vận, thành tựu bất hủ nghiệp bá, thậm chí chứng đạo không không. Nói xong lời cuối cùng, thiên nữ giọng cũng là đổi được lạnh lùng, thấm ra mũi nhọn. Nàng tuyệt không phải là một chỉ biết yêu hồ đồ trí nữ, ngược lại, nàng có mình ý chí, quyết tâm, dã mong. Nàng thích Diệp thần, nhưng vì mình tương lai, nàng có khua kiếm chém tơ tình quyết đoán. Tuyệt sẽ không rông dài. Diệp thần cười khổ một tí, nói chúng ta thật không tránh được sanh tử quyết chiến. Thiên nữ nói, đúng vậy, ta trước đây bị vũ hoàng cổ đế đả thương, đi qua trận chiến ấy, ta càng cảm thấy thực lực trọng yếu. Chỉ có mình thực lực, mới là vĩnh hằng bất hủ tồn tại, cái khác hết thảy đều là giả. Ta tu vi, đã đến tiên đế cảnh giới, lấy ta tư chất, muốn lại vào bước, tuyệt không nửa điểm có thể. Trừ phi, ta có thể giết chết ngươi, cướp đoạt ngươi huyết nhục cùng khí vận, mới có khả năng đột phá. Diệp thần nói, ta bảo vệ ngươi không được sao? Thiên nữ kiên quyết nói, không được.
ngươi lực lượng, coi như mạnh mẽ đi nữa, cũng là ngươi. Ta chẳng muốn dựa vào người bất kỳ, ngàn có vạn có, không bằng bản thân có. Diệp Thần trầm mặc xuống, hắn đã sớm biết, thiên nữ chiến ý kiên quyết. Bây giờ nghe thiên nữ lời nói, hắn càng cảm giác hơn nàng quyết tâm kiên định, vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Hai người tới giữa, sớm muộn có đánh một trận. Thiên nữ nói, ngươi hối hận không? Diệp Thần nói, cái gì? Thiên nữ nói, ngươi hối hận cứu ta sao? Nếu như ngươi không cứu ta, mặc cho ta chết đi, tương lai ngươi cũng sẽ không có bị ta giết chết nguy hiểm. Diệp Thần cười nói, coi như tương lai sanh tử quyết chiến, ngươi cũng chưa chắc có thể giết chết ta, vạn nhất ta thắng thì sao? Cứu chữa thiên nữ, Diệp Thần là tuyệt không hối hận. Còn như chuyện tương lai nói sau. Hơn nữa, hắn cũng chưa chắc thất bại. Thiên nữ cười nói, nếu như ngươi có thể thắng, ta liền nhậm ngươi xử trí, ngươi muốn giết ta cũng tốt, phạt ta làm ngươi tiểu thiếp cũng tốt, ta cũng tất theo tôn liền. Diệp Thần vui vẻ cười to, hai người cười một tiếng tới giữa, bầu không khí cũng là đổi được nhu hòa rất nhiều. Thiên nữ tỉ tỉ, ta thích ngươi. Ta cũng vậy. Hai người ôm nhau hôn chung một chỗ, ngã ở rừng hoa bên trong. Tương lai quyết chiến ngày, hoặc giả là tàn khốc. Nhưng lúc này đêm này, hai người là ngọt ngào lưu luyến, như keo như sơn, thật là nhân gian vô cùng vui, chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, hai người ở rừng hoa bên trong cá nước tướng vui mừng, chỉ tiếc vậy một bước cuối cùng, từ đầu đến cuối vẫn không thể làm. Dẫu sao thiên nữ tu vi, vượt qua Diệp Thần quá nhiều, nếu quả thật làm loại chuyện đó, Diệp Thần rất có thể bị ép khô. Bất quá, Diệp Thần tu vi, vậy sắp đến thiên huyền cảnh. Đến lúc thiên huyền cảnh, cũng sẽ không có cái loại này lo âu. Diệp Thần chìm đắm trong thiên nữ trong ôn nhu, chỉ cảm thấy cả người nhẹ bỗng, như mộng như ảo, ngoại giới mọi phiền não, đều là rút đi. Như vậy qua được 7 ngày, bỗng nhiên tới giữa, Diệp Thần nghe được một hồi truyền âm. Diệp Thần ca ca, có người khi dễ ta. Lại là Tiểu Thanh thanh âm. Tiểu Thanh gặp phải nguy hiểm. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Tiểu Thanh tựa hồ gặp phải nguy hiểm, cũng lợi dụng kim trương phù, hướng Diệp Thần truyền âm. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, nhất thời bắt được Tiểu Thanh tọa độ, lại và Hạo Thiên vực tọa độ phù hợp. Tiểu Thanh quả nhiên đi Hạo Thiên vực. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, Thiên Quân Phong Thần Bia và Vũ Hóa Phi Thăng Văn Chương, đều ở đây Hạo Thiên vực bên trong. Diệp Thần nghe được Tiểu Thanh truyền âm. Lập tức liền từ trong ôn nhu hương tỉnh hồn lại. Hắn biết, mình không thể nào cả ngày thanh sắc chìm đắm. Hắn còn đường võ đạo, còn phải tiếp tục tiến về trước. Là thời điểm đi tìm Thiên Quân Phong Thần Bia. Diệp Thần nghĩ thầm, nếu như có thể đạt được Thiên Quân Phong Thần Bia mà nói, hắn tương lai quyết chiến thiên nữ, trực diện vạn khư, đối kháng hắc ám, cũng có thể có lớn hơn chắc chắn. Đứa nhỏ, thế nào? Thiên nữ thân thể không mảnh vải che thân, ôm giống vậy không mặc quần áo Diệp Thần, thân thể xem rắn nước vậy dính sát, ôn nhu nói. Nàng nhìn ra Diệp Thần thần sắc khác thường, tựa hồ gặp chuyện gì. Thiên nữ tỉ tỉ, ta phải đi. Diệp Thần cười khổ một tí, nói. Phải không? Thiên nữ ánh mắt mê ly, nhưng cũng biết, Diệp Thần không thể nào một mực phụng bồi mình. Nàng tu vi đã đến cổ trai, không cần tu luyện nữa. Bởi vì tu luyện cũng vô ích. Nhưng Diệp Thần cũng không cùng, Diệp Thần còn có rất lớn tiến bộ không gian. Lại hôn hôn ta, thiên nữ ôn nhu nói. Diệp Thần ôm thiên nữ, cho nàng một cái thiếu chút nữa cầm nàng hôn tắt thở hôn, sau đó mặc vào quần áo rời đi, trực tiếp biến dạng hư không, phong tỏa Hạo Thiên vực tọa độ, thuấn di đi. Một khắc sau, Diệp Thần chính là dọc theo Tiểu Thanh kêu gọi, hạ xuống đến một cái thế giới xa lạ. Cái thế giới này, hỗn hỗn độn độn, mơ hồ, bề ngoài bao phủ một tầng sương mù trắng xóa, giống như là kết giới phong tỏa vậy, đem cả thế giới bao trùm ở. Nơi này chính là Hạo Thiên vực sao? Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn trước mắt trắng xóa thế giới, thử nghiệm cúi lao xuống, nhưng cúi sông lên ngàn vạn dặm, hắn nhưng thủy chung không phá nổi sương mù dày đặc, chung quanh vẫn là tràn đầy sương mù hình dáng. Có chút ý tứ. Diệp Thần suy đoán. Những thứ này sương mù dày đặc, hẳn là một loại đặc thù ảo trận kết giới. Cái này phiến Hạo Thiên vực, bị ảo trận kết giới phong tỏa, người ngoài căn bản không vào được,
cũng không biết năm đó Nhâm gia lão tổ đảm nhiệm độc hành, là làm sao lặn đi vào. Diệp Thần từ trong sương mù đi ra, nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp Hạo Thiên vực bốn giới hư không, nổi lơ lửng từng ngọn đảo nhỏ. Những ngày qua không đảo nhỏ, như vậy tinh thần vậy, vây quanh Hạo Thiên vực chậm rãi xoay tròn. Tiểu Thanh hơi thở, chính là từ trong đó một tòa trên đảo nhỏ truyền ra. Diệp Thần phong tỏa hơi thở, hướng vậy đảo nhỏ bay vút đi. Hạ xuống đến nhỏ giữa đảo, Diệp Thần liền thấy một cái hồ bạc, hồ có lòng một cái đình nhỏ. Một cái ông già, ngồi ở trong đình uống rượu. Mà ở hồ tim, một cô gái, đang cùng một đầu chim xanh chiến đấu. Vậy chim xanh luôn miệng hí, tiếng kêu to lộ ra tức giận, không ngừng vỗ hai cánh, nổi lên từng cơn gió lớn, gào thét đánh phía cô gái kia. Cái này chim xanh chính là Tiểu Thanh. Cô gái kia không biết là người nào, mắt ngọc mày ngài, xinh được xinh đẹp đáng yêu, nàng đối mặt Tiểu Thanh công kích, khua kiếm nghênh kích, khí định thần nhàn. Kiếm quang thiểm lược tới giữa, Tiểu Thanh phiến ra gió bão, toàn bộ bị làm tan rã hết. Cô gái kia cách cách cười nói, Tiểu Thanh chim, ngươi không phải ta địch thủ, ngoan ngoãn quy thuận ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi ơ. Thiếu nữ cũng không có sát tâm, nàng tựa hồ chỉ là muốn thu phục Tiểu Thanh. Nhưng Tiểu Thanh không chịu. Tiểu Thanh tức giận, đang muốn chiến đấu tiếp, nhưng thấy Diệp Thần tới, nhất thời đại hỉ, lắc mình một cái, hóa thành hình người, kêu lên, Diệp Thần ca ca. Nàng bay vậy tựa như vọt tới Diệp Thần bên người, lao vào trong ngực hắn, rất là ủy khuất kêu lên, Diệp Thần ca ca, có người khi dễ ta. Vừa nói liền chỉ hướng cô gái kia. Cô gái kia thấy Diệp Thần bóng người, ai yêu kêu to một tiếng, trợn to hai mắt, nói, ngươi chính là luân hồi chi chủ sao? Trong đình giữa hồ, cái đó xem cuộc chiến ông già, ly rượu trong tay cũng là bót đích một tiếng, lỡ tay rớt xuống đất, té nát bấy. Hiển nhiên, Diệp Thần đến, vậy để cho ông già cảm thấy khiếp sợ. Diệp Thần gặp cái này ông già cùng thiếu nữ, cũng không sát tâm cùng ác nghiệp, trong lòng hơi định, nói tại hạ Diệp Thần, Tiểu Thanh là bạn của ta, không biết đúng hay không có cái gì hiểu lầm. Kéo Tiểu Thanh tay. Tiểu Thanh tức giận nhìn cô gái kia, hướng Diệp Thần nói, nàng muốn bắt ta làm nàng sủng vật. Cô gái kia nhất thời lúng túng, ấp úng nói, cái này. Ha ha, ngại quá sao, Diệp Thần tiền bối, ta không biết cái này Tiểu Thanh chim, nguyên lai là ngươi sủng vật, ha ha. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác kêu hắn tiền bối, không khỏi được có chút buồn cười, nói, ngươi tên gọi là gì. Cô gái kia ưỡn ngực bô, hì hì cười một tiếng. Nói ta kêu Mây Lạc Thủy. Chỉ đình giữa hồ bên trong ngồi ông già, hắn là gia gia ta, người khác cũng gọi hắn Long Tu Tôn Giả, chúng ta là cư ngụ ở Hạo Thiên vực ngoại không trên đảo nhỏ tán tu. Diệp Thần nhìn về phía vậy ông già, chỉ gặp ông già tóc hoa râm, râu cơ hồ kéo tới mặt đất, móng tay nhưng là quanh co khúc khuỷu, tựa như cù long, đặc biệt cổ quái, cả người thấm ra một cổ trầm ổn uy nghiêm hơi thở. Luân hồi chi chủ, hạnh hội. Long Tu Tôn Giả hướng Diệp Thần chắp tay, nói chuyện ngược lại cũng mười phần khách khí. Cái đó, Diệp Thần tiền bối. Mây Lạc Thủy cười hì hì nhìn Diệp Thần, có chút ngượng ngùng mang hộ đầu, nói cái này. Người cái này Tiểu Thanh chim, có thể bán cho ta sao? Bỏ mặc phải ra nhiều ít đan dược linh thạch, bất kể là cái gì giá phải trả, ta đều có thể. Nói xong lời cuối cùng, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Tiểu Thanh. Khóe miệng thậm chí cũng mau phải chảy nước miếng. Tiểu Thanh kinh hoàng, giúp lại Diệp Thần phía sau, nói, Diệp Thần ca ca, không nên bán ta. Diệp Thần cười khổ không được, hướng Mây Lạc Thủy nói, Vân cô nương, cái này Tiểu Thanh chim, là bạn của ta, không thể dùng làm mua bán. Mây Lạc Thủy nhất thời cảm thấy thất vọng, cắn một cái ngón tay nói, phải không? Long Tu Tôn Giả nói, Lạc Thủy, không nên hồ nháo. Mây Lạc Thủy ủy khuất kêu lên, ra ra. Long Tu Tôn Giả hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, mời đi theo tụ họp một chút. Diệp Thần gật đầu một cái, liền dắt Tiểu Thanh, cướp nước mà đi, đi tới vậy trong đỉnh giữa hồ. Hắn ở Long Tu Tôn Giả trước mặt ngồi xuống, Tiểu Thanh thì hầu hạ ở phía sau. Long Tu Tôn Giả than thở một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, thực không dám giấu giếm, chúng ta là thái cổ thần thú hậu duệ. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói thái cổ thần thú. Long Tu Tôn Giả gật gật đầu nói, đúng vậy, thái cổ thần thú, là đã từng chín thần thời đại thần linh, trưởng ngự vạn thú, ta và ta cái này tôn nữ, cũng thân cái thần thú huyết mạch.
Mà đây chỉ tiểu thanh chim, chính là trong truyền thuyết tinh thần Thanh Loan, nàng huyết mạch hơi thở, cùng tộc ta thần thú huyết mạch tương thông, nếu như nàng có thể ở lại cháu gái ta bên người, đối cháu gái ta huyết mạch tu luyện, vô cùng hữu ích. Diệp Thần nghe đến chỗ này, bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách vậy Mây Lạc Thủy, nghĩ như vậy nhỏ hơn xanh, lúc đầu tiểu thanh tinh thần Thanh Loan linh khí, có thể phụ trợ nàng thần thú huyết mạch tu hành. Tiểu thanh kéo kéo Diệp Thần quần áo, nhẹ giọng nói, Diệp Thần ca ca, ta không nên rời khỏi ngươi. Hiển nhiên, nàng không hề muốn đi theo Mây Lạc Thủy, chỉ muốn lưu ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hướng Long Tu Tôn giả nói, tiền bối, xin lỗi, tiểu thanh sợ rằng không thể phụ trợ Vân cô nương tu luyện. Long Tu Tôn giả ánh mắt híp lại, cười nói, không sao, luân hồi chi chủ, ngươi cũng không cần gấp như vậy trước cự tuyệt, có lẽ chúng ta còn có thể nói một chút. Ta từ trên mình ngươi, bắt được nham thần máu hơi thở, ta nơi này có một kiện pháp bảo, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Vừa nói, Long Tu Tôn giả bàn tay lộn một cái, một phiến linh vũ, từ hắn lòng bàn tay nổi lên. Cái này phiến linh vũ, phơi bày núi đá vậy phong cách cổ xưa màu sắc, thấm ra mặt đất nham đất nặng nề khí tượng. Đây là... Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhìn cái này phiến linh vũ thời điểm, hắn cảm thấy trong cơ thể nham thần máu, vậy xuất hiện một chút không tầm thường chập chờn. Long Tu Tôn giả nói, món pháp bảo này, tên là Chiêu Võ Linh Vũ, chính là nham thần tổ khí, là năm đó nham thần thiên tôn sử dụng qua đồ. Nham thần tổ khí. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái. Tổ khí, đây chính là tương đương đồ quý báu, là từ chín thần thời đại truyền xuống pháp bảo. Diệp Thần cả người trên dưới, chỉ có một kiện tổ khí, đó chính là Trần Nam đưa cho hắn trên trời lôi ấn. Hắn không có lôi thần máu, không phát huy ra trên trời lôi ấn toàn bộ uy lực. Nhưng, hắn có nham thần máu, nếu như có thể bắt được nham thần tổ khí nói, hắn nhất định có thể toàn lực bùng nổ. Long Tu Tôn giả trong tay Chiêu Võ Linh Vũ, có thể nói là đặc biệt thích hợp Diệp Thần pháp bảo. Như thế nào? Luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi chịu để cho cái này tiểu thanh chim, đi theo cháu gái ta một tháng thời gian, ta liền đem cái này phiến Chiêu Võ Linh Vũ, tặng cho ngươi. Thời gian không tính là dài, ta chỉ yêu cầu một tháng, để cho cháu gái ta và cái này tiểu thanh chim cùng nhau tu luyện, các nàng huyết mạch bổ sung, cũng có thể được tấn thăng, tuyệt sẽ không để cho ngươi có nửa điểm thua thiệt địa phương. Một tháng sau, cái này tiểu thanh chim, liền có thể lần nữa trở lại bên người ngươi. Long Tu Tôn giả trịnh trọng nói. Ra ra, không thể, cái này Chiêu Võ Linh Vũ. Mây Lạc Thủy nghe được Long Tu Tôn giả mà nói, nhưng là kinh hãi, mở miệng ngăn cản. Nàng mặc dù muốn để lại tiểu thanh, thế nhưng Chiêu Võ Linh Vũ, hiển nhiên giá trị càng chân quý, nàng có thể bỏ không được đưa người. Long Tu Tôn giả khoát tay một cái, cắt đứt Mây Lạc Thủy mà nói, nói, Lạc Thủy, cái này Chiêu Võ Linh Vũ quá mức quý trọng, không đại khí vận người không thể chấp trưởng, chúng ta nếu là u mê không tỉnh, từ đầu đến cuối chiếm đoạt, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Ngày hôm nay luân hồi chi chủ hạ xuống, cũng coi là cơ duyên xảo hợp, cái này Chiêu Võ Linh Vũ rốt cuộc có thích hợp chủ nhân. Luân hồi chi chủ, người thấy thế nào? Nói xong lời cuối cùng, Long Tu Tôn giả ánh mắt, nhìn Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần chịu gật đầu, hắn liền nguyện ý cầm Chiêu Võ Linh Vũ đưa ra. Diệp Thần nhưng là lắc lắc đầu nói, tiền bối, đa tạ ý tốt, nhưng ta không thể ủy khuất Tiểu Thanh. Tiểu Thanh rất là cảm động, nói, Diệp Thần ca ca, ta không có chuyện gì. Nàng ánh mắt nhìn về phía vậy Chiêu Võ Linh Vũ, cũng là cảm thấy từng trận mãnh liệt minh mông nham đất lực lượng, trong lòng biết cái này Chiêu Võ Linh Vũ, cùng Diệp Thần nham thần máu, đặc biệt phù hợp. Diệp Thần ca ca, ta có thể lưu lại. Lập tức, Tiểu Thanh liền làm ra quyết định. Long Tu Tôn giả đại hỉ, nói, rất tốt. Mây Lạc Thủy nghe được Tiểu Thanh chịu lưu lại, cũng là lớn vui, nhưng chợt nghĩ đến muốn đưa ra Chiêu Võ Linh Vũ, trong lòng lại không cao hứng nổi. Long Tu Tôn giả nói, Lạc Thủy, Chiêu Võ Linh Vũ tặng cho luân hồi chi chủ, đó là lại không quá thích hợp, người không cần là ra ra cảm thấy ủy khuất. Mây Lạc Thủy bĩu môi, cũng là tiếp nhận thực tế, nói, được rồi. Dừng một chút, nàng tâm tình cũng là khôi phục. Cười hì hì nhìn Tiểu Thanh, hướng về phía Tiểu Thanh ngoắc ngoắc tay nói, Tiểu Thanh chim, tới đây bên người ta, để cho ta thật tốt đau quá ngươi. Nhỏ xanh dùng cả mình, giúp lại Diệp Thần phía sau. Diệp Thần không khỏi được cười, hướng Mây Lạc Thủy nói, Vân cô nương,
ngươi cũng không thể khi dễ nhà ta Tiểu Thanh. Mây Lạc Thủy vỗ ngực một cái nói, Diệp Thần tiền bối, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ nàng, hơn nữa ta còn sẽ thật tốt thương yêu nàng, ta cùng nàng cùng nhau tu luyện, mọi người đều có chỗ tốt. Diệp Thần gật gật đầu nói, rất tốt. Liền hướng Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh, ngươi ở lại Vân cô nương bên người, ta đi trước Hạo Thiên vực, một tháng sau trở lại đón ngươi. Tiểu Thanh trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng nếu đã quyết định, vậy thì không có gì hối hận, lập tức gật đầu nói, ừ, Diệp Thần ca ca, ta chờ ngươi. Long Tu Tôn giả nhướng mày một cái, nói, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi muốn đi Hạo Thiên vực sao? Diệp Thần nói, đúng vậy. Long Tu Tôn giả chỉ bầu trời đảo dưới, vậy phiến sương mù dày đặc bao phủ đồ sộ đại thế giới, nói, như ngươi nơi gặp, Hạo Thiên vực bị sương mù dày đặc ảo trận bao phủ, người ngoài không thể nào đi vào, ta và cháu gái ta, ở nơi này tòa trên đảo nhỏ ẩn cư vạn năm, vậy cho tới bây giờ chưa từng đặt chân qua vậy phiến Hạo Thiên vực. Cái thế giới kia người, thờ phượng tổ thần vương, thành lập tổ thần giáo, mấy đời cung phụng, nhưng cho tới bây giờ không cùng người ngoài trao đổi. Tiểu Thanh cũng nói, đúng vậy, Diệp Thần ca ca, ta trước mặt muốn vào Hạo Thiên vực, tìm Vũ Hóa Phi Thăng Văn Chương, nhưng cái thế giới kia sương mù dày đặc, chân thực quá nồng hậu, căn bản không có thể đột phá đi vào. Diệp Thần chau mày, Long Tu Tôn giả và Tiểu Thanh, nói được đúng là không sai. Hạo Thiên vực, bị sương mù dày đặc bao phủ, người ngoài khó mà tiến vào. Trước, Diệp Thần liền đã thử cúi sông lên ngàn vạn dặm, nhưng cũng không cách nào đột phá sương mù dày đặc phong tỏa. Tiền bối, người có thể có biện pháp xông phá vậy phiến sương mù dày đặc. Diệp Thần nhìn về phía Long Tu Tôn giả, hỏi. Long Tu Tôn giả ngưng thần trầm tư một hồi, nói, xông phá sương mù dày đặc phương pháp, ta cũng không biết. Nhưng, trước đoạn thời gian, tổ thần giáo có một tên phản đồ trốn thoát, hắn kêu Vương Động, từng hướng ta cầu cứu, ta vốn là muốn cứu hắn. Nhưng phát hiện hắn bị Diêm Ma Chết Giới đuổi giết, liền lệnh cưỡng chế hắn rời đi. À, ta thân lão lực nhỏ, cũng không dám đắc tội Diêm Ma Chết Giới. Luân Hồi Chi Chủ, nếu như ngươi có thể từ Diêm Ma Chết Giới dưới quyền, cứu ra Vương Động, có lẽ có thể từ vương lên đường trên, biết tiến vào Hạo Thiên vực phương pháp. Diệp Thần tim căng thẳng, nói, Vương Động, Diêm Ma Chết Giới. Long Tu Tôn giả nói, đúng vậy, ngươi hẳn nghe qua Diêm Ma Chết Giới chứ. Ngoại giới thiên cơ thay đổi, ta muốn tử thần giáo đoàn bí mật, và Diêm Ma Chết Giới bí mật, đều đã bị đời người biết được. Diệp Thần nói, có biết chút chút. Long Tu Tôn giả thanh âm mang vô tận kiêng kỵ, nói, vậy Diêm Ma Chết Giới, là ma nữ dưới quyền lãnh địa, cường giả san sát, cao thủ như mây, thế lực đặc biệt đáng sợ. Năm đó tử thần giáo đoàn xâm lược, đại tai biến ngày, thật ra thì Diêm Ma Chết Giới, thì có bộ phận cường giả. Đã lặng lẽ xâm lược đến thế giới hiện thật. Diệp Thần trong lòng cả kinh, nói, lúc đầu năm đó đại tai biến, Diêm Ma Chết Giới cũng đã xâm lấn sao. Long Tu Tôn giả nói, đúng vậy, bất quá vạn cổ tới nay, bọn họ trong sâu thẳm, tựa hồ bị một cổ quang minh lực lượng áp chế, từ đầu đến cuối không dám ló đầu, cho đến gần đây mới ngang ngược đứng lên. Diệp Thần nghe được Long Tu Tôn giả mà nói, nhưng là ngầm cười khổ. Hắn rút ra thần hy thiên kiếm, đạo đức thiên tôn bố trí quang minh kiếm trận, vậy trực tiếp tan vỡ. Hắc ám khí tức mất đi áp chế, dần dần tàn phá. Núp trong bóng tối Diêm Ma Chết Giới cường giả, cũng là dần dần ngang ngược. Đây là Diệp Thần đưa đến. Nhưng Diệp Thần cũng không hối hận. Ban đầu hắn rút kiếm thời điểm, liền dự liệu được tương lai nguy hiểm. Hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ, hắn tình nguyện hắc ám tàn phá. Vậy không muốn nhìn thấy đạo đức thiên tôn, tiếp tục độc tài đi xuống, bá chiếm mồi lửa không buông. Long Tu Tôn giả nói, Diêm Ma Chết Giới tàn phá, muốn thu hoạch người sống máu tươi, hiến tế cho ma nữ, lấy này triệu hoán ma nữ ý chí hạ xuống, Vương Động chính là như thế bị bọn họ theo dõi. Trừ Vương Động ra, bốn phía này bầu trời đảo, cũng có không thiếu tán tu gặp họa, bị Diêm Ma Chết Giới bắt đi. Long Tu Tôn giả trong giọng nói mặt, thật sâu lo âu. Hiển nhiên, hắn cũng sợ Diêm Ma Chết Giới có một ngày, sẽ vào tới trên địa bàn hắn, đem hắn và hắn tôn nữ bắt đi. Thật may bọn họ là thần thú hậu duệ, Diêm Ma Chết Giới cũng có kiêng kỵ, bây giờ không có tùy tiện động thủ. Nhưng, sau này thì sao? Luân Hồi Chi Chủ, người thần uy thông trời, chỉ mong ngươi có thể ra tay, xúc diệt Diêm Ma Chết Giới, bảo vệ được một khối trật tự.
Long Tu Tôn giả cầm trong tay chiêu võ linh vũ, trịnh trọng giao đến Diệp Thần trong tay. Hắn cầm chiêu võ linh vũ đưa cho Diệp Thần, trừ trao đổi Tiểu Thanh ra, thật ra thì còn muốn ủy thác Diệp Thần, xúc diệt hắc ám, bảo vệ an bình. Diệp Thần cầm chiêu võ linh vũ, nhất thời cảm thấy một hồi vạn quân sức nặng. Hắn nội tâm, cũng là một hồi nặng nề. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm giác được, mình bị Diêm Ma Chết Giới theo dõi. Hắn tâm lý, đối Diêm Ma Chết Giới có sát ý. Cái này cổ sát ý, kích động thiên cơ, lập tức liền đưa tới Diêm Ma Chết Giới chú ý. Hơn nữa, Diệp Thần vẫn là võ tổ truyền nhân, cơ hồ là ngay lập tức, Diệp Thần liền có thể khẳng định, mình khí cơ, bị Diêm Ma Chết Giới phong tỏa. Lại có thể nhanh như vậy liền phong tỏa ta khí cơ, cái này Diêm Ma Chết Giới, quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, tự định giá đối sách. Long Tu Tôn giả vậy nhìn ra liền đầu mối, sắc mặt trầm xuống, nói, luân hồi chi chủ, người tựa hồ đã bị Diêm Ma Chết Giới theo dõi, người không thể ở lại chỗ này nữa. Nếu không, ta và cháu gái ta, sợ rằng đều phải bị hắc ám chiếm đoạt. Diệp Thần nói, được, tiền bối, ngươi không cần lo lắng, ta rời đi bây giờ là được. Long Tu Tôn giả than thở một tiếng, nói, xin lỗi. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ trong tay chiêu võ linh vũ tản ra dâng trào hơi thở, nói, tiền bối, không cần nói xin lỗi, yên tâm, chỉ cần không phải ma nữ tự mình hạ xuống, phổ thông Diêm Ma Chết Giới người, ta có nắm chắc chém rớt. Long Tu Tôn giả nói, như vậy quá tốt. Mây Lạc Thủy thấy Diệp Thần như thế tự tin hình dáng, mắt đẹp bên trong cũng là lộ ra một chút sùng bái cùng khâm phục, nói, Diệp Thần tiền bối, người thật là khí phách nha, chờ ta huyết mạch lực lượng khôi phục, ta sau này có thể đi theo bên người ngươi sao? Diệp Thần cười nói, sau này hãy nói. Dừng một chút, Diệp Thần lại sờ một cái Tiểu Thanh đầu, nói, Tiểu Thanh, ngươi ở lại chỗ này, ta đi trước, nếu như có gì ngoài ý muốn, ngươi kêu gọi ta tên chữ, ta sẽ hạ xuống. Tiểu Thanh lưu luyến không thôi nói, ừ, Diệp Thần ca ca, ta biết. Diệp Thần gật đầu một cái, tạm biệt Tiểu Thanh, Mây Lạc Thủy, Long Tu Tôn giả ba người, bay khỏi đi. Rời đi cái này bầu trời đảo sau đó, Diệp Thần bay đến trăm ngàn dặm bên ngoài, khác một tòa bầu trời trên đảo. Chỗ tòa này bầu trời đảo, nhưng không có gì chim hót hoa nhang khí tượng, hoàn toàn thành một mảnh phế tích, sơn xuyên mặt đất đều bị đánh được nổ tung, máu tươi đỏ nhuộm. Trên đất tràn đầy thi thể, còn có lưu lại hắc ám khí tức ở tàn phá. Ở tại nơi này phiến trên đảo người, hiển nhiên đều bị Diêm Ma Chết Giới cường giả giết chết. Diệp Thần cảm thấy mình trên mình, từ đầu đến cuối lẩn quẩn từng đạo ánh mắt, hiển nhiên Diêm Ma Chết Giới các cường giả, vậy ở sau lưng dòm ngó hắn. Muốn giết ta sao, vậy thì tới đi. Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng, dự định tương kế tự kế. Lập tức. Diệp Thần sử dụng trên trời lôi ấn, từng luồng sấm sét huy quang, ở trong sân nổ tung. Đồng thời, Diệp Thần vậy gọi ra liền người đổ sát thánh bôi, phía trên phệ hồn châu, lóe lên tia sáng yêu dị. Ngay sau đó, Diệp Thần chính là lợi dụng trên trời lôi ấn, người đổ sát thánh bôi, phệ hồn châu, bố trí một cái bẫy trận pháp. Ở trận pháp hạch tâm, Diệp Thần đem thần hy thiên kiếm cắm đi lên, sau đó dùng ảo thuật toàn bộ che lại. Nếu Diêm Ma Chết Giới muốn đuổi giết hắn, vậy hắn dứt khoát trước thời hạn bố trí cạm bẫy, chờ đợi đối phương đạp lên. Cạm bẫy bố trí xong sau đó, Diệp Thần chính là bàn ngồi một bên, bình tĩnh chờ. Trong tay hắn, chiêu võ linh vụ ánh sáng rực rỡ chớp động, từng cổ một mãnh liệt nham đất năng lượng, không ngừng tràn ngập ra, để cho được cái này phiến bầu trời đảo mặt đất, vậy là theo chân chấn động lên. Cái này phiến chiêu võ linh vũ, không hổ là đã từng nham thần thiên tôn. Sử dụng qua pháp bảo, năng lượng quả nhiên dư thừa. Diệp Thần ý chí thấm vào đi xuống, liền cảm thấy chiêu võ linh vũ năng lượng, dâng trào nổ tung, hung mãnh như hãn biển, cực kỳ mạnh mẽ. Hắn nham thần máu, không ngừng cùng chiêu võ linh vũ đồng tình, tự thân tu vi hơi thở, cũng là lặng lẽ tăng lên, thiên cơ hiểu ra, các loại nham thần đạo pháp, từng cái lĩnh ngộ tại tim. Ý chí không ngừng thấm vào, bỗng nhiên tới giữa. Diệp Thần nhưng phát hiện chiêu võ linh vũ chỗ sâu nhất, tựa hồ còn cất giấu một môn thần thông. Ồ, đây là... Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, cẩn thận tính toán dưới, nhất thời liền phát hiện, vậy môn thần thông, hơi thở vô cùng mạnh mẽ, thật là có thể nói là nham thần đỉnh. Long đấu chi thương, nham thần mạnh nhất thần thông, nham thương thăng long, cao nhất chinh chiến giết hại,
long đấu thiên hạ, thương kích càn quét, phách tuyệt hoàn vũ. Chiêu võ linh vũ chỗ sâu nhất, ẩn giấu thần thông, lại là nham thần thiên tôn mạnh nhất thần thông, tên là long đấu chi thương. Phong thần mạnh nhất thần thông, tên là tự do dực. Quang thần mạnh nhất sát chiêu, kêu thần thánh chi thư. Mà đây cửa long đấu chi thương, chính là nham thần thủ đoạn mạnh nhất, long thương phá giết, chinh chiến thiên hạ, càn quét hoàn vũ, cực kỳ cường hãn. Không nghĩ tới nham thần mạnh nhất thần thông, lúc đầu núp ở cái này phiến linh vũ bên trong, đây có thể tiện nghi ta. Diệp thần mừng thầm trong lòng, tinh thần lực thấm vào, không ngừng tính toán long đấu chi thương bí ẩn. Cái này long đấu chi thương, cương mãnh dũng liệt, sát phạt hung hãn, cực kỳ bá đạo. Đại khai đại hạp chiêu pháp tới giữa, nhưng hàm chứa vô thượng giết hại chân lý. Lấy Diệp thần thiên phú, cũng là ước chừng hao tốn một ngày thời gian, mới khó khăn lắm lĩnh ngộ được một chút ra lông. Nếu có thể lĩnh ngộ cái này long đấu chi thương, ta thực lực, nhất định có thể lần nữa mãnh vào. Diệp thần trong lòng nóng rực, tiếp tục cảm ngộ long đấu chi thương diệu pháp. Nhưng lúc này, bốn bề trong hư không, âm phong hô hô, từng luồng quỷ dị hắc ám khí tức, tràn ngập ra. Diệp thần mở mắt ra, cảm nhận được bốn phía hắc ám, không khỏi được hừ một tiếng. Diêm ma chết giới người tới. Âm phong gào thét bên trong, mây đen phân bố thiên vũ, trên bầu trời, lại là quỷ dị hiện ra một viên con ngươi. Ngàn quả vạn con ngươi, xuất hiện ở trên trời, trong nháy mắt, chớp động màu máu đỏ quang, đặc biệt quỷ dị, đầy trời đều là không rõ hơi thở. Nếu như là đạo tâm hơi yếu võ giả, chỉ là thấy một màn này hình ảnh, thì phải sụp đổ thét chói tai, rơi vào điên cuồng bên trong. Nhưng mà, Diệp thần đạo tâm bền bỉ, tự nhiên không chịu ảnh hưởng chút nào. Hắn đứng lên, thân thể như bàn thạch vậy, sừng sững tại chỗ. Hô hô hô, âm gió mạnh thổi phất, từng luồng không rõ hơi thở dâng trào. Chỉ gặp từng đạo người mặc hắc bào, tay cầm xích sắt cùng lưỡi hái quỷ phố bóng người, từ không trung đáp xuống, tổng cộng có 13 người. Chỉ là 13 người mà thôi, nhưng bọn họ tản ra hắc ám cùng không rõ, nhưng giống như là vạn thế luyện ngục, núi thây biển máu, từng bước một hướng Diệp thần đến gần. Vô biên vô tận hắc ám khí tức hội tụ thành biển, làm người ta kiềm chế. Giả thần giả quỷ, một bầy kiến hôi thôi. Bằng các ngươi, còn không tư cách giết ta. Trừ phi, các ngươi chủ tử sau lưng hạ xuống. Diệp thần cười lạnh, nhìn vậy 13 cái diêm ma chết giới cường giả ép tới gần, không có chút nào lùi bước, thủ quyết động một cái, lập tức nổ cạm bẫy. Oanh! Cạm bẫy nổ lên, trên trời lôi ấn bay lên, từng đạo sấm sét. Hòa lẫn mãi mãi sát khí, trẻ đánh tiếp. Vậy rất nhiều diêm ma chết giới cường giả, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, hắc ám không rõ hơi thở, không có đối với Diệp thần tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thậm chí, Diệp thần đã sớm bố trí xong cạm bẫy, chờ đợi bọn họ đưa tới cửa. Lui! Diêm ma chết giới đám người mạnh tức giận, vội vàng lui về phía sau, né tránh sấm sét bổ. Cùng lúc đó, bọn họ huy động trong tay xích sắt, một cái cầm đồ sộ lưỡi liềm, xoát kéo kéo phá vỡ hư không, như tử thần muốn thu cắt nhân thế vậy, phá không hướng Diệp thần chém tới. Không thể không nói, những thứ này diêm ma chết giới cường giả, phản ứng thật nhanh, coi như đạp phải cạm bẫy, vậy nhanh chóng tránh, cũng làm ra phản kích. Nhưng Diệp thần cạm bẫy, cũng không đơn giản như vậy. Vù vù, người đồ sát thánh bồi dâng lên, khảm nạm ở phía trên phệ hồn châu. Không ngừng tản mát ra tia sáng yêu dị. Ở phệ hồn châu hơi thở ăn mòn, rất nhiều diêm ma chết giới các cường giả, nhất thời cảm thấy đầu phát đau, linh hồn được to lớn đánh vào. Thần hy thiên kiếm, phá cho ta. Diệp thần quát lên một tiếng lớn, thừa dịp đám người mạnh thất thần, thúc giục trận pháp nồng cốt thần hy thiên kiếm, chém điên cuồng ra. Hắn cái này thần hy thiên kiếm, che giấu ở cạm bẫy bên trong, lần này đột nhiên chém ra, sát khí bão táp. Kêu người khó mà phòng bị. Cái gì? Một đám diêm ma chết giới các cường giả, thấy thần hy thiên kiếm chém đến, nhất thời kinh hoàng thất sắc. Thần hy thiên kiếm lên quang minh hơi thở, đối bọn họ những thứ này hắc ám tồn tại mà nói, có thể là có chí mạng khắc chế tác dụng. Lấy ma nữ mệnh lệnh, bảo. Nhưng, ra Diệp thần dữ liệu, những cái kia diêm ma chết giới cường giả, đối mặt thần hy thiên kiếm chém chết, tại chỗ thì có 4 người bay ra. Không sợ chết, lại là tại chỗ tự bảo. Oanh! 4 người tự bảo, đưa tới to lớn nổ khí tượng,
chặn lại thần hy thiên kiếm giết hại, thậm chí cho Diệp Thần tạo thành phản chấn. Phản chấn dưới, Diệp Thần khí huyết chấn động, gương mặt hơi co rút một tí. Những thứ này Diêm Ma chết giới cường giả, đoàn kết một lòng, người người không sợ chết, ngược lại là Diệp Thần không có nghĩ tới. Lắng nghe chân lý, cảm thụ tử thần ân huy đi. Còn dư lại 9 cái cường giả, thừa dịp Diệp Thần bị phản chấn, nhanh chóng đem Diệp Thần vây quanh, trong tay hắc khí bạo dũng, hóa thành hắc ám bí điển. Một bản bản hắc ám bí điển, hơi thở tương liên, phù văn lóng lánh, toát ra kinh khủng khí tức tử vong. Tử vong, cũng là chân lý một phần chia. Diệp Thần cảm nhận được liền mạnh mẽ tử vong chân lý uy áp, thiếu chút nữa thì đứng không vững, đầu ông tắc hưởng, thật giống như bị trực tiếp đánh vào mà chết. Chiêu võ linh vũ, cho ta trấn áp. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát to một tiếng, sử dụng chiêu võ linh vũ. Vù vù. Chiêu võ linh vũ bắn ra, nham thổ khí tức hội tụ, chu vi ngàn dặm mặt đất, nhất thời vỡ sụp xuống. Mặt đất khô héo. Tất cả địa mạch linh khí, đều là hội tụ đến Diệp Thần quanh thân, hóa thành một cái hùng hồn nham thần kết giới. Ở kết giới này dưới bảo vệ, Diệp Thần tâm thần, nhất thời khôi phục vững vàng, từ chết trong bóng tối siêu thoát đi ra. Diêm Ma chết giới đám người mạnh hắc ám bí điển, không cách nào lại đối Diệp Thần tạo thành bất kỳ uy hiếp cùng đánh vào. Cái gì, chiêu võ linh vũ? Đáng chết, nham thần thiên tôn pháp bảo, không phải đã thất truyền sao? Làm sao sẽ rơi vào bên trong tay ngươi? Mau lui lại. Tất cả Diêm Ma chết giới các cường giả, đều là tức giận sợ hãi, thậm chí đạo tâm đều phải tan vỡ. Cái này phiến chiêu võ linh vũ xuất hiện, đối bọn họ mà nói, đơn giản là ác mộng. Chiêu võ linh vũ trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước người, giờ khắc này Diệp Thần, phảng phất như là nham thần thiên tôn trên đời, hiển hiện ra một cổ trầm ổn bá đạo khí thế. Tất cả Diêm Ma chết giới các cường giả, hoàn toàn không dám lại đối kháng, vội vàng xoay người chạy thục mạng. Chiêu võ thiên đao, phá giết. Diệp Thần ánh mắt run lên, quyết đoán cực nhanh, lập tức thúc giục chiêu võ linh vũ, nham thổ khí tức nổ, linh vũ hóa thành một chuôi to lớn trầm hậu nham thần thiên đao. Oanh! Cái này cầm nham thần chiêu võ thiên đao, ngang trời chém chết, dễ như bớn, như muốn tan biến vũ trụ vậy, thanh thế thật lớn. Chỉ nhất kích, một cái Diêm Ma chết giới cường giả, thân thể giống như giấy vậy, ngay tức thì bị chém đứt, bị mất mạng tại chỗ. Còn dư lại Diêm Ma chết giới các cường giả, kinh hoàng không trạng. Bọn họ nhìn Diệp Thần, tựa như lại thấy được năm đó, nham thần thiên tôn chém ngang thiên hạ, ngang dọc bãi hạp uy mãnh hình dáng, đơn giản là vô địch. Diệp Thần như điên gió quét lá rụng vậy, thúc giục chiêu võ thiên đao, ngang dọc chém chết, chỉ là mấy hơi thở thời gian, liền đem tất cả Diêm Ma chết giới cường giả, toàn bộ chém rơi xuống đất. Đám người mạnh chết hết sức, chỉ có một người sống, rên rỉ vùng vẫy. Người nọ có thể sống sót, là bởi vì là Diệp Thần tận lực giữ lại một cái người sống. Vương Động ở nơi nào? Diệp Thần nhìn người nọ, đi thẳng vào vấn đề, giọng nói lạnh lùng hỏi. Hắn đã bắt được thiên cơ, Diêm Ma chết giới người, đã bắt được Vương Động, hơn nữa bí mật tống giam ở một cái địa phương nào đó. Chỉ bất quá, chỗ đó, Diệp Thần còn không biết ở nơi nào. Người nọ ở Diệp Thần hơi thở chèn ép xuống, đạo tâm đã sớm bể tan tành, run lẩy bẩy. Nhưng hắn vậy như người thú, nói, luân hồi chi chủ, ngươi chính là giết ta cũng không biết nói. Ngươi thực lực, vượt quá ta Diêm Ma chết giới tưởng tượng. Nhưng, ngươi chết chắc, nơi này phát sinh hết thảy, kích động thiên cơ, ta Diêm Ma chết giới sau lưng đại tế ti, các trưởng lão, bọn họ sẽ biết hết thảy. Bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi rất nhanh, sẽ chết ở ta Diêm Ma chết giới dưới quyền. Ngươi máu tươi, sẽ trở thành là chúng ta tế phẩm, hiến tế cho vĩ đại ma nữ. Phốc xích. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thần trực tiếp một đầu ngón tay, ngưng tụ ra một đạo kiếm vô hình khí, đâm xuyên đầu hắn, trực tiếp giết chết. Nói nhảm thật nhiều, lấy là không nói, ta cũng không biết sao. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, ở đánh chết người kia ngay tức thì, thúc giục phệ hồn châu. Trực tiếp cắn nuốt hết vậy linh hồn người. Người nọ linh hồn trí nhớ, cũng là thủy triều vậy, hội tụ nhập Diệp Thần đầu óc bên trong. Diệp Thần lật xem những ký ức này, một cái chớp mắt tới giữa, liền thấy Vương Động chỗ. Nguyên lai là bị tống giam ở trong thiên lao sao. Diệp Thần ánh mắt chớp động, nhất thời cũng biết, lúc đầu Diêm Ma chết giới, ở Hạo Thiên vực vùng lân cận,
có một khối bí mật lãnh địa. Tổ thần giáo phản đồ Vương Động, liền bị tống giam ở đó phiến trên lãnh địa, một tòa bóng tối trong thiên lao mặt. Trừ Vương Động ra, còn có không thiếu cường giả bị tống giam nhốt. Lập tức, Diệp Thần phong tỏa vậy phiến bí mật lãnh địa tọa độ, biến dạng hư không, qua lại đi. Diêm Ma chết giới lãnh địa, nhưng là ở Hạo Thiên vực phía trên trong sương mù mặt. Vô biên vô tận sương mù dày đặc bên trong, nổi lơ lửng một phiến bóng tối âm phủ thế giới. Diêm Ma chết giới các cường giả, đang ẩn cư ở nơi này phiến âm phủ trên thế giới mặt. Mượn sương mù dày đặc che giấu, người ngoài căn bản không phát hiện được bọn họ vị trí, nếu như không phải là Diệp Thần cắn nuốt Diêm Ma chết giới cường giả trí nhớ, hắn vậy rất khó tìm nơi đây. Đi tới âm phủ trên thế giới không, Diệp Thần bắt được từng cơn hắc ám nguy hiểm hơi thở, vội vàng lợi dụng nắng ban mai gió, che lại thân hình, lặng yên không tiếng động hạ xuống. Cái này phiến âm phủ, tự thành một khối thế giới, bầu trời phân chia âm dương, một nửa là quang minh, treo một vòng mặt trời, một nửa kia là nửa đêm, lơ lửng một lưỡi câu loan nguyệt. Nhật nguyệt tương phản, âm dương hơi thở lưu chuyển, phơi bày ra một cổ hoàn mỹ thăng bằng khí tượng. Âm phủ thế giới bên trong, xây dựng trước từng tòa cung điện, tế đàn, miếu thờ. Tất cả tế đàn miếu thờ, cũng thờ phụng cùng một pho tượng. Đó là trong truyền thuyết ma nữ, tẩy nhan tiên tử pho tượng. Diêm Ma chết giới các cường giả, chỉ hướng ma nữ thành tâm ra sức, cũng không phải là thành tâm ra sức tại tử thần giáo đoàn. Cho nên, ở mảnh thế giới này, Diêm Ma chết giới người, không hề cung phụng tử thần, chỉ cung phụng ma nữ. Diệp Thần hơi một cảm ứng, phát hiện mảnh thế giới này người, có chừng triệu đám người, phần lớn là Diêm Ma chết giới người, từ thế giới hiện thật bí mật mời chào mà đến tín đồ. Còn như bản thân là đến từ không không thời không cường giả, số lượng không hề nhiều, chỉ có mấy trăm người chừng. Cái này mấy trăm người là cốt lõi nhất tồn tại, thực lực cực mạnh, vậy sẽ không dễ dàng ra tay. Diệp Thần trước đây đụng phải kẻ địch, thật ra thì chỉ là phổ thông tín đồ, Diêm Ma chết giới chân chính nồng cốt không không cường giả, cũng ẩn trốn ở chỗ này. Bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, ra tay một cái liền có thể kích động thiên cơ, đưa tới Tử Hoàng Tiên Cung phát hiện. Một khi bị Tử Hoàng Tiên Cung phát hiện, Đạo Đức Thiên Tôn và Trùng Dương Chân Nhân, tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chèn ép, tuyệt sẽ không mặc cho hắc ám tàn phá. Hiện giai đoạn Diêm Ma chết giới, hạch tâm cường giả chỉ có mấy trăm người, hiển nhiên không cách nào cùng Tử Hoàng Tiên Cung đối kháng. Nhưng, Diệp Thần nhưng đánh hơi được mùi nguy hiểm. Hôm nay Diêm Ma chết giới, không ngừng phát triển tín đồ. Bọn họ có triệu tín đồ, còn không cách nào đối kháng thực tế, nhưng tiếp tục phát triển tiếp, đến ngàn vạn tín đồ, hàng tỷ tín đồ bước, sợ rằng tình cảnh liền khó mà thu thập. Không khí bên trong, truyền tới mùi máu tươi. Diệp Thần mượn nắng ban mai gió che giấu, hóa thân gió mát, bay đến trên thế giới ương. Chỉ gặp ở một tòa thật to hắc ám trước thánh điện phương, mấy ngàn ma nữ tín đồ tụ tập, bọn họ đi một cái lớn trong hồ mặt, ái mộ trước một hũ lon máu tươi. Rất nhanh, ao nước bên trong, liền rót đầy huyết tương, phía trên nổi lơ lửng một cái cổ xương trắng, từng hạt tròn đầu khô lâu, lộ vẻ được cực kỳ quỷ dị. Rất nhiều ma nữ tín đồ, quỳ thành một vòng, yên lặng khấn cầu. Có mấy cái thầy tế ăn mặc ông già, tay cầm pháp trượng, ở tụng niệm trước một đoạn đoạn cổ xưa tối tăm thần chú. Diệp Thần thấy một màn này, cũng biết đây là một loại cổ xưa khấn cầu nghi thức hiến tế. Vậy mấy cái thầy tế, đều là Diêm Ma chết giới thành viên nòng cốt, bọn họ lợi dụng cái loại này nghi thức, hiến tế máu tươi, cung phụng ma nữ. Diệp Thần thấy những cái kia máu tươi, màu sắc dần dần trở thành nhạt, thật giống như bên trong năng lượng ẩn chứa, đều bị xa xôi thời không chỗ sâu ma nữ hấp thu, không khỏi được ra đầu từng cơn tê dại. Nếu là hắn bị bắt, chỉ sợ cũng phải bị sống sờ sờ hiến tế, không thể nào có mạng sống hy vọng. Cái này phiến âm phủ thế giới, là Diêm Ma chết giới lãnh địa. Ở chỗ này, Diêm Ma chết giới các cường giả, chiếm cứ tuyệt đối địa mạch phong thủy ưu thế, còn có số người ưu thế. Nếu như đánh nhau, Diệp Thần cũng không có chiến thắng chắc chắn. Trước hay là tìm được Vương Động nói sau. Diệp Thần trong lòng quyết định chủ ý, dựa vào đầu óc trí nhớ, thân thể chớp mắt, rời đi nơi đây. Chủ trì nghi thức mấy cái lão thầy tế, thật giống như cảm ứng được cái gì, đều là nhướng mày một cái, chố mắt nhìn nhau. Các ngươi có cảm giác hay không đến cái gì khác thường hơi thở? Hôm nay gió,
tựa hồ có chút cổ quái. Có thể là ảo giác đi, tiếp tục hướng ma nữ đại nhân khấn cầu đi. Mấy cái lão thầy tế tuy cảm thấy có chút khác thường, nhưng cũng không có phát hiện Diệp Thần hơi thở, lập tức liền tiếp tục tế tự khấn cầu. Diệp Thần mượn nắng ban mai gió che chở, thân hình đơn giản là quỷ thần khó lường, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ ý định giết người, người bình thường căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Đặc biệt là ở lĩnh ngộ Tiêu Diêu Du sau đó, Diệp Thần đối gió vận dụng, càng chót lọt tự nhiên. Hắn giống như chính là gió hóa thân, tiêu dao hành trời, vô hình vô tích. Dọc theo trong trí nhớ phương vị, Diệp Thần đi tới Hắc Ám Thánh Điện phía sau. Diêm Ma chết giới thiên lao, ở nơi này. Từ chỗ này, còn có thể mơ hồ nghe được trước Thánh Điện phương khấn cầu tiếng. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền cảm thấy trong thiên lao mặt, nhốt mấy chục đạo khí tức cường đại. Những cái kia bị tống giam tù phạm, hiển nhiên đều là tu vi mạnh mẽ tồn tại, bọn họ là đặc biệt nhất tế phẩm, muốn đem bọn họ máu tươi cùng sinh mạng, cung phụng cho ma nữ, cần nghi thức rườm rà, cũng không dễ dàng. Cho nên, Diêm Ma chết giới tế tự cùng các trưởng lão, liền tạm thời đem bọn họ tống giam ở trong thiên lao mặt, chờ đợi thời cơ sẽ đi hiến tế. Thiên lao phòng thủ, cũng là dị thường nghiêm mật, mười mấy người mặc trọng giáp cường giả, nghiêm thần đề phòng. Bọn họ đều là Diêm Ma chết giới thành viên nòng cốt, là năm đó chưa từng không lúc nào không bên trong hạ xuống cao thủ, tuyệt không phải thông thường hắc ám tín đồ có thể so sánh. Từ bọn họ trên mình, có thể bắt được từng cơn tàn nhẫn giết hại huyết tinh khí thức, hiển nhiên là đã trải qua chiến trận, không thể khinh thường. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhìn vậy mười mấy canh phòng cường giả. Nếu như chính diện tỉ thí, hắn toàn lực bùng nổ, có lòng tin đem những thứ này canh phòng cường giả, toàn bộ giết chết. Nhưng, như thế tới một cái, nhất định phải bứt dây động rừng. Nếu như kinh động trước thánh điện mấy cái lão thầy tế, còn có bên ngoài chi chít hắc ám tín đồ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nơi này, dẫu sao là Diêm Ma chết giới địa bàn. Diệp Thần ở người khác trên địa bàn chiến đấu, hoàn cảnh xấu lớn vô cùng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên chẳng muốn rơi vào khổ chiến. Chỉ là, thiên lao bị vậy mười mấy trọng giáp cường giả canh giữ trước, nếu như không kích phá bọn họ nói, Diệp Thần cũng không khả năng tiến vào thiên lao. Trong sâu thẳm, hắn đã bắt được Vương Động hơi thở, liền tống giam ở lao ngục bên trong. Chỉ cần có thể cứu ra Vương Động, liền có cơ hội biết tiến vào Hạo Thiên vực biện pháp, Diệp Thần tuyệt không thể bỏ qua. Mộ chủ đại nhân, không bằng do ta ra tay. Ngay tại Diệp Thần khổ sở thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, mộ bia chấn động, Thánh Quang Tiên Đế bóng người hiển hiện ra. Tiền bối, người tỉnh. Diệp Thần thấy Thánh Quang Tiên Đế xuất hiện, không khỏi được đại hỉ. Thánh Quang Tiên Đế mỉm cười gật đầu, nhìn chấn thủ thiên lao bọn thủ vệ, nói ta bỏ ra tay, có thể không bứt dây động rừng, giải quyết hết bọn họ. Diệp Thần biết Thánh Quang Tiên Đế thần thông quảng đại, có lẽ thật có biện pháp, vui vẻ nói, tốt lắm, tiền bối, nhờ ngươi. Thánh Quang Tiên Đế ừ một tiếng, lập tức liền thả ra bộ phận lực lượng, bơm vào đến Diệp Thần trong thân thể. Quang Minh rực cháy thuật. Ngay sau đó, Thánh Quang Tiên Đế mượn Diệp Thần thân thể, thả ra một đạo thuật pháp. Chỉ gặp một viên sáng chói quang cầu, đột ngột bay ra ngoài. Viên này quang cầu, giống như là mặt trời nổ vậy, tóe ra vô cùng nhức mắt chói lọi. Nhức mắt quang bộc phát ra, những thủ vệ kia các cường giả, rên lên một tiếng, rối rít ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Ta tạm thời dùng thuật pháp, đem bọn họ xông lên choáng váng, nhưng hiệu quả chỉ có thể duy trì nửa canh giờ thời gian. Mộ chủ đại nhân, người phải nhanh một chút. Thánh Quang Tiên Đế nói. Hắn cũng không có giết người, mà là lợi dụng quang minh thuật pháp, đem canh phòng trực tiếp xông lên choáng váng hết. Nếu như giết người nói, khẳng định sẽ bại lộ ý định giết người, bứt dây động rừng. Tiền bối, đa tạ. Nửa giờ, vậy là đủ rồi. Diệp Thần thấy canh phòng toàn bộ té xỉu, mừng thầm trong lòng, lập tức từ bọn họ trên mình tìm tòi ra chìa khóa, mở ra thiên lao cửa. Tiến vào lao ngục bên trong, Diệp Thần liền thấy từng phòng bên trong phòng giam, nhốt từng cái võ giả. Những cái kia võ giả, từng cái bị hành hạ được không còn hình người, vết thương chồng chất. Bọn họ thấy Diệp Thần tới, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm thấy, Diệp Thần hơi thở, và những cái kia Diêm Ma chết giới hắc ám cường giả, hoàn toàn không cùng. Diệp Thần, cũng không phải là trong bóng tối người.
Ngược lại, Diệp Thần trên mình, thấm ra một cổ huyền diệu quang minh hơi thở, làm người ta tâm cảnh ôn hòa. Diệp Thần quét nhìn một mắt, lại không có phát hiện Vương Động tồn tại, không khỏi được nhướng mày một cái. Luân hồi chi chủ, tán tụng sự vĩ đại của ngươi, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Ngay tại lúc này, Diệp Thần nghe được một hồi thanh âm kinh ngạc vui mừng, từ một bên trong phòng giam truyền ra. Diệp Thần nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy một cái mang gông xiềng, cả người là bị thương trẻ tuổi nam tử, đang ánh mắt sáng quắc nhìn mình, tràn đầy sùng bái thần sắc. Hiển nhiên, nam tử kia nhận ra Diệp Thần thân phận, chính là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ. Diệp Thần tìm muốn những thứ này người bị tống giam, sớm muộn phải bị hiến tế, trở thành ma nữ chất dinh dưỡng. Một khi ma nữ lực lượng lớn mạnh, vậy có thể không phải là đùa. Lập tức, Diệp Thần gọi ra chiêu võ linh vũ, hóa thành phi kiếm, đem từng phòng giam toàn bộ mở ra, cũng đem những thủ phạm kia trên mình gông xiềng, vậy toàn bộ chặt đứt. Ta nơi này có một ít đan dược, các người mau ăn, có thể chữa thương. Nhưng có thể trốn ra ngoài hay không, liền xem các người tạo hóa. Diệp Thần sử dụng đại lượng chữa thương đan dược, phân phát cho những thủ phạm kia cửa. Đám người tù phạm đều là đại hỷ, một hồi hoan hô. Cũng may Diệp Thần sớm có chuẩn bị, che giấu ở nơi này thiên cơ, không để cho bất kỳ tiếng thở tiết lộ ra ngoài. Vậy lên tiếng trước nhất tù phạm, uống đan dược sau đó, thương thế hơi khỏi bệnh, quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, nói, luân hồi chi chủ, ta từ trên mình ngươi, cảm nhận được liền chí thánh trói lọi, ngươi cũng là quang minh tín đồ sao. Diệp Thần nói, ta không phải ai tín đồ, ta không thờ phượng người bất kỳ. Tù phạm kia sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ nói là tại hạ mạo phạm, tại hạ hư cửu, chính là quang minh tín đồ, thờ phượng quang thần thiên tôn. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, lúc đầu ngươi là quang thần thiên tôn tín đồ. Ta may mắn đạt được một chút quang thần thiên tôn truyền thừa, cũng coi là cùng quang minh có duyên phận. Quang thần thiên tôn đạo thống trong truyền thừa mặt, Diệp Thần chỉ kém xếp hạng thứ nhất thần thánh chi thư, không có học biết, cái khác toàn bộ học biết. Hư cửu đại hỉ, nói, thì ra là như vậy. Khó trách ở trên mình ngươi, sẽ có chí thánh trói lọi, ngươi nhất định chính là tương lai quang minh nắm giữ, mời nhận đệ tử một bái. Vừa nói bịch bịch dập đầu, thái độ khiêm nhường sùng kính hết sức. Diệp Thần đem hắn đỡ dậy, nói, không cần đa lễ. Hư cửu nói ra thật xấu hổ, đệ tử nghe nói trong truyền thuyết thiên quân phong thần bia, ở hạo thiên vực bên trong, liền muốn cướp lấy thiên quân phong thần bia. Tìm hiểu thêm mặt khác thần thánh chi thư. Đáng tiếc, đệ tử từ đầu đến cuối không tìm được tiến vào hạo thiên vực phương pháp, cuối cùng ngược lại bị Diêm Ma chết giới người bắt lại, nếu không phải luân hồi chi chủ đại nhân cứu giúp, chỉ sợ đệ tử giữ nhiều lành ít. Chung quanh các tù phạm, cũng là rối rít hướng Diệp Thần bái tạ, đa tạ luân hồi chi chủ. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng hư cửu nói, ta muốn tìm một người, hắn kêu Vương Động, là tổ thần giáo phản đồ. Từ hạo thiên vực bên trong chạy ra khỏi. Hắn hẳn bị tống giam ở chỗ này, người có biết hay không hắn ở nơi nào? Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, Vương Động hơi thở, ở nơi này trong thiên lao mặt. Nhưng hắn xem lần toàn bộ thiên lao, vậy không thấy Vương Động tồn tại, vô cùng kỳ quái. Vương Động, hư cửu sửng sốt một tí, chỉ hướng thiên lao chỗ sâu một mặt phách tường, nói ta thấy Diêm Ma chết giới đại tế ti nhai đạo xích. Đem một người thanh niên người, bí mật tống giam ở trên trời tù cấm địa bên trong, ngày đêm hướng thanh niên kia người, tra hỏi tiến vào hạo thiên vực phương pháp, thế nhưng người từ đầu đến cuối không nói. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, Diêm Ma chết giới người, vậy muốn tiến vào hạo thiên vực. Hư cửu nói, đúng vậy, bọn họ cũng muốn cướp lấy thiên quân phong thần bia, người thanh niên kia người, rất có thể chính là đại nhân ngươi nói Vương Động. Trong lúc nói chuyện, hư cửu đi tới vậy phiến vách tường trước mặt, dùng sức đẩy một cái, vách tường kia lại có thể lật lộn lại. Lật chuyển tới vách tường, trên tường đổ bê tông trước một tòa cổ quái pho tượng, là một cái to lớn côn trùng, hình dáng như rồng, cả người chiều dài miếng vảy, thấm ra màu đồng xanh sáng bóng. Đây là... Diệp Thần nhìn điều này cổ quái đồng xanh côn trùng, một hồi kinh nghi. Đây là trong truyền thuyết đồng xanh thi trùng, là đã từng tử thần dưới quyền bốn lớn quyến thuộc một trong. Sớm đã chết đi, thi hài bị đúc thành pho tượng, thành Diêm Ma chết giới cấm địa thủ hộ giả. Người ngoài muốn tiến vào cấm địa mà nói, trước hết phá hoại cái này đồng xanh thi trùng pho tượng. Hư cửu nhìn vậy đồng xanh thi trùng pho tượng,
ngưng trọng nói. Diệp Thần nói, ngươi làm sao biết như thế nhiều? Hư Cửu nói, đệ tử là Quang Minh tín đồ, ngày đêm hướng Quang Thần Thiên Tôn khấn cầu, may mắn lắng nghe đến Quang Minh chân lý, biết rất nhiều cổ xưa bí ẩn. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Hắn ánh mắt nhìn về phía vậy đồng xanh thi trùng pho tượng, cũng là cảm thấy từng cơn không rõ hơi thở, đưa mắt nhìn dưới, lại cảm thấy đầu làm đau. Mộ chủ đại nhân, người muốn phá hoại pho tượng mà nói, tốt nhất nhanh một chút, thời gian không nhiều lắm. Luân hồi mộ địa bên trong, Thánh Quang Tiên Đế thúc giục. Thuật pháp của hắn, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ thời gian. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, bàn tay nâng lên, Quang Minh huyền lực hội tụ bảo vệ, nhẹ nhàng sờ lên vậy đồng xanh thi trùng pho tượng. Bàn tay một sờ lên, Diệp Thần nhất thời cảm thấy từng cơn không rõ khí tức quỷ dị, không ngừng tập sát tới. Thật may hắn chấp trưởng Quang Minh đạo thống, đạo tâm cường nhận, ngược lại cũng không bị ảnh hưởng. Phá cho ta! Diệp Thần hít sâu một hơi, bàn tay linh lực hội tụ, bổ sung thêm trên thiết ngai vàng hơi thở, hung hăng đánh vào vậy đồng xanh thi trùng pho tượng, muốn dựa vào thiết ngai vàng hung mãnh thần uy, đem pho tượng phá hủy. Nhưng vừa lúc đó, đồng xanh thi trùng trong con ngươi, đột nhiên sáng lên quỷ dị hồng mang. Toàn bộ pho tượng, thật giống như sống lại, lại là đột nhiên há miệng ra khí, lộ ra hai dãy sắc bén bén nhọn thiết răng, hung hăng cắn Diệp Thần ngón tay. Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, nhất thời cảm thấy một hồi day dứt đau nhức, tinh thần một hồi vặn vẹo. Hắn cảm thấy thế giới chung quanh, vậy đang không ngừng vặn vẹo. Khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần tinh thần, bị đẩy vào một cái xác cho tàn trong thế giới. Cái này xác cho tàn thế giới, không có mạng sống tồn tại, bầu trời mặt đất đều là hỗn độn một phiến. Ở hỗn độn thiên địa bên trong, một cái to lớn, dư tợn, khủng bố, mạnh mẽ như rồng màu đồng xanh côn trùng, cả người tản mát ra cổ quái mùi thây thúi, trôi lơ lửng trên không trung, chậm rãi đung đưa trước thân thể. Đây chính là đồng xanh thi trùng chân thân. Từng cái cổ quái đủ khí, như con rít chân, sinh trưởng ở đồng xanh thi trùng bụng phía dưới, không ngừng ngọa nguậy, lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị. Luân hồi chi chủ, ngươi, muốn cùng tử thần là địch sao? Đồng xanh thi trùng con mắt màu máu, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Diệp Thần, phát ra trùng trùng điệp điệp, vô cùng quỷ dị thanh âm. Diệp Thần cảm thấy trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, đều là các loại quỷ dị không rõ hơi thở, muốn đánh vào hắn đạo tâm. Nhiệt xúc, muốn loạn ta đạo tâm. Ngươi còn không cái này tư cách. Diệp Thần hừ một tiếng, không có sợ hãi chút nào cùng nói nhảm, trực tiếp gọi ra luân hồi thánh hồn thiên. Oanh! Luân hồi thánh hồn trên trời hạ xuống sắp, bảo vệ Diệp Thần thân thể. Thoáng chốc tới giữa, tất cả hắc ám không rõ hơi thở, đều bị ngăn cách chạy đi. Diệp Thần đạo tâm, như lưu ly minh ngọc vậy sáng bóng. Tê, hống! Đồng xanh thi trùng gặp Diệp Thần cường hãn như vậy bá đạo hình dáng, cũng là kiêng kỵ tức giận, phát ra một hồi quái hống tiếng. Ở bổn tọa trong thế giới, còn chưa tới phiên ngươi cản rỡ. Đồng xanh thi trùng tức giận, thật dài thân thể dao động, đồng xanh chói lọi tách thả ra, suy suy vang dội, lại là ngay tức thì hóa thành ngàn vạn cầm đồng xanh phi kiếm, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần chém chết đi, kiếm khí cực kỳ ác liệt. Nếu như là trước kia Diệp Thần, đối mặt này cùng phi kiếm giết hại, có thể còn sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ hắn, đã tấn thăng bách ra cảnh tầng thứ 9, hơn nữa trên mình pháp bảo thần thông, hơn đến không thể tưởng tượng nổi bước, hoàn toàn không sợ hãi hết thảy. Nham Thần nói, lòng đấu chi thương, phá cho ta. Diệp Thần quát to một tiếng, gọi ra chiêu võ linh vũ. Ông một tiếng, chiêu võ linh vũ bộc phát ra từng cơn hùng hồn nham thổ linh khí, vần quanh Diệp Thần toàn thân. Một cán chiến thương, từ Diệp Thần sau lưng hiện ra, biến ảo ngàn vạn thương ảnh phía trên lại hiện ra hàng tỷ cái chân long, lẫn nhau vặn vẹo chém giết, chinh chiến sát phạt hơi thở xâm nghiêm, tiếng rồng ngâm kinh thiên. Cái này một cán chiến thương, là Nham Thần mạnh nhất thần thông, tên là Long Đấu Chi Thương. Diệp Thần từ chiêu võ linh vũ bên trong, đã sớm lĩnh ngộ được một chút Long Đấu Chi Thương ra lông. Mặc dù chỉ là một chút ra lông, nhưng thi triển ra, đó cũng là long trời lở đất, ngang qua vũ trụ, thế không thể đỡ. Long Đấu Chi Thương vừa ra, thương ảnh sôi trào, long đằng gầm thét tới giữa, thiên địa gió bão kích động. Đồng xanh thi trùng bắn tới ngàn vạn phi kiếm, toàn bộ đều bị Long Đấu Chi Thương quét xuống đi xuống. Cái gì,
Long đấu chi thương, nham thần mạnh nhất pháp. Đồng xanh thi trùng thấy một màn này, hoàn toàn kinh hãi, không dám tin tưởng. Vậy một cán chiến thương, nhưng mà trong truyền thuyết long đấu chi thương, là nham thần thiên tôn mạnh nhất pháp môn. Năm đó nham thần thiên tôn, ép chết thần hải vương ma tôn, chính là dùng long đấu chi thương. Một súng giết ra, vậy thì thật là hàng tỷ rồng thần gầm thét, càn quét tinh không, không thể ngăn trở. Đồng xanh thi trùng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể cũng lĩnh ngộ cửa này mạnh nhất thần thông. Nghiệt xúc, chết đi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào lưu tình, thúc giục long đấu chi thương, phá không chấn rơi xuống đi. Hàng tỷ rồng thần hống trời, nham thổ khí tức nổ tung, thiên đạo bể tan tành, mặt đất sụp đổ. Long đấu chi thương dễ như bớn, lấy xuyên qua mặt đất khí thế, hung hăng rơi xuống. Đồng xanh thi trùng phát ra rên rỉ, hoàn toàn không thể ngăn cản, tại chỗ liền bị long đấu chi thương đóng đinh trên đất, thân thể co quắp mấy cái, phát ra bóng tối khói mù tán loạn. Diệp Thần ánh mắt, thủy chung là lạnh lùng yên lặng. Nhưng vừa lúc đó, hắn khó hiểu cảm thấy một hồi lòng rung động. Tim hắn, không tự chủ được tăng tốc độ nhảy lên, thật giống như có cái gì hắc ám kinh khủng hơi thở, đang không ngừng xâm nhiễu trước hắn, làm hắn lại có loại cảm giác hít thở không thông. Ở đồng xanh thi trùng sau khi chết, một món hắc khí, từ nó thi thể bên trong bay ra, ở trong hư không vặn vẹo, dần dần hóa thành hình người. Đó là một cái cô gái tuyệt mỹ, dáng vẻ uyển chuyển, ăn mặc một bộ khinh bạc màu đen áo lụa, da thật là trắng nõn. Xuyên thấu qua cái này tập kích áo lụa, có thể mơ hồ thấy, cô gái vậy động lòng người xuân quang. Diệp Thần đánh hơi được một hồi dễ ngửi vô cùng thể nhang, hô hấp lại là đổi được dồn dập. Ngươi là, ma nữ. Diệp Thần ngơ ngác nhìn cái này lụa đen cô gái, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Người phụ nữ này, lại chính là Tẩy Nhan tiên tử, trong truyền thuyết ma nữ. Vậy đồng xanh thi trùng trong cơ thể, lại là Niêm Phong ma nữ ý chí. Diệp Thần chém rớt đồng xanh thi trùng sau đó, ma nữ thân hình, chính là hiển hóa ra. Ra Diệp Thần dự liệu, ma nữ cũng không phải là lý trí mất mát hình dáng. Ngược lại, ma nữ trong mắt, thần sắc đặc biệt bình tĩnh, như vạn niên hàn băng, thấm ra động phá tang thương ý vị. Đây chính là võ tổ Hồng Nhan Chi Kỷ, đã từng Tẩy Nhan Tiên Tông khai sơn tổ sư, hôm nay Tử Thần Giáo đoàn thủ tịch hộ pháp, chí tôn vô thượng ma nữ điện hạ. Ma nữ mắt lạnh nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ngày hôm nay gặp được ta, coi như là ngươi bất hạnh, kêu rên đi, ta sẽ từ từ đem ngươi hành hạ chết. Ma nữ trong mắt thấm ra ý định giết người, mang lụa đen cái bao tay bàn tay, nhẹ nhàng đưa ra, một món ma quang như điện, thẳng bắn vào Diệp Thần tim. Oanh! Cái này cổ ma quang bắn vào, nhất thời để cho Diệp Thần cảm thấy, tim vô cùng đau nhức, thật giống như ngay tức thì phải bể nát. Vô biên vô tận hắc ám khí tượng, ở hắn trước mắt lững lờ. Hắn đạo tâm, được nghiêm trọng đánh vào, trước mắt hiện ra núi thây biển máu, xương trắng luyện ngục tình cảnh. Diệp Thần ngũ quan vặn vẹo, thống khổ che tim, quỳ ngã xuống. Đây chính là ma nữ lực lượng sao? Diệp Thần thật sâu cảm thấy, ma nữ lực lượng, đơn giản là nghiền ép thiên địa vậy cường hãn, không thể tưởng tượng nổi vĩ đại, hoàn toàn siêu thoát thực tế phép tắc hạn chế. Trước mắt ma nữ, tuy chỉ là một luồng ý chí hóa thân, nhưng lực lượng mạnh, cũng lớn lớn vượt quá Diệp Thần tưởng tượng. Ở ma nữ công kích dưới, Diệp Thần tim, vậy gặp phải hắc ám khí tức trùng trùng đánh vào, đặc biệt khó chịu. Võ tổ đạo tâm, cho ta trấn áp. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, toàn lực thúc giục luân hồi thánh hồn trời, đồng thời thi triển ra võ tổ đạo tâm, trong lòng thích chữ suy nghĩ võ tổ ý niệm. Trong thoáng chốc, uy mãnh, bá đạo, mạnh mẽ võ đạo khí khái, từ Diệp Thần trên mình bộc phát ra. Ở võ tổ đạo tâm trấn áp xuống, Diệp Thần trong trái tim hắc ám khí tức, cũng là lớn lớn bị áp chế xuống, trước mắt ảo ảnh biến mất, hắn lại lần nữa thấy được ma nữ bóng người. Ma nữ diễn cảm, nhưng là mang một vẻ kinh ngạc, ánh mắt không cách nào lại giữ bình tĩnh. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thần, dùng mộng nghệ bàn giọng dù gì nói, chân trời, là ngươi sao? Diệp Thần sửng sốt một tí, trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng, sau đó liền tỉnh ngộ. Võ tổ tên thật, kêu Võ Thiên Nhai. Thời khắc này Diệp Thần, thi triển võ tổ đạo tâm, trên mình tự nhiên làm theo, mang theo một chút võ tổ khí khái, lại là để cho ma nữ hiểu lầm. Ma nữ hoảng hốt tới giữa,
lại là cầm Diệp Thần coi là võ tổ. Chân trời, thật xin lỗi, ta không nên tổn thương ngươi. Ma nữ quỳ xuống, trong mắt lại có thể chảy nước mắt, mặt đầy thương tâm tự trách. Diệp Thần ngây dại. Chân trời, chúng ta lần nữa chung một chỗ, có được hay không? Ma nữ quỳ đi tới Diệp Thần bên người, vậy nhỏ hết sức bàn tay trắng nõn, khẽ vuốt ve Diệp Thần gò má, trong ánh mắt tràn đầy khắc cốt quyến luyến tình ý. Ma nữ này cầm ta làm võ tổ. Diệp Thần một mặt kinh ngạc. Chân trời, vì ngươi, ta có thể buông tha hết thảy, chúng ta vĩnh viễn chung một chỗ, có được hay không? Ma nữ mềm nhũn thân thể, đưa vào Diệp Thần trong ngực, khóc ôm trước Diệp Thần. Diệp Thần ngửi được từng cơn gái trinh thơm dịu, không khỏi được có chút tay chân luống cuống. Ma nữ động tình dưới, ngẩng đầu hôn Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người không có sức, hoàn toàn không cách nào kháng cự. Ngay sau đó, ma nữ giải khai áo, lộ ra vảy trắng như tuyết trong suốt thân thể, sáng chói được Diệp Thần hoa mắt. Diệp Thần đều ngây dại. Ma nữ nhẹ nhàng kéo Diệp Thần tay, đặt ở mình một nơi, ôn nhu nói, chân trời, người rốt cuộc chịu nhận bị ta sao? Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, cái này rốt cuộc là chuyện gì, bất quá chẳng biết tại sao, hắn cảm giác nội tâm một cổ tà hỏa dâng lên, trong lòng rét một cái, muốn, ma nữ này thật là đáng sợ hơi thở, có thể loạn ta đạo tâm. Diệp Thần đạo tâm hạng bền bỉ, nhưng hiện tại ma nữ nhớ nhung trong lòng, hắn lại thì không cách nào kháng cự. Ma nữ này mị hoặc hơi thở, đã đến nghịch thiên bước, liền Diệp Thần cũng không nhịn được, muốn cùng nàng có quan hệ xác thịt. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cắn chót lưỡi, để cho mình tỉnh hồn lại, lớn tiếng nói, tẩy nhan tiên tử, ta không phải võ tổ, ta là Diệp Thần. Thanh âm này như sấm vậy, truyền tới ma nữ trong lỗ tai. Ma nữ ngẩn ra, trong mắt dâng lên rung động vậy chập chờn, rốt cuộc cũng là tỉnh ngộ lại, biết người trước mắt, không phải võ tổ, mà là Diệp Thần. Đáng chết tiểu tử, dám ô nhục ta thân thể. Ma nữ giận dữ, huy trưởng đi Diệp Thần đầu đánh tới. Nhưng trưởng đến nửa đường, lại ngừng dừng lại. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, từng giọt nước mắt rơi xuống, lại là bỏ không được ra tay giết chết Diệp Thần. Diệp Thần toàn bộ tinh thần phòng bị, cắn chặt hàm răng, bàn tay đã đè ở nhân hoàng thánh đao trên chuôi đao, chỉ cần ma nữ thật động sát thủ, hắn liều chết cũng phải phản kháng. Nhưng ma nữ đến một khắc cuối cùng, vậy từ đầu đến cuối không có ra tay. Nàng đưa lưng về phía Diệp Thần. Yên lặng mặc xong quần áo, đứng dậy. Diệp Thần cũng là yên lặng, đứng lên thân. Có hứng thú đầu dựa vào ta sao? Ma nữ đột nhiên hỏi. Cái gì? Diệp Thần không rõ cho nên. Ma nữ quay đầu lại, đã mới vừa khóc, trong mắt còn có chút đỏ bừng, nhưng trong con ngươi lạnh lùng cùng uy nghiêm, nhưng là đặc biệt khiếp người, nói ta hỏi ngươi, có hứng thú đầu dựa vào ta sao? Diệp Thần sửng sốt một tí. Nói, ngươi không phải muốn giết võ tổ sao? Ma nữ nói, võ tổ là một cái kẻ bạc tình, ta đối hắn như vậy trung tình, là hắn bỏ qua hết thảy, hắn nhưng thủy chung không chịu tiếp nhận ta, chẳng lẽ không đáng chết sao? Diệp Thần cười khổ một tí, nói, có thể ngươi mới vừa rồi. Ma nữ gò má một đỏ, nói chuyện mới vừa rồi, không cho phép nói sau, nếu không ta lập tức giết ngươi. Diệp Thần nói, được, ta không nói là được. Ma nữ gật đầu một cái, nói, ngươi là một nhân tài, ta không nhẫn tâm giết ngươi, ngươi đầu dựa vào ta đi, sau này là ta cống hiến. Ngươi vẫn là võ tổ truyền nhân, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta nhất định có thể đặc biệt ung dung, giết chết võ tổ. Nghe đến chỗ này, Diệp Thần trong lòng run lên. Hắn biết ma nữ mời chào mình, là muốn để cho mình làm phản đồ, phản bội võ tổ, âm thầm ám sát. Nếu như hắn phản bội nói. Võ tổ tuyệt đối không tưởng được, ám sát tự nhiên cũng là ung dung. Ma nữ bởi vì yêu sinh hận, bây giờ là hận không được đem võ tổ giết chết. Xin lỗi, tẩy nhan tiên tử, ta không thể phản bội võ tổ. Diệp Thần như đinh chém sắt cự tuyệt, võ tổ đối hắn ân gặp long trọng, hắn làm sao có thể phản bội. Ma nữ ha ha cười một tiếng, nói, không cần gấp như vậy trước cự tuyệt, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi từ từ cân nhắc. Diệp Thần nói, không cần cân nhắc, ta tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi. Ma nữ ngắm nhìn Diệp Thần, nói, nếu như ngươi chịu đáp ứng, ta sẽ không bạc đãi ngươi, thậm chí, ta có thể cho phép ngươi, hưởng dụng ta thân thể, thật không suy nghĩ một chút không? Nàng lời nói này, mang tiêu hồn thực cốt mùi vị, câu người hết sức.
Diệp Thần tâm thần rung động, lại hồi tưởng lại mới vừa, đụng chạm ma nữ thân thể thời điểm vậy cổ mềm mại ấm ngán cảm giác, tim lại là không ngừng được tăng tốc độ nhảy lên. Ma nữ này, mị hoặc hơi thở thật lợi hại, hơi không chú ý, sẽ bị nàng mê loạn đạo tâm. Diệp Thần mắt nhìn mũi, cái mũi xem tim, để cho tâm thần mình tỉnh táo lại, chế trụ tà niệm. Ma nữ nhìn Diệp Thần cái này bộ dáng như lâm đại địch, cười khanh khách một tí, nói tốt lắm, ba ngày sau, ta hỏi lại ngươi câu trả lời, nếu như ngươi còn sống. Nói xong, ma nữ xoay người rời đi, bóng người dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Mảnh thiên địa này, cũng là ùng ùng vang dội, ngay tức thì hỏng mất. Diệp Thần tầm mắt, một hồi vặn vẹo biến ảo. Đến được biến ảo dừng lại, hắn nhưng phát hiện, mình còn ở trong thiên lao mặt, ngón tay đang bị vậy đồng xanh thi trùng pho tượng cắn. Rắc rắc. Như vậy mà lúc này, vậy đồng xanh thi trùng pho tượng, nhưng là ngay tức thì vỡ nát hết, hóa thành từng cục sắt thép, rớt xuống đất, có một món hắc khí, từ trong đó bay ra, lại tiêu tán trên không trung. Luân hồi chi chủ, người không có sao chứ? Hư Cửu đứng ở Diệp Thần bên người, có chút kinh hoàng kêu lên. Diệp Thần thu hồi ngón tay, hồi tưởng lại mới vừa phát sinh hết thảy, thật là như mộng như ảo, cũng không biết là thật thực vẫn là giả tạo. Ta không có sao. Diệp Thần nhìn phía trước, theo đồng xanh thi trùng pho tượng bể tan tành, vách tường kia cũng là nứt ra, lộ ra một cái hắc ám hỗn độn vặn vẹo không gian. Cái này phiến vặn vẹo không gian, diện tích khá là rộng lớn, bên trong chất đống rất nhiều vặn vẹo quái dị tế phẩm, thi hài, vật liệu vân. Vân, lộ vẻ lại chính là Hư Cửu nói cấm địa. Mà ở nơi này phiến cấm địa bên trong, đang nhốt trước một người thanh niên người. Thanh niên người bị đóng vào một cái tràn đầy cổ xưa chữ viết trên cái giá mặt, tay tay chân chân cũng đang chảy máu, hình dáng khá là thê thảm. Diệp Thần một mắt tới giữa, thiên cơ hơi thở phù hợp, cũng biết cái này người thanh niên người, chính là từ tổ thần giáo bên trong chạy ra khỏi phản đồ, Vương Động. Vương Động nhìn Diệp Thần, Hư Cửu các người, ánh mắt có chút ngẩn người. Ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Diệp Thần ngự khí hóa kiếm, đem Vương Động từ trên thập tự giá giải cứu được, cũng dùng bát quái thiên đan thuật, tạm thời ổn định hắn thương thế. Ngươi phải, luân hồi chi chủ sao? Vương Động ngơ ngác nhìn Diệp Thần, cảm nhận được liền một cổ trầm ổn, to lớn, lại lộ ra một chút khí tức thần thánh, đó là luân hồi có 102 chập chờn. Diệp Thần nói, là ta. Hư Cửu có chút hoảng loạn nói, luân hồi chi chủ, thật giống như có người tới, chúng ta rời đi trước nói sau. Diệp Thần lóng tai vừa nghe, quả nhiên nghe được phòng giam bên ngoài, truyền tới từng cơn tiếng bước chân dồn dập. Tuy nói thánh quang tiên đế bí thuật, xông lên hôn mê thiên lao thủ hộ giả, nhưng Diệp Thần phá hoại đồng xanh thi trùng pho tượng, giải cứu cấm trong đất Vương Động, hiển nhiên là dẫn phát bên ngoài cường giả chú ý. Chúng ta đi. Diệp Thần cảm giác sâu sắc nguy hiểm, một khi Diêm Ma chết giới nồng cốt cường giả hạ xuống, vậy thì khó giải quyết. Lập tức, Diệp Thần bàn tay đánh, đem thiên lao một mặt vách tường, trực tiếp phá hủy. Thiên lao bốn bức tường, đều có tầng tầng cấm chế bảo vệ, nhưng Diệp Thần lực lượng cường hãn, những cấm chế này, tự nhiên không ngăn được hắn. Vách tường đánh vỡ sau đó, Diệp Thần lập tức mang Vương Động, Hư Cửu, còn có rất nhiều các tù phạm, sải bước xông ra ngoài. Mà lúc này, một cái tay cầm pháp trượng lão thầy tế, mang mấy chục hắc ám tín đồ, từ phía sau đuổi theo tới. Không tốt, nhai đạo xích đuổi tới. Cái này nhai đạo xích, là Diêm Ma chết giới đại tế ti, hơn nữa còn là đã từng tử thần giáo đoàn thứ 11 tiệc hộ pháp, biệt hiệu tượng gỗ, thực lực vô cùng cường đại. Hư Cửu thấy vậy lão thầy tế bóng người, toát ra vẻ sợ hãi. Vậy lão thầy tế ánh mắt tức giận, liếc mắt liền thấy được Diệp Thần. To gan, luân hồi chi chủ, lại dám ở ta Diêm Ma chết giới địa bàn làm loạn. Hắc ám bụi gai, cho ta ngăn lại. Lão thầy tế nhai đạo xích, pháp trượng vung lên, Diệp Thần trước mặt, nhất thời xuất hiện một chùm chùm bụi gai. Mỗi một chùm bụi gai, cũng phơi bày hắc ám vẻ, đặc biệt quỷ dị. Có mấy cái chạy trốn ở giữa tù phạm, không cẩn thận đạp lên, lập tức phát ra kêu thảm thiết, bị mất mạng tại chỗ, táng thân ở bụi gai bên trong. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi được ánh mắt co rúm một cái. Hắn nơi giải cứu ra tù phạm, đều là bị Diêm Ma chết giới điểm chính chiếu cố võ giả, thực lực cường đại. Nhưng dù vậy, đối mặt vậy lão thầy tế hắc ám bụi gai thuật pháp, những võ giả này, cũng là hoàn toàn không thể ngăn cản,
đụng một tí bụi gai sẽ chết, có thể gặp vậy lão thầy tế đáng sợ, hắc ám đạo pháp đã đến nghịch thiên bước. Thần hy thiên kiếm, phá cho ta. Diệp thần quát lên một tiếng lớn, sử dụng thần hy thiên kiếm, quang minh hơi thở nổ, đem những cái kia hắc ám bụi gai, toàn bộ phá hủy. Vậy lão thầy tế nhai đạo xích, thần sắc biến đổi, nói, đáng chết, lại là quang minh tàn dư, làm thịt hắn. Hắn tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắc ám các tín đồ, chính là như nước thủy triều liều chết xung phong ra, người người ánh mắt tàn bạo, như ác ma vậy hướng Diệp thần đạp chết đi. Diệp thần đã đi ra thiên lao, mang vương động, hư cửu, còn có một đám tù phạm võ giả, đi ra phía ngoài. Nơi này vẫn là hắc ám thánh điện địa bàn, bốn phương tám hướng, đều có chi chít hắc ám tín đồ, hắc ám canh phòng, như dã thú vậy lao ra, trên trời dưới đất tất cả đều là kẻ địch, đặc biệt khủng bố. Tự do rực, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp thần cả người gió bão nổ, triển khai một đôi to lớn sáng chói vũ rực, chính là tự do rực. Tự do rực mở một cái, thoáng chốc tới giữa, Diệp thần giống như hóa thân phong thần, quanh thân côn bằng, chim, mưa gió vân. Vân huy hoàng khí tượng, không ngừng lững lờ, lớn tiêu dao, lớn tự tại hơi thở, gào thét chấn động, làm người ta rung động. Diệp thần đã lĩnh ngộ thần tích tụng đời điển chương 2, tiêu diêu du, ở lĩnh ngộ tiêu diêu du sau đó, hắn tự do rực khí tượng, càng huy hoàng vô địch, một bầy ra, lập tức đem toàn trường hắc ám khí tức, toàn bộ áp chế xuống. Những cái kia nhào tới hắc ám tín đồ, các loại cường giả, ở tự do rực gió bão dưới sự xung kích, rối rít kinh hô bị thổi bay ra ngoài. Tự do rực, thằng nhóc này, lại nắm giữ này cùng nghịch thiên thần thông. Lão thầy tế nhai đạo xích, nhìn Diệp thần vậy tự do huy hoàng bóng người, gương mặt cũng không khỏi hơi vặn vẹo. Đi! Diệp thần hô quát một tiếng, lập tức vỗ cánh phóng lên cao, mang vương động, hư cửu, còn có một đám tù phạm võ giả, nhanh chóng đi thiên chạy ra ngoài. Muốn ở lão phu mí mắt phía dưới chạy trốn. Tượng gỗ bí pháp, con rối tập trận. Lão thầy tế hừ một tiếng, mắt xem Diệp thần phải chạy, lập tức phục hồi tinh thần lại, trong tay pháp trượng hóa thành hắc quang, chui vào bên trong cơ thể, cả người linh khí bạo tăng. Chỉ gặp hắn 10 ngón tay vung ra, mỗi một ngón tay, cũng bắn ra từng cái sợi tơ vậy thật nhỏ linh khí đường cong. Xuy xuy xuy. Vậy từng cái linh khí dây nhỏ, xuyên qua đến chung quanh hắc ám tín đồ trong thân thể. Những cái kia hắc ám tín đồ, vốn là bị tự do rực gió bão thổi tan, nhưng hiện tại, ở lão thầy tế dưới thao túng, thân thể bay lên, tay chân phơi bày ra một loại như tượng gỗ cứng ngắc động tác, rút ra đao khua kiếm hướng Diệp thần chém tới. Diệp thần huy động tự do rực, phiến dậy gió lớn, thế nhưng chút hắc ám tín đồ, lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, như cũ ác liệt vô cùng đánh giết tới đây. Thậm chí, Diệp thần gió bão cuộn sạch dưới, đem bọn họ thân thể, da thịt cũng nạo sạch, chỉ còn lại một bộ xương. Bọn họ đã chết, nhưng chỉ còn lại khung xương khô lâu thân thể, như cũ chấp trưởng đao kiếm, hung hãn vô cùng chém chết tới đây. Diệp thần trong lòng run lên, liền thấy mỗi một cái hắc ám tín đồ, sau lưng cũng nối liền một cái màu trắng linh khí dây nhỏ. Dây nhỏ một đầu khác, chính là vậy lão thầy tế nhai đạo xích ngón tay. Cái này lão thầy tế, âm chắc chắc cười, lại có thể đang thi triển một loại đặc thù bí pháp, xem điều khiển tượng gỗ con rối vậy, điều khiển từng cái hắc ám tín đồ, không sợ chết công kích Diệp thần. Đây là cái gì thuật pháp? Diệp thần ngạc nhiên không thôi. Hư cửu kêu lên, không tốt, là tượng gỗ tập trận thuật, gay gâu, ta cũng bị khống chế. Chỉ gặp hư cửu thân thể, cũng bị một cái màu trắng linh khí dây nhỏ xuyên qua. Ở nơi này cái dây nhỏ dưới thao túng, hắn thân thể hoàn toàn không nghe mình chỉ huy, vung động quả đấm, hướng Diệp thần công kích đi qua. Còn có một bên vương động, vậy gặp phải khống chế, một trưởng hướng Diệp thần vỗ tới. Mới vừa bị Diệp thần giải cứu ra tù phạm, toàn bộ mất khống chế, tựa như nổi điên công hướng Diệp thần. Diệp thần vậy cảm thấy có một cái dây nhỏ, muốn xuyên qua mình thân thể, nhưng không cách nào đột phá luân hồi huyết mạch bảo vệ, bị bắn chạy đi. Đây chính là tượng gỗ tập trận bí thuật sao? Diệp thần sắc mặt thay đổi, tự do rực rung lên, né tránh hư cửu, vương động đám người công kích, ánh mắt quan sát phía dưới lão thầy tế. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp thần đã biết được hết thảy. Cái này kêu nhai đạo xích lão thầy tế, lại là đã từng tử thần giáo đoàn cao tầng hộ pháp, xếp hạng thứ 11 tiệc, biệt hiệu tượng gỗ. Sau đó, nhai đạo xích thấy được ma nữ uy nghiêm, sinh lòng hướng mộ.
liền chủ động buông tha hộ pháp chỗ ngồi, đầu dựa vào đến ma nữ dưới quyền, đảm nhiệm đại tế ti. Hắn đã từng chấp trường tượng gỗ quyền bính, thuật pháp cũng là tương đương quỷ dị. Vương Động, Hư Cửu, một đám thủ phạm, còn có một cái hắc ám tín đồ, tất cả bộ xương trắng, ùn ùn kéo đến, như nước thủy triều như nước, lại hình như là đầy trời châu chấu bay, toàn bộ thành nhai đạo xích thủ hạ tượng gỗ, tàn bạo đánh giết Diệp Thần. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, ánh mắt sắc bén, hai tay đều xuất hiện, phân biệt bắt Vương Động và Hư Cửu bả vai, cho ta đoạn. Mạnh mẽ phong đạo linh khí, từ Diệp Thần trong tay tuôn ra, hóa thành đao gió, đem phía sau hai người tượng gỗ dây nhỏ, trực tiếp chém hết. Vương Động và Hư Cửu, thân thể khôi phục tự do. Nhưng sắc mặt của hai người, nhưng là trắng bệch. Bởi vì, địch nhân ở chung quanh, thực ra quá nhiều, châu chấu bay vậy nhào tới, mắt xem thì phải đem bọn họ chìm ngập. Minh Ngọc tâm kinh, xanh đậm đất nước. Nguy cấp bên trong. Diệp Thần cả người nổ lên ngọc thạch vậy ánh sáng, tách thả ra ra. Minh Ngọc tâm kinh vận chuyển, một cái lưu ly vậy tinh khiết đất nước, ở Diệp Thần dưới chân mở ra. Đất nước này, một phiến xanh đậm thuần túy, không nhiễm chút nào bụi bặm. Chung quanh bay nhào tới kẻ địch, đụng vào xanh đậm đất nước tinh bích cột lên, đều bị văng ra. Nhưng xanh đậm đất nước tinh bích, cũng là xuất hiện tí ti vết rách. Số lượng địch nhân quá nhiều, chi chít. Liền Diệp Thần đều có điểm không phòng được. Làm sao ta thân thể, không nghe sai khiến. Đáng chết, ta làm sao sẽ công kích luân hồi chi chủ. Hắn nhưng mà chúng ta ân nhân à. Nhai đạo xích cái này lão tạp mao, hắn khống chế chúng ta. Rất nhiều tù phạm các võ giả, kinh hoàng tức giận. Bọn họ không hề muốn công kích Diệp Thần, nhưng thân thể hoàn toàn không chịu điều khiển. Đây hết thảy đầu sỏ, dĩ nhiên chính là trên mặt đất đứng nhai đạo xích. Nhai đạo xích khóe miệng mang cười nhạt, ngón tay nhúc nhích, linh khí dây nhỏ lay động, tiếp tục điều khiển những tù phạm kia võ giả, hướng Diệp Thần đánh giết đi. Không, ta dẫu có chết cũng không bị người cái này lão tạp mao điều khiển. Một tên tù phạm võ giả, trong mắt đột nhiên lướt qua một chút đoạn tuyệt vẻ, sau đó lại là tại chỗ tự bảo. Oanh! Vậy võ giả thân thể, ngay tức thì nổ tung lên, như một đoàn pháo bông, tung lên cuồng bạo đợt khí. Đem chung quanh rất nhiều hắc ám tín đồ, đều là nổ được nghiền, tình cảnh khá là bi hùng. Đau buồn tâm trạng, cũng là nhanh chóng ở trong sân lan tràn. Tại chỗ các tù phạm, cũng là tàn bạo đoạn tuyệt, rối rít tự bạo. Bọn họ tình nguyện là chết, cũng không muốn bị nhai đạo xích điều khiển, càng không muốn tổn thương Diệp Thần. Nhai đạo xích nhìn đầy trời tự bạo khí tượng, nhất thời ngây ngẩn. Hắn có thể điều khiển những tù phạm kia thân thể. Nhưng không khống chế được bọn họ tim. Một đám đồ đáng chết, lại tự bảo. Nhai đạo xích tức giận không dứt, liền gặp rất nhiều tù phạm tự bảo dưới, đem chung quanh hắc ám tín đồ trận thế, cũng xông lên được hỏng mất, thậm chí có không thiếu hắc ám cường giả, bị sống sờ sờ nổ bay nổ chết. Nhai đạo xích tượng gỗ tập trận pháp, vậy được to lớn đánh vào, khó mà lại duy trì tiếp, một cái cổ thân thể cùng tàn toái tay chân, hòa lẫn mưa máu, từ không trung đánh mất. Hình ảnh đặc biệt nguy nga. Diệp Thần, Hư Cửu, Vương Động thấy một màn này, vành mắt hết sức nứt ra, đều là bi phẫn không dứt. Lão già kia, sớm muộn có một ngày, ta phải đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Diệp Thần gương mặt vặn vẹo, nhìn chằm chằm trên mặt đất nhai đạo xích, tức giận tới cực điểm, quả đấm nặn được rắc rắc sát vang dội. Bất quá, Diệp Thần cũng không có mất lý trí. Nơi này là Diêm Ma tử giới địa bàn. Ở chỗ này cùng nhai đạo xích quyết chiến, rõ ràng bất lợi. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức mang Vương Động cùng Hư Cửu hai người, chấn động tự do rực, bay khỏi đi. Tuy là rời đi, nhưng hôm nay cửu hận khuất nhục, Diệp Thần sẽ không quên. Truy đuổi, đừng để cho thằng nhóc này chạy. Nhai đạo xích tức giận, vẫy tay quát ngắn hạ lệnh, sau lưng hắc ám thánh điện bên trong, bay ra từng đạo cường đại bóng người, hướng Diệp Thần đuổi giết đi. Nhưng Diệp Thần thúc dục tự do rực, phá toái hư không, tốc độ cực nhanh, hơn nữa không dính nhuộm thiên cơ. Cơ hồ là ngay lập tức, Diệp Thần liền xa xa thoát đi ra Diêm Ma tử giới lãnh địa, cũng qua lại hư không, bay đến trăm ngàn dặm bên ngoài một tòa bầu trời trên đảo biệt lập, đem Vương Động và Hư Cửu hai người để xuống. Hẳn không chuyện. Diệp Thần thanh âm còn mang một chút nặng nề nói. Vương Động và Hư Cửu hai người, biết mình an toàn, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nghĩ lại tới mới vừa tàn khốc giết hại chiến đấu,
hai người vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Hư Cửu than thở một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, đa tạ cứu giúp. Diệp Thần nói, không cần cảm ơn. Hư Cửu thở dài nói, là ta quá không biết trời cao đất rộng, ta lại muốn cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia, thật là không biết tự lượng sức mình, lần này có thể thoát khốn, cũng coi là ta vận khí. Thiên Quân Phong Thần Bia, này cùng chí bảo, thế lực khắp nơi cũng đang ngó chừng. Diêm Ma Tử giới người, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Xem ngày hôm nay Diêm Ma Tử giới thanh thế, đặc biệt là vậy lão thầy tế nhai đạo xích, tượng gỗ bí thuật lại là quỷ dị khó lường, Hư Cửu đã là sinh lòng sợ hãi. Hắn một thân một mình, tự nhiên không thể nào cùng Diêm Ma Tử giới đối kháng. Muốn cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia, đơn giản là nói vớ vẩn. Bây giờ có thể yên ổn chạy trốn ra ngoài, vậy coi là hắn vận khí tốt, đụng phải Diệp Thần. Hư Cửu huynh, người phải đi sao? Diệp Thần nói. Hư Cửu không biết làm sao gật gật đầu nói, ừ, loại đáng sợ này tranh đấu, không phải ta có thể dính vào. Dừng một chút, Hư Cửu bàn tay lộn một cái, sử dụng một cái chai nhỏ tử, nói, luân hồi chi chủ, ở trước khi đi, ta muốn đưa ngươi một món quà, coi là báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Diệp Thần nhìn bình nhỏ kia tử, nói, đây là cái gì? Hư Cửu đem bình nhỏ kia tử, giao cho Diệp Thần trong tay, nói, đây là quang thần thiên tôn một giọt máu thần, ta ngàn năm trước cơ duyên xảo hợp, ở một tòa động phủ di tích bên trong đạt được, nhưng tiếc là, cái này giọt máu thần, đã bị ô nhiễm. Luân hồi chi chủ, người thần thông quảng đại, có lẽ có thể lọc sạch ô nhiễm, hấp thu cái này giọt máu thần. Diệp Thần đem chai nhỏ tử nhận lấy, mở ra vừa thấy, quả nhiên thấy bên trong, đựng một giọt máu, bên trong hàm chứa dư thừa quang minh hơi thở, năng lượng cực kỳ khủng bố. Chỉ là, ở nơi này giọt máu phía trên, nhưng hiện đầy đủ loại hắc ám dơ bẩn hơi thở. Hư Cửu nói không sai, cái này đích xác là quang thần thiên tôn máu thần, nhưng bị ô nhiễm. Diệp Thần thừa kế quang thần thiên tôn đạo thống, nhưng cũng không có thừa kế máu thần. Nếu như hắn có thể hấp thu cái này giọt thần máu, trong cơ thể quang minh lực lượng, tất có thể đột nhiên tăng mạnh. Đa tạ. Diệp Thần nhận lấy phần lễ vật này, cười nói cảm ơn. Quang thần huyết lên hắc ám dơ bẩn, đặc biệt nồng nặc, hắn tạm thời không biết làm sao xua tan, nhưng sau này luôn sẽ có xua tan phương pháp. Cùng dơ bẩn xua tan sau đó, Diệp Thần liền có thể hấp thu quang thần huyết năng lượng, đối hắn mà nói, tuyệt đối là một phần đại cơ duyên. Luân hồi chi chủ, ta cáo từ trước, chúc ngươi có thể thuận lợi tiến vào Hạo Thiên vực, tìm được Thiên Quân Phong Thần Bia. Hư Cửu hướng Diệp Thần chắp tay một cái, sau đó liền từ đường rời đi. Một bên Vương Động, khẽ cau mày, nhìn Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi muốn tiến vào Hạo Thiên vực. Diệp Thần nói, ưm, Vương Động huynh là Hạo Thiên vực người trong. Chẳng biết có được không hành cái thuận lợi, mang ta đi vào. Vương Động tự giễu vậy cười một tiếng, nói ta chẳng qua là một tên phản đồ, không tư cách trở về nữ Hạo Thiên vực, tùy tiện trở về, cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nói, Vương Động huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như có cần gì ta giúp địa phương, người cứ nói đừng ngại. Diệp Thần thiên cơ động minh, ở Vương Động trên mình, vậy không phát hiện có tội gì ác giết hại dấu vết. Hắn cũng không phải là người xấu. Ngược lại, Diệp Thần còn thấy trên người hắn, có rất nhiều hơn dây dưa không rõ, thống khổ vô hình vận mệnh văn lạc. Vận mạng hắn, nhất định là đặc biệt đau khổ. Hắn phản bội tổ thần giáo, thoát đi Hạo Thiên vực, vậy nhất định là có cái gì nỗi khổ bất đắc dĩ. Vương Động nghe Diệp Thần lời nói, lại là đau khổ cười một tiếng, nhưng gặp Diệp Thần ánh mắt chân thành, hắn nội tâm cũng là hơi có chút cảm động. Ở yên lặng sau một lúc lâu, Vương Động hít sâu một hơi, thở dài nói, luân hồi chi chủ. Diệp Thần nói, kêu ta Diệp Thần liền có thể. Vương Động gật đầu, ừ, Diệp huynh, thật ra thì, ta phản bội tổ thần giáo, chạy ra khỏi Hạo Thiên vực, nhưng thật ra là bởi vì, à, tổ thần giáo muốn cầm ta làm tế phẩm, hiến tế cho tổ thần vương. Diệp Thần nói, tế phẩm, hiến tế. Vương Động có chút buồn bã nói, đúng vậy. Ta xuất thân gia tộc lớn, ta Vương gia là Hạo Thiên vực bên trong đại tộc thứ nhất, có thể là giáo chủ đại nhân, còn có hướng thánh ven núi, Vũ Hóa núi hai vị thủ tọa, cũng cảm thấy ta Vương gia quật khởi, sẽ uy hiếp được thần giáo địa vị thống trị. Từ ngàn năm trước bắt đầu, bọn họ ngay tại nhằm vào ta Vương gia, nói ta Vương gia bị thiên mệnh chiếu cố,
may mắn lấy được cung phụng tổ thần vương cơ hội, liền cầm ta vương gia tộc nhân, từng cái sống sờ sờ hiến tế. Ta mấy cái anh chị, toàn bộ bị làm tế phẩm, sống sờ sờ đốt chết, bọn họ nói đây là vô thượng vinh hạnh, có thể thăng thiên đi gặp mặt vĩ đại tổ thần vương, ta vừa mới bắt đầu còn thật tin, nhưng sau đó dần dần phát hiện không đúng, bởi vì ngàn năm qua, ta vương gia cho tới bây giờ không nhận được qua tổ thần vương ban phúc. Diệp thần vô hình có chút ra đầu tê dại, nói, dùng người sống tế tự, ở các ngươi Hạo Thiên vực, rất thường gặp sao? Vương Động nói, rất thường gặp, cái này cũng đích xác là vô thượng vinh hạnh, bị hiến tế người có thể được thăng thiên yết kiến tổ thần vương cơ hội, người nhà của bọn họ vậy sẽ có được ban phúc. Diệp thần yên lặng, dùng người sống hiến tế, như vậy phong tục, ở hắn trong mắt, dĩ nhiên là dã man. Nhưng hắn cũng không có qua loa mở miệng bình nghị. Bởi vì đây là người khác truyền thống. Vương Động nói tiếp, nếu như ta vương gia, thật là thiên mệnh bổ nhiệm hiến tế người, ta bị đốt chết cũng không sao. Nhưng, đây rõ ràng là tổ thần giáo cao tầng âm mưu. Bọn họ sợ ta vương gia quật khởi, cho nên mượn cớ hiến tế, diệt trừ ta vương gia trẻ tuổi thiên kiêu, muốn gãy tuyệt ta vương gia tương lai. Nói tới chỗ này, Vương Động cắn răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn hận. Diệp thần có thể nhìn ra. Hắn đối tổ thần vương tín ngưỡng, vẫn là vô cùng kiên định. Nếu quả thật bị chọn chúng hiến tế, Vương Động sẽ không có chút nào chần chờ. Nhưng hiện ở nơi này hiến tế, rất có thể là tổ thần giáo cao tầng âm mưu, hắn nếu quả thật bị đốt chết, không khả năng có được thăng thiên gặp vua cơ hội, chỉ có tan thành mây khói kết quả. Cho nên ngươi trốn thoát. Diệp thần hỏi. Vương Động im lặng gật đầu, nói ta mấy cái anh chị, toàn bộ bị đốt chết. Chỉ còn lại ta và muội muội, tiếp theo phải bị hiến tế người, chính là ta. Ta không thể ngồi chờ chết, liền thừa dịp tổ thần hoa mở, trốn thoát, kết quả không cẩn thận bị Diêm Ma Tử giới bắt, Diệp huynh, nếu không phải ngươi cứu giúp, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói tới chỗ này, Vương Động hướng Diệp thần chắp tay, thật sâu cảm kích bái tạ. Diệp thần nói, không sao, một cái nhấc tay thôi. Dừng một chút, Vương Động huynh. Không biết ngươi có thể hay không mang ta vào Hạo Thiên vực. Ta có một số việc muốn xử lý. Vương Động nói, Diệp huynh, ngươi là muốn tìm Thiên Quân Phong Thần Bia chứ? Diệp thần sửng sốt một tí, nói, Vương Động lắc đầu cười nói, Diệp huynh, ta khuyên ngươi chết liền điều này tim, một mình ngươi người ngoài, tiến vào Hạo Thiên vực, chỉ có một con đường chết, căn bản không có thể tìm được Thiên Quân Phong Thần Bia. Vậy Thiên Quân Phong Thần Bia, giáo chủ đại nhân, còn có hướng thánh ven núi thủ tọa, vũ hóa núi thủ tọa, cũng đang ngó chừng, không thể nào để cho người ngoài cướp lấy. Ta không biết ngươi từ nơi nào được tới Thiên Quân Phong Thần Bia đầu mối, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi, không muốn mộng tưởng hảo huyền. Diệp thần nói, Vương Động huynh, ngươi dẫn ta đi vào là được, sống chết thành bại, tự có số trời, ta coi như bỏ mạng ở Hạo Thiên vực, cũng sẽ không trách ngươi. Vương Động nghe Diệp thần giọng kiên quyết, cũng là trầm mặc xuống. Suy nghĩ một hồi, trầm ngâm nói. Ngươi muốn tiến vào Hạo Thiên vực, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là chờ tổ thần hoa mở. Diệp thần nói, tổ thần hoa mở. Vương Động nói, đúng vậy, tổ thần hoa, là ta Hạo Thiên vực bên trong một loại đặc thù sản vật, hàng năm nở hoa hai lần, mỗi lần nở hoa thời điểm, Hạo Thiên vực sương mù dày đặc ảo trận, cũng sẽ ngắn ngủi đánh mở một lần, nhưng chỉ sẽ duy trì một nén hương thời gian. Lần trước hoa nở, ta mạo hiểm trốn thoát. Vương Động bấm ngón tay tính liền coi là thời gian, nếu như ta nhớ không lầm, lần sau hoa nở, chắc là 7 ngày sau. Diệp thần ánh mắt sáng lên, nói cách khác, ta 7 ngày sau, liền có thể đi vào Hạo Thiên vực. Vương Động trầm giọng nói, ngươi tùy tiện đi vào mà nói, chỉ có một con đường chết. Hạo Thiên vực không hoan nghênh người ngoài, bất kỳ người ngoài xông vào, cũng sẽ bị coi là muốn mưu đoạt Thiên Quân Phong Thần Bia tội nhân. Tất giết không tha. Ngươi chỉ cần một bước vào Hạo Thiên vực, kích động thiên cơ, lập tức liền sẽ bị người phát hiện, không chỗ nào chạy trốn. Tuy nói ngươi tu vi cường hãn, nhưng giáo chủ đại nhân, hướng thánh ven núi thủ tọa, vũ hóa núi thủ tọa, đều là thông thiên tuyệt địa cường giả, lại chiếm hết thiên thời địa lợi ưu thế, bọn họ muốn giết ngươi, ngươi tuyệt không phản kháng có thể. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nói, vậy làm sao bây giờ? Vương Động suy tư một hồi, móc ra một bản điển tịch, nói, ngươi thật muốn đi vào, trước hết tu tập tổ thần võ điển, chỉ có luyện thành tổ thần võ điển bên trong thần thông võ kỹ,
ngươi mới có thể che giấu ngươi người ngoài hơi thở, không bị người phát hiện. Dừng một chút, lại thở dài nói, cái này tổ thần võ điển, là tổ thần vương lưu truyền xuống đỉnh cấp bí tịch, cũng là hạo thiên vực tất cả võ đạo thần thông ngọn nguồn, ta vương gia chính là bởi vì chấp trưởng tổ thần võ điển, cho nên gặp phải tổ thần giáo cao tầng căm thù. Ta nửa năm trước trốn tránh thời điểm, lặng lẽ đem cái này tổ thần võ điển mang ra ngoài. Diệp thần âm thầm ngạc nhiên, đem vậy tổ thần võ điển nhận lấy, mở ra vừa thấy. Chỉ gặp quyển bí tịch này bên trong, thu ghi lại rất nhiều võ kỹ, thần thông, công pháp, mỗi một môn đều là bác đại tinh thâm tồn tại, khá là huyền diệu thâm ảo. Vương Động nói, Diệp huynh, ta nghe nói ngươi luân hồi thiên phú, có 102 vạn cổ, nhưng hôm nay khoảng cách tổ thần hoa mở, chỉ còn lại 7 ngày thời gian, 7 ngày bên trong, ngươi quả quyết không thể nào luyện thành tổ thần võ điển bên trong võ kỹ, chúng ta sợ rằng phải chờ tới nửa năm sau. Diệp thần cười một tiếng, nói, 7 ngày thời gian, vậy là đủ rồi. Cái này tổ thần võ điển, mặc dù thâm ảo, nhưng so với phong thần đạo pháp, quang mộ đạo pháp, vẫn có nhất định chênh lệch. Diệp thần liền phong thần đạo pháp, quang mộ đạo pháp, đều có thể ung dung lĩnh ngộ, chớ nói chi là cái này tổ thần võ điển. 7 ngày thời gian, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vương Động nhìn Diệp thần tự tin hình dáng, sững sờ một chút, nói, Diệp huynh, ngắn ngủi 7 ngày, ngươi thật có nắm chắc, có thể tu thành tổ thần võ điển. Ngươi là người ngoài, muốn che giấu hơi thở, ít nhất cũng phải luyện thành 3-4 môn tổ thần võ học, tuyệt không phải chuyện dễ. Diệp thần cười nói, yên tâm, thời gian đầy đủ. Vương Động suy nghĩ xuất thần, nói, được rồi, ta chờ ngươi, ta cũng muốn trở về xem. À, ta trốn tránh ra, muốn đến ta nhà cha mẹ người, em gái ta, đều bị liên lụy, có thể đều bị xử tử đi. Ta tội nghiệt sâu nặng. Nói xong lời cuối cùng, hắn thật sâu tự trách cùng hối hận, ngũ quan co rúm, đặc biệt thống khổ. Diệp thần vỗ vai hắn một cái, nói, đừng nghĩ quá nhiều, cùng 7 ngày sau ta cùng ngươi trở về xem. Vương Đậu ngừ một tiếng, liền ngồi xếp bằng điều tức, khôi phục nguyên khí. Hắn đoạn thời gian này, một mực gặp Diêm Ma tử giới hành hạ, hiện tại vậy cần nghỉ ngơi. Diệp thần thì ngồi vào bên kia, yên lặng lật xem tổ thần võ điển bên trong bí pháp. Thật ra thì lấy Diệp thần thiên phú năng lực, chỉ cần liếc mắt nhìn, là có thể toàn bộ thông hiểu đạo lý. Nhưng hắn sợ mình lĩnh ngộ quá nhanh, có thể sẽ đưa tới động trời khí tượng, đưa tới không cần thiết phiền toái. Cho nên, Diệp thần duy trì khắc chế, thả chậm tốc độ, từ từ lĩnh ngộ. Như vậy qua được 3 ngày, Diệp thần đã đem phần lớn tổ thần võ học, lĩnh ngộ thấu triệt. Một ngọn núi ven núi trước. Diệp thần huy trưởng đánh ra, võ đạo hơi thở nổ tung. Tổ thần trưởng. Hắn thật sâu một trưởng, in ở vách núi trên, nhất thời vách núi phía trên, liền xuất hiện một cái sâu đậm trưởng ấn, chung quanh hư không biến dạng, quy luật sụp đổ, xuất hiện từng cái một hắc động trắng động, hình ảnh khá là nguy nga. Vương Động ở bên cạnh nhìn, thật sâu khiếp sợ, nói, Diệp huynh, lúc này mới 3 ngày, ngươi liền lĩnh ngộ tổ thần võ điển bên trong tuyệt học. Diệp thần dửng dưng cười nói, may mắn thôi. Vương Động nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt cũng là hiện đầy nồng nặc rung động cùng bội phục, nói, luân hồi huyết mạch, quả nhiên là có 102 chư thiên, thiên phú vô địch. Ta nghe nói luân hồi huyết mạch, có 7 viên mệnh tinh, gọi là luân hồi thất tinh. Diệp huynh, muốn đến ngươi luân hồi thất tinh, đều đã toàn bộ thức tỉnh chứ? Diệp thần sửng sốt một chút, nói cái gì luân hồi thất tinh? Vương Động vậy ngây ngẩn, nói, ngươi chưa từng nghe qua sao? Diệp thần nói, không có. Vương Động kinh nghi bất định, nói, đó thật đúng là kỳ, chẳng lẽ mạng ngươi tinh, còn không thức tỉnh, thiên phú cũng đã như vậy khủng bố. Vậy thức tỉnh mệnh tinh, vậy còn có. Nói tới chỗ này, Vương Động không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Luân hồi thiên phú, tựa hồ so hắn tưởng tượng, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Diệp thần cao mày hỏi, cái này luân hồi thất tinh truyền thuyết, người từ nơi nào nghe đến? Vương Động nói, là ta lật xem tổ thần giáo cổ tịch, tình cờ thấy. Truyền thuyết luân hồi huyết mạch, có 7 viên mệnh tinh, mỗi một viên mệnh tinh thức tỉnh, cũng sẽ mang đến kinh thiên động địa to lớn lột xác. Diệp huynh, ta còn cho là ngươi mệnh tinh, đã toàn bộ thức tỉnh đâu, lúc đầu. Diệp thần bừng tỉnh, xem ra vậy tổ thần giáo, đích xác là nội tình thâm hậu. Năm tháng cổ xưa, lại có thể ghi lại luân hồi bí ẩn. Luân hồi thất tinh bí ẩn, liền Diệp thần cũng không biết,
vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra mình trong cơ thể luân hồi huyết mạch, còn có rất nhiều hơn bí mật, không có thăm dò rõ ràng. Đêm đến, Diệp Thần ở trong sơn động nghỉ ngơi, yên tĩnh chờ đợi. Hắn nhớ không lầm, hôm nay chính là và ma nữ ước định đến ngày tới. Ma nữ kêu hắn phản bội võ tổ, hắn là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Diệp Thần, không có bất kỳ triệu chứng nào, một đạo giọng nữ trong trẻo lạnh lùng, truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Đó chính là ma nữ thanh âm. Diệp Thần ra đầu một hồi phát nổ, ngắm nhìn bốn phía, không cảm ứng được ma nữ ý chí, cũng không có bất kỳ hắc ám khí tức nảy sinh, hắn chỉ là đơn thuần nghe được ma nữ thanh âm. Xem ra ma nữ thực lực, vẫn là quá mức mạnh mẽ, khó mà hạ xuống đến thế giới hiện thật, lúc bình thường, truyền một giọng nói, đã là cực hạn của nàng. Ma nữ tiền bối. Diệp Thần trầm giọng đáp lại, hắn cũng không có kêu tẩy nhan tiên tử, mà là trực tiếp gọi ma nữ. Ma nữ ha ha cười một tiếng, nói, ngươi còn sống, ta rất là mừng rỡ, ta lấy là ngươi sẽ bị tượng gỗ giết chết. Nàng trong miệng tượng gỗ, chính là hôm nay Diêm Ma Tử giới đại tế ti, nhai đạo xích. Vậy lão tạp mao, còn không bản lãnh giết chết ta, trừ phi ma nữ tiền bối ngươi tự mình hạ xuống. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ma nữ cười nói, tượng gỗ hắn đỉnh cấp thời điểm tu vi, đủ để che phủ tiên đế, chỉ là xâm nhập vào thế giới hiện thật, bị thực tế phép tắc ảnh hưởng, linh khí than xúc, tu vi rơi xuống, mới bị ngươi chạy trốn, nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần nói, tu vi rơi xuống, đó là các ngươi xâm lược thực tế trừng phạt. Ma nữ nói, tốt lắm, không nói cái này, ta chỉ hỏi ngươi, cân nhắc được như thế nào? Có chịu hay không giúp ta? Ngươi đi theo võ thiên nhai bên người, không có tiền đồ, ngược lại không như đầu dựa vào ta thôi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta cam kết qua, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta, ta có thể cho phép ngươi, hưởng dụng ta thân thể, quyết không nuốt lời. Trong hang núi, cũng không có ma nữ bóng người, cũng không có bất kỳ ý chí chập chờn, chỉ có nàng thanh âm. Nhưng chỉ là thanh âm này, liền thấm ra vô thượng mị hoặc hơi thở, làm người ta cơn sóng trong lòng phun trào. Không biết là ảo giác hay là cái gì, Diệp Thần thật giống như đánh hơi được ma nữ thể nhang, thân thể mềm tô tô, thật giống như bị một cái ôn nhu thân thể ôm chầm ở, đặc biệt thoải mái được để cho người muốn sa đọa. Ma nữ tiền bối. Diệp Thần khóe miệng quất một tí, khẽ cắn răng, âm thầm vận chuyển luân hồi thánh hồn trời, thoát khỏi vậy cổ mị hoặc trói buộc, để cho đầu mình não khôi phục bình tĩnh cùng thanh tịnh. Ta sẽ không thuộc phản bội võ tổ, hắn là ta sư tôn. Ngươi có thể giết ta, nhưng ta tuyệt sẽ không có phản đối. Diệp Thần giọng, như đinh chém sắt, vẫn là không chút do dự, cự tuyệt ma nữ mời chào. Ma nữ thanh âm, nhất thời trầm mặc xuống. Hang núi bầu không khí, trở nên có chút đọng lại cùng âm trầm. Yên lặng hồi lâu, ma nữ trầm giọng nói, ngươi thật không chịu theo ta. Diệp Thần lắc đầu, không nói gì thêm. Ma nữ giận dữ cười to, nói, rất tốt, rất tốt. Ngươi rất có cốt khí, nhưng không người có thể cự tuyệt ta. Ngươi dám cự tuyệt ta, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Ta sẽ cắt lấy đầu lâu ngươi, lấy thêm đến võ thiên nhai trước mặt, để cho hắn thăm hắn cái này học trò ngoan, là làm sao bị ta ngược giết. Lời nói này nói xong, ma nữ thanh âm, chính là hoàn toàn đã đi xa. Trong hang núi, vẫn lưu lại nghiêm ngặt sát khí. Diệp Thần nội tâm nặng nề, hắn biết, ma nữ tánh tình tàn bạo. Tuyệt không phải là đùa. Hắn cự tuyệt ma nữ mời, ma nữ sau này tuyệt đối sẽ hung hăng trả thù hắn. Tương lai đường, chỉ sợ là tương đương hung hiểm. Nhưng, Diệp Thần không sợ, vậy không hối hận. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không phản bội võ tổ. Một đêm trôi qua, đến được sáng sớm ngày thứ hai, Vương Động hốt hoảng chạy đến trong hang núi, hướng Diệp Thần nói. Diệp huynh, bên ngoài. Bên ngoài tựa hồ có bóng tối hơi thở hạ xuống. Ừ. Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn ở địa phương đó, đặc biệt hẻo lánh, hơn nữa hắn còn tận lực che giấu thiên cơ, hẳn không biết bị Diêm Ma Tử giới người phát hiện mới đúng. Nhưng Diệp Thần đi ra sơn động vừa thấy, liền thấy phương xa chân trời, một món hắc khí lặng lẽ tràn ngập tới. Vậy một món hắc khí, rất nhanh cuốn lên mưa gió, xuất hiện ở Diệp Thần trên đỉnh đầu không, cũng bắt đầu điên cuồng lớn mạnh. Ngay chớp mắt liền phân bố thương khung, âm lệ kinh khủng hơi thở, cũng là sau đó lan tràn ra, tối om om sương mù, trong phút chốc bao phủ thiên địa.
hắc vụ sôi trào tới giữa, một chi vạn người đại quân, đều là người mặc hắc ám trọng giáp, từ chân trời chậm rãi hạ xuống xuống. Một người cầm đầu, ăn mặc thầy tế trường bào, tay cầm pháp trượng, chính là tượng gỗ nhai đạo xích. Đáng chết, là ma nữ. Diệp thần cắn răng, nhai đạo xích không thể nào tìm được hắn, duy nhất giải thích, chính là ma nữ đưa tin, muốn mượn nhai đạo xích tay, chu diệt luân hồi. Chỉ nghe nhai đạo xích vui vẻ cười to, trên mình hắc ám khí tức nổ tung, sau lưng vạn người đại quân, lại là thanh thế thật lớn, đều là diêm ma tử giới bên trong cường giả, sát phạt dọn ra, làm người ta nghẹt thở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Luân hồi chi chủ, người dám vi phạm ma nữ mệnh lệnh, thật là tự tìm cái chết. Ngày hôm nay ta liền phụng ma nữ đại nhân ý chí, đem bầm thây ngươi vạn đoạn, ha ha ha. Nhai đạo xích liều lĩnh cười to, hoàn toàn không kềm chế được nội tâm hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Có thể là ma nữ cống hiến, hắn cảm thấy vô thượng vinh quang. Giết hắn. Pháp trượng vung lên, nhai đạo xích quả quyết hét ra lệnh, sau lưng vạn người đại quân, kêu gào ngất trời, chợt liền như sắt thép hắc chiều vậy, cuồng như vậy liều chết xung phong ra, ùn ùn kéo đến hướng Diệp thần lướt đi. Chi này đại quân, tựa hồ lấy được ma nữ ban phúc, quanh thân hắc ám sương mù trào đáng. Đao kiếm phương diện binh khí mặt, đều có ma đạo phù văn đang lấp lánh, đặc biệt nguy nga. Diệp huynh, làm thế nào? Vương Động thần sắc tái mét, nơi nào gặp qua loại tràng diện này? Ở đó vạn người đại quân chèn ép xuống, hắn liền ý chí chiến đấu cũng thăng không dậy nổi, đứng bất động tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Yên tâm, đám này gà vườn chó đất, còn không đả thương được ta. Diệp thần ánh mắt sắc bén. Nếu như là ở diêm ma tử giới địa bàn, hắn có thể còn sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng ở chỗ này, hắn cũng không có chút nào sợ. Tự do rực, mở. Gió lốc lớn nổ. Diệp thần sau lưng, triển khai một đôi huy hoàng sáng chói vũ rực. Tự do rực, khỏa cuốn động trời gió bão, phóng lên cao. Oanh! Diệp thần không sợ hãi chút nào, trực tiếp liều chết xung phong nhập vạn người đại quân trận thế trung ương. Cuồng bạo gió lốc lớn vỗ thổi lất phất, chung quanh diêm ma tử giới quân đội các cường giả, nhất thời trận hình tán loạn, không ít người ngay tức thì gặp phải gió bão vặn cổ, hóa thành đầy trời mưa máu. Nhai đạo xích thấy một màn này, gương mặt khẽ biến, nhưng không chút kinh hoàng, quát lên nói, thằng nhóc này đạo pháp thông trời, không muốn cùng hắn cứng đối cứng, phân trận đối kháng. Nhai đạo xích tiếng nói rơi xuống sau đó, rất nhiều cường giả ầm ầm lên tiếng đáp lại. Sau đó phân chia thành mấy chục cái trận thế, mỗi cái trận thế hơn trăm người. Ngay sau đó, mấy cái trận thế cường giả, xông lên cùng Diệp thần giao chiến, nhưng chỉ giao phong một lần hợp, lập tức lui về phía sau, đổi lại người xông lên. Cái này nói rõ là muốn xa luân chiến, sống sờ sờ đem Diệp thần dây dưa chết. Diệp thần vui vẻ cười to, nói, một bầy kiến hôi, cũng xứng cùng ta đấu. Long đấu chi thương, giết cho ta. Vung tay lên. Diệp thần gọi ra chiêu võ linh vũ, nham thổ khí tức nổ, ở sau lưng hóa thành một cán nghịch thiên chiến thương. Thương ảnh bão táp, hàng tỷ cái chân long hư ảnh, ngay tức thì nổi lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, lẫn nhau vặn cổ, hình ảnh đặc biệt nguy nga. Oanh! Diệp thần vung súng rìa ra, như điên gió quét lá rụng, ngang nhiên giết hướng chung quanh quân sự. Rất nhiều diêm ma tử giới các cường giả, muốn ngăn cản, nhưng Diệp thần võ đạo uy thế. Chân thực quá quá mãnh liệt bá đạo. Vậy long đấu chi thương cuồng quét đi ra, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, tại chỗ diêm ma tử giới các cường giả, chỉ cần thoáng bị đụng phải một tí, lập tức thân thể nổ tung, sống sờ sờ bị đánh thành thịt nát, hóa thành mưa máu phiêu tán. Xa xa nhai đạo xích, thấy một màn này, nhất thời rung động. Thằng nhóc này, làm sao sẽ cường hãn đến tình cảnh này? Nhai đạo xích ra đầu tê dại. Hắn chi này vạn người đại quân, đã là diêm ma tử giới tinh nhuệ, hơn nữa tối hôm qua còn được qua ma nữ chúc phúc. Nhưng, đối mặt Diệp thần, vẫn là không chịu nổi một kích, hoàn toàn liền là một bầy kiến hôi. Diệp thần nham thần long thương đảo qua, dễ như bỡn, mạc khả ngăn cản ngự. Chi này vạn người đại quân, chết thảm trọng, ngay tức thì liền bị giết một nửa, chỉ còn lại 5.000 người, run lẩy bẩy, kinh hoàng lui về phía sau, giống như nhìn một tôn sát thần vậy. Ngước nhìn Diệp thần. Diệp thần cả người đẫm máu, sau lưng long thương huy hoàng, uy mãnh tráng liệt tới cực điểm, làm người ta rung động nghẹt thở. Trên mặt đất,
Vương Động ngơ ngác nhìn Diệp Thần bóng người, cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệp huynh võ đạo, thật là kinh thiên đường cùng, nếu như lại phát triển tiếp, chỉ sợ giáo chủ đại nhân, còn có hướng thánh ven núi thủ tọa, vũ hóa núi thủ tọa, cũng không thể chấn đè ép được hắn, trừ phi ba vị đại nhân liên thủ. Vương Động thật sâu kính nể, ở Diệp Thần khí thế mạnh mẽ bị nhiễm hạ, hắn thậm chí muốn quỳ xuống thần phục. Nhai đạo xích, ba ngày trước sỉ nhục, nên gọi ngươi trăm lần trả lại. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, nhìn chằm chằm xa xa Nhai đạo xích, đột nhiên từ do rực vỗ, thân hình bão táp tiến mạnh, ngay tức thì vọt tới Nhai đạo xích trước mặt. Dọc đường 5.000 người tàn quân, rất miễn cưỡng bị Diệp Thần giải khai một cái máu nói, ít nhất có mấy trăm người ở ngay tức thì nổ, hoàn toàn không chịu nổi Diệp Thần võ đạo uy áp, đụng một tí sẽ chết. Tổ thần quyền. Diệp Thần mãnh liệt một quyền, đánh phía Nhai đạo xích mặt. Nhai đạo xích thật sâu chấn động chỉ, hắn nắm giữ vô cùng tuyệt diệu tượng gỗ tập trận bí pháp, thần thông tuyệt diệu, nhưng bàn về gần người võ đạo nói, hắn nhưng hoàn toàn không phải Diệp Thần địch thủ. Diệp Thần bá đạo này một quyền, đủ để đem hắn đánh thành mưa máu mảnh vỡ. Không gian tập trận, ngự. Sống chết trước mắt, Nhai đạo xích nhất thanh trầm hát, tay phải năm ngón tay nhúc nhích, bắn ra từng cái linh khí dây nhỏ. Những linh khí này dây nhỏ, xuyên thấu nhập bên trong không gian, lại có thể đem vô hình không gian, rất miễn cưỡng điều khiển tới đây, hóa thành hữu hình tấm thuẫn, ngăn cản Diệp Thần quả đấm đánh. Phịch! Diệp Thần hung hăng một quyền, đánh vào không gian trên tấm thuẫn. Tấm thuẫn bể tan tành, nhưng Diệp Thần quyền thế, cũng bị làm tan rã sạch sẽ. Nhai đạo xích thừa dịp này cơ hội, lập tức đi về sau bay ngược, cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng chấn động chỉ, nói. Người thằng nhóc này, thật là vô địch, người chính là bách gia cảnh, làm sao sẽ tu luyện đến tình cảnh này. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, một tôn ấn tỳ, nổi lên, chính là trên trời lôi ấn. Tí tách sấm sét thanh âm, bung ra. Từng luồng tử điện lôi quang, hội tụ đến Diệp Thần sau lưng long thương phía trên. Oanh! Diệp Thần nắm chặt long thương, sấm sét nổ, cuồng quét ra, lần nữa hướng Nhai đạo xích công tới. Nhai đạo xích sắc mặt âm trầm, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên Diệp Thần khí thế hung mãnh, đã hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Nếu như hắn tu vi vẫn là thời kỳ tột cùng, nếu như là ở Diêm Ma tử giới địa bàn, hắn còn khả năng có phần thắng. Nhưng ở chỗ này, hắn phần thắng đặc biệt mong manh. Thôi, lão phu ngày hôm nay coi như liều mạng ngọc đá cùng vỡ, vậy không thể bỏ qua ngươi. Ma nữ đại nhân ủy thác, tuyệt không thể mất bại. Nhai đạo xích trong ánh mắt, thấm ra quyết tuyệt thần sắc, còn có nóng bỏng tín niệm. Đó là tuyệt đối tín ngưỡng. Hắn tín ngưỡng ma nữ, coi ma nữ như thần minh. Ma nữ giao phó, hắn tình nguyện là chết, cũng không dám không song thành. Oanh! Nhai đạo xích khí huyết, ở ngay tức thì bốc cháy, hắn lại là không đếm xỉa đến, hoàn toàn không muốn tánh mạng, điên cuồng thiêu đốt mình tinh thần cùng huyết mạch. Hắn sau lưng. Mơ hồ hiện ra một cái cổ quái vặn vẹo đồ đằng, đó là ma nữ đồ đằng. Hắn hiển nhiên cũng nhận được ma nữ chúc phúc, cái này cổ chúc phúc, vào giờ khắc này, hóa thành hắn lực lượng, hóa thành phải chết quyết tâm. Diệp Thần cảm nhận được Nhai đạo xích cuồng tiêu khí thế, cũng không khỏi được có chút ngưng trọng. Cái này lão tạp mao, còn thật phải liều mạng. Diệp Thần coi như là cảm nhận được liền Diêm Ma tử giới tín ngưỡng, đối ma nữ đó là tuyệt đối trung thành. Tình nguyện là chết, cũng sẽ không phụ lòng ma nữ ủy thác. Nhai đạo xích khí huyết không ngừng cháy dưới, mạnh mẽ năng lượng khí tức, thậm chí xuyên thấu thời không, lấy được ma nữ đáp lại. Rào, rào, rào. Từng cổ một hắc ám chúc phúc hơi thở, như vậy tinh chiều thác nước, không ngừng từ trên trời hạ xuống, cam lâm vậy bơm vào đến Nhai đạo xích trong cơ thể. Đó là ma nữ ban phúc. Ở ma nữ ban phúc hạ, Nhai đạo xích trên mình năng lượng khí tức. Lại là nổ. Vậy 5.000 người tàn quân, cũng là sâu sắc cảm xúc, rối rít dâng ra mình máu tươi tánh mạng, từng luồng huyết khí năng lượng, toàn bộ hội tụ đến Nhai đạo xích trên mình. Oanh! Ở ma nữ ban phúc, còn có mấy ngàn người máu tươi bồi bổ hạ, Nhai đạo xích cả người thần mang tách thả ra, lại là ngay tức thì khôi phục trẻ tuổi, từ một cái tóc bạc hoa dâm ông già, biến thành một cái to lớn tráng kiện thanh niên. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy không ổn. Hắn phải đối mặt, cũng không phải là Nhai đạo xích một người như thế đơn giản. Nhai đạo xích sau lưng,
có ma nữ ban phúc, mấy ngàn người máu tươi cung phụng, đơn giản là vô địch. Luân hồi chi chủ, ta linh nghe được ma nữ đại nhân thần dụ, nàng nói lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, có chịu hay không quy thuận. Nhai đạo xích khát gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thanh âm lãnh khốc hỏi. Ha ha, muốn ta quy thuận các ngươi, trừ phi trước hết giết ta. Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, nội tâm như cũ kiên định. Tự tìm cái chết. Nhai đạo xích tức giận, hai tay linh khí phun ra, ngàn vạn điều sợi tơ bộc phát ra. Chỉ gặp vậy ngàn vạn điều sợi tơ, trực tiếp xuyên thấu nhập bầu trời cùng mặt đất bên trong. Nhai đạo xích hai tay dùng sức kéo một cái, ung ung, nguyên phiến bầu trời, lại có thể xem màn sân khấu vậy, bị hắn kéo xuống, hướng Diệp Thần nghiêng ngã xuống. Diệp Thần con người co rúc lại, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bầu trời cũng không phải là cái gì thật thể, chỉ là một phiến hư không mà thôi, nhưng nhai đạo xích cái này một tí, lại có thể đem nguyên phiến bầu trời, cũng kéo xuống, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rắc rắc sát, động đất đáng, nguyên khối mặt đất, vậy gặp phải nhai đạo xích điều khiển, bị bàn tay hắn liền nói, sợi tơ nối liền, mặt đất liền bị xách lên. Thiên khuynh địa khởi, hướng Diệp Thần chen đè tới. Nhai đạo xích ngón này, lại là nắm trong tay thiên địa, đem thiên địa biến thành hắn tượng gỗ, tùy ý điều khiển, thần thông biến hóa, đã đến quỷ thần khó lường bước. Diệp Thần chỉ cảm thấy thiên nghiêng đè, phải đem hắn sống sờ sờ chen dẹt, áp lực to lớn. Cả tòa bầu trời hoang đảo, ca sát sát sụp đổ. Thiên địa đều ở đây đè ép Diệp Thần, chung quanh bốn không hóa thành hỗn độn thế giới. Diệp huynh, Vương Động trôi lơ lửng ở hỗn độn trong hư không. Thấy Diệp Thần phải bị thiên địa đè ép mà chết, không khỏi kinh hãi run sợ. Hắn muốn phải giúp một tay, nhưng loại trình độ này chiến đấu, hiển nhiên không phải hắn có thể nhúng tay. Ở trên trời nghiêng đè uy bách hạ, Diệp Thần cảm thấy mình và luân hồi mộ địa liên lạc, cũng bị cắt đứt, coi như muốn mượn dùng thánh quang tiên đế lực lượng, vậy là không thể. Sống chết trước mắt, Diệp Thần chỉ có thấy được một đường sinh cơ, đó chính là quang thần huyết, luyện hóa cho ta. Diệp Thần gầm thét một tiếng, trực tiếp sử dụng một cái chai nhỏ tử. Rắc rắc, ở chung quanh không gian áp lực thật lớn hạ, bình bể tan tành, từ bên trong chảy ra một giọt máu. Cái này giọt máu, tràn đầy quang minh hơi thở, nhưng bề ngoài lại bị một tầng hắc ám dơ bẩn che giấu, chính là hư cửu đưa cho Diệp Thần quang thần huyết, hàm chứa quang thần thiên tôn lực lượng. Cái này giọt quang thần huyết, bị hắc ám khí tức ô nhiễm, nếu như không dọn dẹp sạch sẽ. Liền trực tiếp uống mà nói, rất có thể phải gặp bóng tối cắn trả. Nhưng đương thời giây phút, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, bàn tay một chảo, trực tiếp đem giọt kia quang thần huyết, nắm trong tay, hòa tan nhập mình trong cơ thể. Ừ, cách đó không xa nhai đạo xích, thấy Diệp Thần sử dụng giọt kia máu, trong lòng vô hình dâng lên một chút sợ hãi. Vậy một giọt máu, tuy bề ngoài bị hắc ám bao phủ, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm thụ. Sau lưng vậy bàng bạc khoáng đạt quang minh lực lượng. Oanh! Diệp Thần hấp thu quang thần huyết, nhất thời cả người linh khí nổ, từng đạo thần quang minh trụ, từ trên trời hạ xuống, chiếu sáng Diệp Thần thân thể. Diệp Thần cả người trên dưới, toát ra tầng tầng chói mắt chói lọi, vô số thần thánh ánh sáng, hội tụ thành thiên đường, thánh đường, tiên linh, chim, chim bổ câu, ao nước vân. Vân khí tượng, nguy nga, còn quấn Diệp Thần thân thể, không ngừng chìm nổi trước. Giờ khắc này Diệp Thần, tựa như chính là quang minh hóa thân, thần thánh nắm giữ, vĩ đại quân vương. Đây chính là quang thần huyết lực lượng sao? Mạnh mẽ, thật là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm nhận được trong cơ thể nổ tăng vọt lực lượng, nội tâm cũng là cuồng nhiệt. Hắn có thể cảm giác được, quang thần huyết dung nhập vào trong cơ thể hắn sau đó, lại cùng nham thần máu lẫn nhau đồng tình. Máu thần đồng tình. Mang cho Diệp Thần nổ lực lượng, cả người xương cốt rắc rắc sát vang dội, bắp thịt vậy là một khối khối nhô lên, gân xanh nổi lên. Mới vừa hướng Diệp Thần đè ép tới đây thiên địa, ở hắn lực lượng mạnh mẽ dưới sự xung kích, ngay tức thì bị xông lên bay ra ngoài, ầm ầm bể tan tành. Thiên địa bể tan tành, dẫn phát ra khí tượng, làm quy luật băng diệt, thời không mài mòn, lăn lăn tiếng nổ truyền ra hàng tỷ bên trong, làm người ta rung động. Xoát! Diệp Thần trong tay, xuất hiện một thanh kiếm. Thần Hy Thiên Kiếm. Ở quang thần huyết lực lượng ra chỉ xuống, Thần Hy Thiên Kiếm tóe ra trước đó chưa từng có thần thánh chói lọi. Diệp Thần,
giống như là quang thần thiên tôn trên đời. Không, nhai đạo xích cảm nhận được Diệp Thần khí thế bằng bạc, hoàn toàn rung động, mặt đầy kinh hoàng. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể bùng nổ đến tình cảnh này. Thần thánh chói lọi, không ngừng từ Diệp Thần trên mình tách thả ra, làm được chung quanh hắc ám khí tức, đều là nhanh chóng tan rã tản mát. Thần hy tam phá. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, đột nhiên khua kiếm chém ra, phá giết hư không, trước chặt đứt nhai đạo xích sau lưng thời không, đem hắn cùng ma nữ liên lạc, hoàn toàn cắt mất. Ô, không khí rên rỉ. Mất đi ma nữ chúc phúc, nhai đạo xích thân thể, lập tức liền uể oải khô đét lại, lần nữa đổi được giải yếu. Vậy 5.000 người tàn quân, sợ hãi nhìn Diệp Thần, cả người không dám chút nào nhúc nhích, tựa như thấy được quang minh nắm giữ hạ xuống, muốn chân áp hết thảy hắc ám. Chết đi! Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, hoành kiếm chém chết hướng nhai đạo xích, thế như phá thiên. Nhai đạo xích kinh hoàng, chỉ cảm thấy Diệp Thần kiếm thế thật lớn, quang minh hơi thở nổ, hoàn toàn không phải mình có thể ngăn cản. Cho ta ngăn trở! Trong lúc nguy cấp, hắn hai tay kéo một cái, từng cái linh khí dây nhỏ, xuyên qua đến vậy 5.000 người tàn quân trong cơ thể. Vậy 5.000 cường giả, nhất thời thành hắn tượng gỗ, bị hắn kéo tới đây, xung làm tấm thuẫn, muốn ngăn cản Diệp Thần giết hại. Nhưng, không có chút nào tác dụng. Diệp Thần kiếm khí ngất trời, sau lưng tự do rực, cũng là toát ra thần thánh chói lọi, vũ rực chấn động, hắn thân thể như bạo gió nhanh như tia chớp bạo giết tới, trong tay thần hy thiên kiếm dễ như bớn, vậy 5.000 cái cường giả. Ở hắn kiếm khí chém chết hạ, như vậy con kiến hôi côn trùng vậy, hoàn toàn không đỡ được chút nào, ngay tức thì liền bị nghiền nát hết. Đầy trời mưa máu thịt vụn phiêu tán, rối rít lên cao, cực kỳ nguy nga. Diệp Thần thần hy thiên kiếm, từ mưa máu bên trong phá ra, giết tới nhai đạo xích trước mặt. Không, nhai đạo xích phát ra một tiếng kêu thảm, hạ một sát, hắn toàn bộ thân thể, liền bị Diệp Thần chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng văng tung tóe. Thân hồn toàn diệt, hoàn toàn chết đi. Diệp Thần giết hết toàn trường, không có một cái người sống lưu lại. Nhưng hắn trên mình, cũng không dính một chút huyết khí, từng tầng một quang minh hơi thở vần quanh, thần thánh huy hoàng được giống như vĩ đại nhất thiên thần. Vương Động ngơ ngác nhìn Diệp Thần bóng người, mặt đầy kinh ngạc rung động. Đây thật là bách gia cảnh lực lượng sao? Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, Vương Động cũng không dám tin tưởng, một cái bách gia cảnh. Cả ngày quân đều không phải là, lại có thể bộc phát ra như thế kinh khủng lực lượng, đơn giản là hủy thiên diệt địa, vô địch. Cái đó nhai đạo xích, chính là ngày xưa tử thần giáo đoàn hộ pháp, tuy nói quyền bính đã mất, nhưng vẫn còn sót lại trước kinh khủng lực lượng. Nhưng dù vậy, Diệp Thần vẫn là dễ như bỡn vậy, đem nhai đạo xích giết chết. Ho! Đột nhiên, Diệp Thần ho khan một tiếng. Uy mãnh bá đạo bóng người, giờ phút này lộ vẻ được có chút suy đồi. Cả người quang minh hơi thở cũng ảm đạm xuống. Từng tia quỷ dị hắc vụ, từ Diệp Thần trong cơ thể tư sinh ra. Ở nơi này cổ hắc vụ quấn quanh hạ, Diệp Thần ngũ quan bên trên, cũng là lộ ra thống khổ thần sắc. Diệp huynh, thế nào? Vương Động lấy làm kinh hãi, vội vàng bay đến Diệp Thần bên người, nhưng cảm thấy Diệp Thần hơi thở không ổn, linh khí bên trong hàm chứa rất nhiều đục ngầu bóng tối dấu vết. Không có sao, còn chưa chết. Diệp Thần cắn răng, hít sâu một hơi, vận chuyển luân hồi huyết mạch, đem trong cơ thể hắc ám khí tức áp chế xuống. Hư Cửu tặng cho hắn giọt kia quang thần huyết, còn không có lọc sạch, phía trên hàm chứa đặc biệt nồng nặc dơ bẩn hơi thở. Diệp Thần trực tiếp uống hấp thu, tuy thu được quang thần huyết năng lượng, thế nhưng chút hắc ám cùng dơ bẩn, vậy xâm nhập vào trong cơ thể hắn, hắn đan điền cũng hiện đầy nặng nề bóng mờ. Là giọt kia máu, còn không có lọc sạch sao? Vương Động vậy nhìn ra liền đầu mối, là Diệp Thần cảm thấy lo lắng. Xem Diệp Thần hắc ám đau khổ hình dáng, chỉ sợ giọt kia máu phía trên dơ bẩn hơi thở, so tưởng tượng còn muốn nồng nặc rất nhiều. Chờ ta tìm được Thiên Quân Phong Thần Bia, hẳn liền có thể hóa giải bóng tối. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, vận chuyển luân hồi huyết mạch lực lượng, còn có bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao vân. Vân, đem trong cơ thể hắc ám khí tức, toàn bộ áp chế xuống. Nén thành một cái đen nhánh điểm, ẩn núp ở trong đan điền mặt. Ở áp chế xong sau đó, Diệp Thần thư ra một ngụm chọc khí, cả người vậy khôi phục tinh thần. Từ ngoài mặt xem, Diệp Thần giống như là một người không có sao. Nhưng hắn biết mình vấn đề,
Vậy bị áp chế hắc ám khí thức, chính là một viên bom hẹn giờ, nếu như không nhanh chóng giải quyết, hắn tuyệt đối phải bị hắc ám cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần đã thấy nhất thích đáng biện pháp giải quyết. Đó chính là, cướp lấy thiên quân phong thần bia, dựa vào thiên quân phong thần bia lực lượng, lọc sạch hắc ám. Đã từng là quang thần thiên tôn, chính là thiên quân phong thần bia đúc người một trong. Vậy trên thiên quân phong thần bia mặt, hàm chứa hào hùng quang minh lực lượng, nếu như có thể có được nói, đủ để lọc sạch hết thảy dơ bẩn. Rắc rắc. Lúc này, Diêm Ma Tử Giới lãnh địa, một tòa hắc ám thánh điện bên trong. Mấy trưởng lão, đang quỳ xuống ma nữ pho tượng trước mặt, yên lặng khấn cầu. Bỗng nhiên, pho tượng trước treo một khối hồn bài, đột ngột vỡ vụn hết. Đó là tượng gỗ nhai đạo xích hồn bài. Hồn bài vỡ vụn, vậy thì đồng nghĩa với, nhai đạo xích đã chết. Nhai thầy tế thất bại. Luân hồi chi chủ vậy tiểu tử, lại có thể giết chết hắn. Cái này không thể nào, ta vẫn chờ ăn mừng đâu. Mấy trưởng lão trố mắt nhìn nhau, đều là kinh hoàng. Nhai đạo xích nhưng mà đã từng là cao tầng hộ pháp à, một tay tượng gỗ bí thuật, thậm chí có thể tập trận thiên địa, nắm trong tay hư không, vô cùng cường hãn. Nhưng lớn mạnh như vậy tồn tại, nhưng cũng bị Diệp Thần giết chết. Nhìn vậy tan vỡ hồn bài, tất cả trưởng lão đều là run lẩy bẩy, từng cơn lạnh lẽo. Bọn họ sợ hãi. Sợ hãi luân hồi uy nghiêm, sẽ hạ xuống đến bọn họ trên mình. Các vị trưởng lão, không cần kinh hoàng. Ta đã lắng nghe đến ma nữ đại nhân thần dụ, mấy ngày sau, tổ thần hoa mở, Diệp Thần vậy tiểu tử, nhất định phải nhân cơ hội lẻn vào Hạo Thiên vực bên trong. Ta tự mình ra tay, dẫn người đi Hạo Thiên vực một chuyến, nhất định phải đem vậy tiểu tử bằng thây vạn đoạn. Một cái trưởng lão lên tiếng. Cái này trưởng lão khí chất, cùng chung quanh trưởng lão. Khác hẳn không cùng. Chung quanh trưởng lão, chỉ có bóng tối hơi thở. Nhưng cái này trưởng lão, hắc ám khí tức lưu chuyển dưới, lại thấm ra một cổ khoáng đạt tiên khí, tiên ma một thể, hiện ra một cổ siêu nhiên khí phách, từng hạt tròn thiên châu, như tinh thần vậy, vờn quanh hắn thân thể xoay tròn. Hắn chính là Hồng Xuân Thu. Hồng trưởng lão, vậy thì nhờ ngươi. Chung quanh các trưởng lão, rối rít hướng Hồng Xuân Thu chắp tay bái phục, thái độ khiêm nhường hết sức. Hôm đó, Hồng Xuân Thu nội gián thân phận bại lộ, ở ma nữ dưới sự che chở, may mắn chạy khỏi. Hắn thân phận bại lộ, đã không cách nào ở bên ngoài đặt chân, liền dẫn Tẩy Nhan Tiên Tông các cường giả, ở ma nữ dưới sự chỉ dẫn, hạ xuống đến Diêm Ma Tử Giới. Hôm nay Hồng Xuân Thu, có thể nói là Diêm Ma Tử Giới thủ tịch trưởng lão, cũng là ma nữ nể trọng nhất nhân vật. Các trưởng lão khác cùng Tế Ti Môn, cũng đối hắn quỳ bái, chỉ có Nhai Đạo Xích không phục. Bất quá, hiện tại Nhai Đạo Xích cũng đã chết, liền không người có thể dung chuyển Hồng Xuân Thu địa vị. Hồng Xuân Thu khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, thật ra thì Nhai Đạo Xích chết, cũng ở đây hắn an bài bên trong. Giải quyết hết Nhai Đạo Xích, liền không người có thể uy hiếp được hắn. Hắn biết Diệp Thần khí vận mạnh mẽ, tuyệt không thể nào như thế tùy tiện liền bị giết chết. Nhai Đạo Xích bị giết ngược, cũng ở đây Hồng Xuân Thu dự liệu bên trong. Vậy lão tạp mau chết, hắn tượng gỗ quyền bính, ta được cầu ma nữ đại nhân, ban thưởng cho ta mới được. Do ta chấp trưởng tượng gỗ đạo thống, lại đi chu diệt luân hồi, vậy thì đơn giản hơn. Hồng Xuân Thu trong lòng cười lạnh, ngón tay liền liền bấm đốt ngón tay, đã thấy thiên cơ. Diệp Thần cưỡng ép luyện hóa quang thần huyết, không để ý hắc ám dơ bẩn, giờ phút này bị hắc ám triền thân, tùy thời có thể nổ, chính là hắn Hồng Xuân Thu ra tay trấn áp cơ hội. Diệp Thần và Vương Động, che giấu ở sương mù dày đặc bên trong, chờ đợi tổ thần hoa mở. Là ai muốn giết ta? Trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được ý định giết người, đặc biệt lạnh lùng, hơn nữa khoảng cách đặc biệt đến gần, ở nơi này phiến Hạo Thiên vực vùng lân cận. Là Hồng Xuân Thu, hắn tới Diêm Ma Tử Giới, thậm chí thành thủ tịch trưởng lão. Diệp Thần ra mặt co giúp một tí, lập tức bắt được thiên cơ, biết được hết thảy. Hắn lại không nghĩ rằng, Hồng Xuân Thu đã tới Diêm Ma Tử Giới. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. Diệp huynh, thế nào? Vương Động gặp Diệp Thần thần sắc khác thường, lật đật hỏi. Không có sao. Diệp Thần khoát khoát tay, cũng không có nói gì nhiều. Sau lưng hắn liên lụy kinh thiên sát phạt, tự nhiên không phải Vương Động có thể tham dự vào.
Mấy ngày sau đó, tổ thần hoa mở. Diệp Thần cùng Vương Động, đột phá sương mù dày đặc ảo trận, thuận lợi hạ xuống Hạo Thiên Vực. Hai người ở địa phương đó, là một phiến dã ngoại hoang vu. Dã ngoại bình nguyên cùng núi non trùng điệp trên, khắp nơi nở rộ trước một đóa đóa màu trắng hoa, sương mù bốc hơi lên, đó chính là tổ thần hoa. Vương Động nhìn đầy khắp núi đồi tổ thần hoa, mắt đục đỏ ngầu, quỳ ngã xuống, đem mặt chôn ở đất bùn bên trong, một hồi bi nuốt khóc thút thít. Hắn thoát đi Hạo Thiên Vực, đã có nửa năm, cái này nửa năm thời gian, tuy là vội vã mà qua, nhưng muốn đến là vật là người không, trong nhà hắn nhất định có thảm thiết biến cố. Vương Động huynh, chúng ta về thành trước đi, đi nhà ngươi xem. Diệp Thần vỗ vỗ Vương Động bả vai, nhẹ giọng nói. Trong quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, Diệp Thần đã nghe Vương Động nói qua, Hạo Thiên Vực đại khái sâu xa. Ở Hạo Thiên Vực trung ương nhất, có một tòa phồn hoa thành trì, tên là Tổ Thần Thành, đó là đã từng Vương Động gia tộc nắm trong tay địa phương. Vương Động gật đầu một cái, chịu đựng nội tâm đau buồn, từ dưới đất đứng lên. Sau đó, hai người che giấu hơi thở, đi sóng vai, đi Tổ Thần Thành đi tới. Diệp Thần tu luyện Tổ Thần Võ Điển 7 ngày, đã đem Tổ Thần Võ Điển bên trong thần thông, toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt. Cho nên, hắn hơi thở, cùng toàn bộ Hạo Thiên Vực, cũng là hòa làm một thể, cũng không có kích động thiên cơ, bị người phát hiện hắn là một cái người ngoại lai. Hồng Xuân Thu vậy lão tạp mao, chắc hạ xuống liền chứ. Không biết hắn phải thế nào che giấu hơi thở. Đúng rồi, hắn có ma nữ che chở, hơn phân nửa cũng sẽ không bại lộ. Diệp Thần trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm, cẩn thận cảm ứng bắt, nhưng vậy không bắt được Hồng Xuân Thu hơi thở. Nhưng từ trực giác, Diệp Thần vẫn là có thể khẳng định, Hồng Xuân Thu tuyệt đối là tới, chỉ bất quá cũng giống hắn như nhau, che giấu hơi thở, chờ cơ hội mà động thôi. Diệp Thần lợi dụng bát quái thiên đan thuật, cho mình và Vương Động, đơn giản dịch dung, miễn được bị người phát hiện. Dẫu sao Vương Động thân phận đặc thù, ở tổ thần giáo trong mắt, hắn nhưng mà một tên phản đồ. Một đường hướng tổ thần thành đi tới, dọc đường đi qua rất nhiều thôn trấn, Diệp Thần và Vương Động cũng phát hiện ở đó chút thôn trấn bên trong, dán trước rất nhiều lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã người, chính là Vương Động. Vương Động thần sắc ảm đạm, trên đường lại hướng người hỏi thăm gia tộc tình huống, biết được Vương gia cả nhà bị giết, lại là đau buồn muốn chết. Đến được trạng vạng tối, hai người rốt cuộc đi tới tổ thần thành. Nhưng gặp tổ thần thành trên đầu tường, lại là treo từng hạt tròn đầu, đã sớm hong gió, theo gió chậm rãi trôi dạt, lộ vẻ được 10 phần lạnh người. Vương Động thấy những cái kia treo đầu lâu, ngũ quan co rúm, đau buồn vạn phần, thiếu chút nữa thì muốn khóc kêu thành tiếng, là Diệp Thần đè hắn xuống. Vương Động huynh, bình tĩnh. Diệp Thần trầm giọng nói. Xem Vương Động phản ứng như thế kịch liệt hình dáng, trên đầu tường treo đầu người, lộ vẻ lại chính là hắn Vương gia tộc nhân. Hắn trốn tránh rời đi, gia tộc cả nhà gặp phải bụi cây liền, thậm chí bị kiêu thủ thị chúng, có thể nói vô cùng thê thảm. Vương Động ánh mắt rơi lệ, cả người run rẩy như muốn đã hôn mê. Hai người vào được trong thành, màn đêm đã hàng, ánh trăng mở tối. Vương Động mang Diệp Thần, đi tới gia tộc hắn bên trong. Nhưng gặp Vương gia phủ đệ, sớm là được một mảnh phế tích, vài con quạ đen, ở tường đổ tàn viên trên rát rát quái khiếu, lạnh lẽo nhân tâm tỳ. Vương Động quỳ xuống phế tích bên trong, rốt cục thì không nhịn được, lớn tiếng khóc. Diệp Thần im lặng, cùng hắn khóc xong, tâm trạng thoáng ổn định, chính là thấp giọng hỏi, Vương Động huynh, người tiếp theo có cái gì dự định? Vương Động răng cắn bể môi, cặp mắt đỏ tươi, nhìn Diệp Thần, thanh âm đau buồn, khẩn cầu, Diệp huynh, người có thể thay ta tìm được muội muội ta sao? Muội muội ta kêu Vương Tĩnh Tiếc, ta cảm giác được, nàng còn sống, nàng còn chưa có chết. Trên đầu tường treo đầu, cũng không có nàng tồn tại, nàng đã từng là giáo chủ phu nhân học trò, có thể chính là bởi vì tầng này thân phận, giáo chủ đại nhân bỏ qua nàng. Diệp huynh, van cầu ngươi, ngươi thần thông quảng đại, xin ngươi hãy theo dõi thiên cơ, tìm muội muội ta rơi xuống, nàng là ta ở cõi đời này, duy nhất thân nhân. Diệp Thần nhướng mày nói, muội muội ngươi, Vương Tĩnh Tiếc. Thử nghiệm bấm ngón tay suy tính, quả nhiên bắt được một người thiếu nữ sinh mạng dấu vết, nhưng đầu mối quá thiếu, hơn nữa thật giống như có lực lượng gì ở cách trở, cô gái này cụ thể ở nơi nào, Diệp Thần vậy suy tính không tới. Đầu mối quá thiếu, lại thiên cơ mong manh,
Ta cũng suy tính không tới, bất quá có thể khẳng định, em gái ngươi xác thực còn sống. Diệp Thần nói. Phải không? Vương Động rất là thất vọng, hắn rất muốn tìm về muội muội, nhưng liền Diệp Thần cũng suy tính không tới, thì như thế nào tìm? Ngưng thần suy nghĩ chốc lát, Vương Động bỗng nhiên nói, Diệp huynh, ta biết có một cái biện pháp, nhưng cũng có thể cần ngươi hỗ trợ. Diệp Thần nói, biện pháp gì? Vương Động nói, Hạo Thiên Vực có một cái thế lực thần bí, tên là Thanh Lại Thương Hội, truyền thuyết chỉ phải có đầy đủ tiền đặt cuộc, thứ gì đều có thể mua được, nếu như chúng ta đi Thanh Lại Thương Hội mà nói, nhất định có thể biết muội muội ta tin tức. Nhưng, Diệp Thần nói, ngươi không có đầy đủ tiền đặt cuộc phải không? Vương Động lúng túng nói, ừ. Diệp Thần cười một tí, nói thôi, ta vì ngươi trả tiền chính là, nhắc tới, cái này Thanh Lại Thương Hội, ta cũng từng cùng bọn họ đã từng quen biết. Ở đã từng, Diệp Thần cũng cùng Thanh Lại Thương Hội hợp tác qua. Cái này Thanh Lại Thương Hội, khá là thần bí, phân đà phân bố thái thượng thế giới, địa phương nào đều có dấu vết của bọn họ. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền đặt cuộc, liền có thể ở Thanh Lại Thương Hội bên trong, giao dịch đến bất kỳ đồ, chỉ bất quá giá cả cực kỳ đắt tiền. Vương Động nghe được Diệp Thần chịu thay hắn trả tiền, không khỏi được đại hỉ, quỳ xuống Diệp Thần trước mặt bịch bịch dập đầu, nói, Diệp huynh, đa tạ. Chờ ta tìm được muội muội ta, ta đời này cho ngươi làm trâu làm ngựa. Diệp Thần cười khoát tay một cái nói, không cần. Vương Động lại dập đầu mấy cái vang đầu, trịnh trọng bái tạ một phen, mới đứng dậy, nói, Diệp huynh, cùng ta tới. Sau đó, hắn mang Diệp Thần, ở tổ thần thành bên trong qua lại, rẽ qua một cái đường phố sau đó, nhưng đi tới một cái đen sẫm trong hẻm nhỏ mặt. Thanh Lại Thương Hội ở nơi này trong hẻm nhỏ mặt, chỉ hy vọng bọn họ còn không dọn đi. Vương Động thấp giọng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, đi theo Vương Động, đi tới một tòa cũ nát dinh trước. Đốc đốc đốc, Vương Động nhẹ nhàng gõ dinh cửa. Két, cửa mở ra, một cái quản gia hình dáng ăn mặc ông già xuất hiện, rũ mi mắt, nhìn Diệp Thần và Vương Động hai người. Người nào, ông già hỏi. Vương Động kêu, nói mua bán. Lão giả nói, ta Thanh Lại Thương Hội, không mua bán mạng người. Vương Động nói, biết, chỉ là muốn hỏi thăm một chút tin tức. Ông già gật gật đầu nói, có thể, vào đi. Vương Động gật đầu, mang Diệp Thần đi vào. Ông già dẫn hai người, hướng phòng khách đi tới, lại trầm giọng cảnh cáo nói, ở ta Thanh Lại Thương Hội bên trong, vô luận các người thấy cái gì, nghe được cái gì, cũng không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ ra ngoài. Hắn cũng không có nói tiết lộ hậu quả, nhưng trong giọng nói lạnh lùng, nhưng để cho nhân tâm sinh kính sợ. Diệp Thần và Vương Động, đều là gật đầu. Ông già mang hai người, tới đến đại sảnh bên trong. Phòng khách rất là rộng rãi, lại trang sức lộng lẫy, và dinh bên ngoài cũ nát hoang vu hình dáng, khác hẳn không cùng. Chỉ gặp một tấm bạch ngọc điêu trác bàn vuông cạnh, một cái mập mập mạp mập, trưởng quỹ hình dáng ăn mặc người trung niên, đang mặt đầy lộ vẻ cười ngồi. Mà ở trưởng quỹ này bên cạnh, thì bu đầy người, xem hình dáng đều là tới giao dịch quý khách. Phần lớn quý khách, đều là dịch dung cải trang, hoặc là mang mặt nạ nón lá, che giấu dung mạo, chẳng muốn tiết lộ thân phận. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, lại không nghĩ rằng có như thế nhiều quý khách. Vương Động thấp giọng nói, ngày hôm nay tổ thần hoa mở, nhất định là có không thiếu người ngoài lẻn vào tới, bọn họ không luyện qua tổ thần võ điển, lại không có bị phát hiện. Nhất định là người mang kinh người thần thông, không thể khinh thường sao. Diệp Thần cũng là ngưng trọng gật đầu, trong đại sảnh quý khách, người người khiêm tốn, phong cách sống kín đáo, nhưng có thể đứng ở chỗ này, tuyệt đối không có một cái là tên yếu. Chỉ gặp cả người hình nhỏ hết sức thướt tha, mang nón lá cô gái, đang cùng trưởng quỹ trò chuyện với nhau. Cô gái kia nói, ta muốn mua một giọt máu thần, các ngươi thương hội có hàng sao? Diệp Thần nghe được cô gái kia thanh âm. Kiều Thúy dễ nghe, mười phần quen tai, bỗng nhiên trong lòng giật mình. Là Diệp Lạc Nhi thanh âm. Lạc Nhi, là nàng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần giật mình không thôi, cẩn thận đánh giá vậy nón lá cô gái. Cô gái hơi thở ẩn núp, không nhìn thấu hư thật, nhưng Diệp Thần ngưng thần cảm ứng dưới, vẫn có thể bắt được một chút quen thuộc hơi thở, đó chính là Diệp Lạc Nhi hơi thở, thanh âm cũng giống như vậy. Trưởng quỹ cười híp mắt nói, người muốn cái gì máu thần? Cổ thần, tán thần, ngoại thần, vẫn là ma thần. Diệp Lạc Nhi nói, không, ta muốn một giọt chín thần máu thần, thủy thần, lôi thần,
băng thần, cái gì đều được, nhưng phải là chín thần thiên tôn để lại máu thần. Diệp Thần tim đập bịch bịch, âm thầm muốn, Lạc Nhi nàng muốn mua máu thần, nàng muốn làm gì? Vẫn là nói, là thiên nữ tỷ tỷ ủy thác nàng tới. Diệp Thần tim vô hình quặn đau liền một tí, Diệp Lạc Nhi không có mua máu thần đạo lý, máu thần uy năng quá mạnh mẽ, nàng rất khó hấp thu luyện hóa. Duy nhất giải thích, chính là trời nữ cắt cử nàng tới. Thiên nữ đã là nhất trung quyết chiến chuẩn bị, nàng muốn mua máu thần, tăng lên tự thân lực lượng, như vậy thứ nhất, đến khi quyết chiến ngày, nàng thì có lớn hơn chắc chắn, có thể chém chết Diệp Thần. Trưởng quỹ kia vẫn là cười híp mắt hình dáng, nhìn Diệp Lạc Nhi nói, cô nương, muốn mua thần máu, người cần phải xuất ra giống vậy phẩm chất máu thần, tới cùng chúng ta trao đổi. Diệp Lạc Nhi lạnh lùng nói, nếu như ta có thần máu nơi tay, còn cần hỏi các ngươi. Trưởng quỹ kia cười nói, cô nương lại không động khí, máu thần quá mức chân quý, chúng ta thương hội có hàng, nhưng không thể tùy tiện cho ngươi, không bằng ngươi trước làm một ghi danh, sau này chúng ta từ từ bàn lại. Diệp Lạc Nhi hừ một tiếng, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ gật đầu, trước làm ghi danh. Ghi danh xong tất sau đó, nàng chính là im lặng xoay người rời đi. Từ đầu chí cuối, nàng cũng không có phát hiện Diệp Thần tồn tại. Diệp Thần muốn đi ra ngoài cùng Diệp Lạc Nhi nhận nhau, nhưng vẫn là nhịn được. Vị kế tiếp, trưởng quỹ kia vẫn là cười híp mắt hình dáng. Một cái mang mặt nạ ra người ông già, ngồi vào trưởng quỹ trước mặt, trầm giọng nói, ta muốn hỏi thăm luân hồi chi chủ rơi xuống, hắn hẳn tới Hạo Thiên Vực. Cái này ông già vừa mở miệng, Diệp Thần lập tức thấy rõ đến thiên cơ. Cái này ông già lại chính là Hồng Xuân Thu. Hồng Xuân Thu, cái này lão tạp mao, lại ở nơi này. Diệp Thần tim đập mạnh, ánh mắt chiến ý cháy, tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể sẽ ở Thanh Lại Thương Hội bên trong, đụng phải Hồng Xuân Thu. Hắn âm thầm nắm quyền, nghĩ ngợi nếu như mình toàn lực xuất thủ, có nhiều ít phần thắng, có thể giết chết Hồng Xuân Thu. Nhưng, chiến ý trong lòng cùng sát ý, chỉ là vừa mới lên, liền bị Diệp Thần giữ đi xuống. Nơi này, dẫu sao là Thanh Lại Thương Hội địa bàn, nghiêm cấm đấu nhau. Nếu như phá hư quy củ, khó hiểu đắc tội Thanh Lại Thương Hội, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Người muốn điều tra luân hồi chi chủ rơi xuống. Trưởng quỹ nụ cười đọng lại xuống, hỏi. Ừ. Hồng Xuân Thu âm thanh nói, cần gì tiền đặt cuộc. Trưởng quỹ ha ha cười một tiếng, không biết làm sao thở dài một cái, nói, à, vị khách quan này, nếu như người muốn điều tra những người khác, ta Thanh Lại Thương Hội có lẽ có thể làm được. Nhưng, luân hồi chi chủ, hắn hơi thở, bao trùm ở trên trời bên trên, muốn truy xét tung tích của hắn, cơ hồ không thể nào, xin thứ cho ta Thanh Lại Thương Hội không thể ra sức. Hồng Xuân Thu thất vọng nói, phải không? Trưởng quỹ nói, khách quan còn có cần gì sao? Hồng Xuân Thu trầm giọng nói, không có, cáo từ. Đứng dậy xoay người rời đi. Diệp Thần tâm thần cảnh giác, thu liễm hơi thở, cũng không có bị Hồng Xuân Thu phát hiện. Vị kế tiếp, giao dịch vẫn còn tiếp tục, Diệp Thần và Vương Động là tới chót nhất, đến khi hơn nửa đêm, mới rốt cục đến phiên bọn họ. Đến phiên bọn họ thời điểm, toàn bộ trong đại sảnh, đã không có những khách khác, chỉ còn lại bọn họ hai cái, và trưởng quỹ kia mặt đối mặt. Trưởng quỹ vẫn là che ôn hú nụ cười, thật giống như vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi, nhìn Diệp Thần Vương Động hai người, cười hỏi, hai vị khách quan, có cần gì sao? Vương Động không kịp chờ đợi nói, ta muốn hỏi thăm muội muội ta rơi xuống. Trưởng quỹ nói, muội muội ngươi là ai? Vương Động vội vàng nói, muội muội ta kêu Vương Tĩnh Tiếc. Trưởng quỹ gật đầu một cái, vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, vẫn là mỉm cười nói, ngươi có thể đưa ra cái gì thù lao? Vương Động nhìn về Diệp Thần móc ra hai bình đan dược, còn có mấy khối bí mỏ, bày thả vào trưởng quỹ kia trước mặt, đều là hắn ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong thắng được đến phần thưởng. Thái Thượng Công Đức Chiến, hạng nhất khen thưởng đặc biệt phong phú, trừ xích diễm tạo hóa đan, chín văn thăng linh đan, sạch sẽ tim tuyết liên bên ngoài, còn có rất nhiều chân quý đan dược, dược liệu, mỏ sắt vân. Vân, những đan dược kia mỏ sắt, đối Diệp Thần mà nói, tác dụng chừng mực, nhưng đối người bên ngoài mà nói, cũng là thiên đại bảo bối, giá trị không rẻ. Trưởng quỹ kia ánh mắt nhất thời sáng lên dậy, phát ra một tiếng ở ven đường nhặt được tiền vậy khen ngợi, cuối cùng chỉ lấy hạ một chai đan dược, những vật khác toàn bộ lui về cho Diệp Thần, nói, không cần như thế nhiều, có bình đan dược này là đủ rồi.
Vương Động vội hỏi, muội muội ta ở địa phương nào? Trưởng quỹ cười híp mắt móc ra một viên thủy tinh cầu, trong tay bóp một cái pháp quyết, một hồi linh quang, bơm vào đến trong thủy tinh cầu mặt. Rào! Thủy tinh cầu thần mang tách thả ra, hiển lộ ra một màn hình. Đầu tiên đập vào mi mắt, là 10 ngọn núi. Cái này 10 ngọn núi, ở tổ thần thành bốn phía, làm thành một vòng, vừa lúc là đem tổ thần thành vây quanh. Mỗi một ngọn núi, đều là linh khí bốc hơi lên, tiên hà hòa hợp, sương mù quang lộng lẫy, cầu vồng sâu không, nhất phái tiên gia thánh cảnh khí tượng. Mơ hồ tới giữa, lại có thể thấy, ở trên mỗi một ngọn núi mặt, đều có thánh thú pho tượng trấn thủ. Diệp Thần nghe Vương Động nói qua, ở Hạo Thiên vực bên trong, có thập đại núi thần, là địa mạch linh khí hội tụ chỗ. Cái này thập đại núi thần, mỗi một ngôi thần sơn trên, đã từng đều có thánh thú bảo vệ, chỉ là năm tháng bể dâu, những cái kia thánh thú phần lớn mài mòn chết, cuối cùng hóa thành pho tượng, bảo vệ núi thần khí vận, nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Thập đại núi thần bên trong, thế lực nhất hừng hực có ba tòa, theo thứ tự là Tổ Thần Đỉnh, Hướng Thánh ven núi, Vũ Hóa núi. Tổ Thần Đỉnh thủ tọa, chính là hôm nay Tổ Thần Giáo giáo chủ, uy vọng quyền thế nặng nhất. Hướng Thánh ven núi và Vũ Hóa núi thủ tọa, địa vị vậy là đặc biệt cao quý, đứng sau giáo chủ. Ba vị này thủ tọa, là Tổ Thần Giáo tầng cao nhất. Ba đại thủ tọa tới giữa, lẫn nhau có minh tranh ám đấu. Nhưng đối phó với vương gia, bọn họ là nhất trí lạ thường, ăn ý liên thủ, cũng muốn thu hồi tổ thần võ điển. Hôm nay vương gia, ở ba đại thủ tọa chèn ép hạ, đã sớm diệt môn, nhưng tổ thần võ điển, vẫn còn ở Vương Động trong tay. Muội muội người vương tính tiếc, liền tại triều thánh trên ven núi mặt, bị coi thành huyết nô, lấy máu uẩn dưỡng hướng thánh trên ven núi thánh thú. Trưởng quỹ giấu tay thay đổi, trong thủy tinh cầu hình ảnh co rút lại, tập trung tại triều thánh trên ven núi mặt. Chỉ gặp hướng thánh nhai sơn trên, đứng vững vàng một tòa thánh thú pho tượng, đó là một đầu thái cổ thánh thú, tên là huyết thần sư, truyền thuyết có ngút trời uy năng, đã từng là hải vương ma tôn dưới quyền quyến thuộc, sau đó hải vương ma tôn chết, đầu thánh thú này, liền bị tổ thần vương hàng phục. Giờ phút này, ở huyết thần sư dưới pho tượng phương, buộc chặt tất cả huyết nô. Những máu kia nô, cả người bị xích sắt khóa lại, cổ tay bị lưỡi dao sắc bén tan ra, tiên không cầm máu được dòng nước chảy, lưu đến bên cạnh một cái trong ao máu. Mấy cái thầy tế ăn mặc ông già, vây quanh ao máu từ từ niệm chú, đang tiến hành một loại nghi thức cổ xưa, đem máu tươi năng lượng, toàn bộ dẫn nước đến huyết thần sư pho tượng bên trong. Huyết thần sư pho tượng, đạt được máu tươi bồi bổ, lại là dần dần hồi phục, có bộ phận thân thể, bằng đá đã chóc ra, lộ ra máu thịt thân thể. Muội muội, Vương Động bi phẫn kêu to, cả người run rẩy. Bởi vì hắn thấy những máu kia nô bên trong, có một cái ấu yếu cô gái, quần áo lam lũ, da trắng bệch, máu tươi không ngừng dòng nước chảy dưới, yếu ớt sắp chết. Đó chính là hắn muội muội, Vương Tĩnh Tiếc. Hướng thánh ven núi thủ tọa Dương Chu Tiên, muốn dựa vào huyết nô máu tươi năng lượng, hồi phục huyết thần sư, muội muội ngươi bất hạnh cũng bị chèn ép. Bất quá, phải nói, muội muội ngươi là may mắn, làm cái huyết nô, chí ít cũng có thể tùy tiện còn sống, tốt hơn bị giết kiêu thủ. Trưởng quỹ kia sờ một cái mình chữ bát tu, cười tủm tỉm nói. Vương Động tức giận, như dã thú vậy gầm thét một tiếng, xông lên muốn bắt trưởng quỹ kia cổ. Trưởng quỹ kia chân phải ở trên bàn đạp một cái, mập mạp thân thể, mang cái ghế lui về phía sau, bên cạnh như quỷ mị vậy, toát ra hai tên hộ vệ, đem Vương Động đè lại. Vương Động huynh, bình tĩnh. Diệp Thần trấn an Vương Động, lại hướng trưởng quỹ kia nói, không muốn xúc phạm, xin lỗi. Trưởng quỹ kia cười một tiếng, kéo cái ghế lại ngồi trở về, cười nhìn Diệp Thần nói, vẫn là luân hồi chi chủ dễ nói chuyện, tiểu đệ hôm nay có thể được gặp luân hồi tôn phạm, thật là không khỏi vinh hạnh. Vừa nói liền chắp tay một cái. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, biết mình mở miệng nói chuyện, đã kích động thiên cơ, bị người phát hiện thân phận. Bất quá trưởng quỹ kia vậy coi là trầm ổn, phát hiện Diệp Thần thân phận, lại còn là một bộ rửng rưng như thường hình dáng. Trưởng quỹ kia đặc biệt nhún nhường nói, luân hồi chi chủ đại giá đến chơi, tiểu đệ thân phận nhỏ, không tư cách tiếp gặp, vẫn là để cho hội trưởng đại nhân ra mặt, mời luân hồi chi chủ chờ một chút. Nói xong, trưởng quỹ kia liền xoay người tiến vào bên trong phòng bên trong. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần đánh hơi được một hồi ấm ngán thể nhang, một phiến cánh hoa muối ở trong phòng khách bồng bềnh lên.
chỉ gặp phòng bên trong, một người mặc màu thủy lam áo lụa, da thịt như tuyết, dung mạo xinh đẹp phụ nhân, ở mấy cái thị nữ vây quanh, chậm bước ra ngoài. Vương Động thấy mỹ phụ kia người, ngẩn ngơ, nói, giáo chủ phu nhân, là ngươi. Ngươi là Thanh Lại Thương hội hội trưởng. Diệp Thần cũng có điểm kinh ngạc, hắn nghe Vương Động nói qua, tổ thần giáo chủ phu nhân, địa vị cao quý, tên là Tô Dung, là Vương Tĩnh Tiếc đã từng là sư phụ. Chẳng lẽ nói, Thanh Lại Thương hội hội trưởng, lại chính là Tô Dung. Mỹ phụ kia người cười khanh khách, quyến rũ nhiều vẻ, nói, đừng quên nơi này quy củ, vô luận ngươi thấy cái gì, nghe được cái gì, cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Vương Động nội tâm kích động, nói, giáo chủ phu nhân lại có thể ở nơi này, sự tình kia dễ làm, em gái hắn được cứu rồi. Mỹ phụ kia người nụ cười câu hồn, ngắm nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, người hẳn nghe Vương Động đề cập tới ta chứ. Diệp Thần nói, nghe nói phu nhân tôn quý ung dung, hôm nay vừa gặp, quả nhiên khí vận phi phàm. Mỹ phụ kia người cười duyên nói, người miệng thật là ngọt, khó trách ta biểu muội như thế thích ngươi, ta đều có điểm thích ngươi. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, phu nhân, người biểu muội là. Mỹ phụ kia nhân đạo, ta biểu muội chính là đệ nhị yêu cơ, ta tên thật, thật ra thì không gọi Tô Dung, ta đã từng là quỷ vương giới đệ nhất thế gia người, ca ca ta đệ nhất quỷ vương muốn chu diệt luân hồi, nhưng ta hết lần này tới lần khác chẳng muốn, liền trốn thoát, trốn Hạo Thiên vực cái này phiến nơi thế ngoại, không nghĩ tới lại có thể ở tối nay, đụng phải đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, lại không nghĩ rằng cái này Tô Dung, lại có thể và đệ nhị yêu cơ như nhau, cũng là xuất thân quỷ vương giới. Thậm chí, nàng có thể coi như là đệ nhị yêu cơ biểu tỷ. Quỷ vương giới thần vũ trụ đệ nhất quỷ vương, chính là nàng ca ca. Tô Dung che miệng cười nói, ta vậy yêu cơ biểu muội, khi còn bé rất là hoạt bát, ta thường xuyên mang nàng đi ra ngoài chơi, coi như, đó là bao lâu trước chuyện, mấy chục ngàn năm. Mấy trăm ngàn năm, ta quên, tóm lại, cực xa. Nói xong lời cuối cùng, Tô Dung ánh mắt lại có chút mê ly, trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại. Diệp Thần xem cái này Tô Dung, cả người kiều mị câu hồn hơi thở, và đệ nhị yêu cơ cơ hồ như da nhất mạch. Đệ nhị yêu cơ như vậy phóng đãng ngang bướng, chỉ sợ sẽ là bị cái này Tô Dung mang xấu. Dừng một chút, Tô Dung vừa cười hỏi, luân hồi chi chủ, ngươi là muốn cứu Vương Động muội muội? Yên Tĩnh Tiếc vậy hài tử, đã từng là ta học trò, ta ở ba đại thủ tọa trước mặt, khó khăn bảo vệ tánh mạng của nàng, nhưng nàng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, lâm vào là huyết nô, cũng là chuyện không có cách nào khác. Diệp Thần nói, phu nhân, ngươi nhưng có phương pháp giải cứu. Nếu như không phải là Vương Động mà nói, Diệp Thần cũng không khả năng bước vào Hạo Thiên vực, phần này nhân quả, hắn nhất định phải báo đáp. Tô Dung nói, ai yêu, ngươi muốn cứu người. Thật đúng là khó khăn. Vậy hướng thánh ven núi, là Dương Chu Tiên địa bàn, Dương Chu Tiên ở ba đại thủ tọa bên trong, nhưng mà nổi danh bạo nóng này, giết hại thành thánh, bất kỳ dám mạo hiểm phạm người hắn, đều phải bị hắn tàn nhẫn giết chết. Hơn nữa vậy hướng thánh trên ven núi mặt, phủ đầy cấm chế, các ngươi một đạp lên, cũng sẽ bị Dương Chu Tiên phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Động nghe nói như vậy, cắn răng, chỉ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hiển nhiên hắn cũng biết, hướng thánh ven núi thủ tọa Dương Chu Tiên lợi hại. Em gái hắn bị kẹt tại triều thánh trên ven núi mặt, hắn muốn cứu người nói, ngang hàng là từ Dương Chu Tiên trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, khó hơn lên trời. Diệp Thần nhìn Tô Dung, trầm tĩnh nói, phu nhân, người thần thông quảng đại, có thể hay không là chúng ta chỉ một con đường sáng. Tô Dung cười tủm tỉm nói, luân hồi chi chủ mở miệng thỉnh cầu, thiếp dĩ nhiên là hết sức vì ngươi phân ưu, ha ha. Ta có một cái biện pháp, có thể ở không kinh động Dương Chu Tiên dưới tình huống, đưa các ngươi đi hướng thánh ven núi. Diệp Thần nói, phu nhân mời nói. Tô Dung nói, Dương Chu Tiên cần số lớn huyết nô, dùng để hồi phục huyết thần sư, hắn vậy hướng ta Thanh Lại Thương hội phát ra thỉnh cầu, hy vọng có thể mua chút huyết nô, ngày mai chính là giao hàng ngày. Ta có thể để cho các ngươi hai cái, đảm nhiệm huyết nô, để cho hướng thánh ven núi người, đem các ngươi mang theo núi. Nhưng, đây không phải là ngụy trang, đây là thật cầm các ngươi làm huyết nô, các ngươi sau khi lên núi, nếu như không thực lực phản kháng, vậy đời này liền giao phó ở bên trong. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, muốn chúng ta làm huyết nô sao?
Vương Động lớn tiếng nói, không thành vấn đề, ta có thể, chỉ cần có thể thấy muội muội ta, cái gì giá phải trả ta đều nguyện ý bỏ ra. Tô Dung cười nói, luân hồi chi chủ, vậy ngươi đâu? Diệp Thần âm thầm bấm ngón tay suy diễn, phát hiện hành động này Cát Hung nửa nọ nửa kia, quả thực là nguy hiểm. Cẩn thận cân nhắc một phen, Diệp Thần khẽ cắn răng, gật đầu nói, có thể. Hắn tin tưởng thực lực của mình, coi như cứu người thất bại, trở lui toàn thân còn là không thành vấn đề. Nhưng nếu quả thật thất bại, Vương gia hai huynh muội rất có thể liền dặn dò, đây là Diệp Thần tuyệt không muốn thấy. Chỉ là hôm nay, cũng chỉ có biện pháp này. Vương Động cảm kích rơi nước mắt, nói, Diệp huynh, đa tạ. Tô Dung cười khanh khách, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta thành lại thương hội, có thể giải đáp ngươi bất kỳ nghi vấn nào, chỉ cần ngươi có thể trả nổi thù lao. Nghe nói như vậy, Diệp Thần trong lòng động một cái, nói ta muốn biết Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống, phu nhân, ngươi có thể nói cho ta. Thiên Quân Phong Thần Bia, ngay tại Hạo Thiên Vực bên trong. Nhưng, Hạo Thiên Vực bát ngát vô biên, Diệp Thần cũng khó mà phong tỏa Thiên Quân Phong Thần Bia vị trí, hiện tại còn không rõ ràng, nếu như Tô Dung có thể cho biết, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Tô Dung cười nói, người muốn biết Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống. Diệp Thần nói, ừ. Tô Dung nói, ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu cho ta thù lao. Diệp Thần nói, cái gì thù lao? Phu nhân mời nói. Tô Dung lại cười lên, trong mắt tràn đầy quyến rũ thần sắc, thành thực đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, mang nhang gió, đi tới Diệp Thần chỗ ngồi phía sau. Sau đó, nàng từ phía sau ôm lấy Diệp Thần, mềm mại to lớn vị trí, dính vào Diệp Thần trên ót. Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi ôn nhuyễn nhẹ ngán, không khỏi được tâm thần rung động. Tô Dung không coi ai ra gì, cười duyên nói, luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi tối nay chịu theo ta cùng chung qua đêm, sung sướng một đêm, ta cái gì đều nói cho ngươi.